Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1256, hắn rốt cuộc là ai? Cái gì, cái gì gọi là có người thứ ba tiến vào phòng bếp? Trương Thục giao cả người đau lòng đến tiểu tụy, mệt mỏi hoảng hốt đứng ở trước cửa phòng bệnh, nhìn về phía mọi người bên trong, mang theo mấy phần khiếp sợ hỏi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thục Giao khẩn trương nói, chị Huyền Thanh và Lão Đại suy nghĩ ra, cực kỳ có thể sẽ có người thứ ba tiến vào phòng bếp trương thục giao nghe lời này tức khắc khẩn trương đi tới nhìn về phía lãnh mạc hàn cùng uyển thanh mang theo vài phần hy vọng kích động nghẹn ngào hỏi có thật không thật là có người thứ ba tiến vào phòng bếp sao các người vô cùng xác thực không sai kia có thể hay không và án phóng hỏa có quan hệ uyển thanh sắc mặt trầm trọng nhìn nói với cô chúng ta không xác định người thứ ba này có phải hay không cùng án phóng hỏa có liên quan nhưng chúng ta cơ hồ kết luận, vô cùng xác thực có người thứ ba tiến vào phòng bếp. Thế nhưng kẻ đó rốt cuộc đi vào trong đó làm cái gì? Tại sao muốn gõ xuống cái dương sắc hồng? Vì sao đến cuối cùng muốn giấu đi là cái bí mật gì? Chúng ta còn là không thể nào biết được. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng vô cùng xác thực là kẻ đó tiến vào. Trương Thục Giao kích động nhìn về phía Uyển Thanh, gấp đến độ hai tròng mắt hồng lên, đau lòng nói, vậy chúng ta có thể tra được chân tướng không phải chân tướng uyển thanh bất đắc dĩ nghe câu nói này của trương thục giao mặc dù đau lòng nhưng vẫn là trực tiếp nhắc nhở nói không chúng ta tra được nhất định là chân tướng bất kể là đường chủ tịch còn là tổng giám đốc trang đều xác nhận chân tướng của chúng ta nhưng có thể hay không sự thực này còn có những chân tướng khác việc này không biết được thế nhưng người thứ ba này rất có khả nghi chúng ta bây giờ nắm chắc thời gian. Lãnh mặc hàn nhìn về phía em gái nhanh chóng nói, tựa như em nói, người thứ ba kia hắn rốt cuộc là đi vào như thế nào. Là cùng hạo nhiên như nhau, đi vào trước các đầu bếp, hay là sau khi các đầu bếp đi vào rồi mới đi vào. Nhất định là trước, Uyển Thanh cơ hồ có thể khẳng định điểm này, cô hơi ngửa mặt nhìn về phía mưa bụi trắng xóa cực nhanh ngoài cửa sổ, hai tròng mắt càng lúc càng rõ ràng, nói chúng ta giả thiết hắn đi vào trước, Nhất định là tình tự rất không tốt, cho nên mới phải vọng động gõ vào cái dương kia như vậy. Thế nhưng, bây giờ chúng ta lại thêm một đầu mối, chính là hắn lấy thứ gì đến đập cái dương kia, sẽ không phải là cái thìa sắt kia. Nếu như là cái thìa sắt kia, Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt lóe lên, tức khắc nói, như vậy. Liền khẳng định hắn tiến vào bên trong phòng bếp, thế nhưng án phóng hỏa phòng bếp, phòng giám sát khách sạn cũng không có ghi lại hắn tiến vào. Hắn là từ nơi nào có được thìa sắt theo tôi được biết, tất cả thìa sắt đều là bày đặt ở bên trong phòng bếp. Hắn không có khả năng giấu giếm được phong giám sát. Tôi lại vừa lần nữa tra ra một chút nội bộ quản chế, ba bộ máy chụp ảnh cũng không có bị người âm thầm di động qua. Nếu như, Quyền Thanh nghe lời này, hai tròng mắt của cô lóe lên, lúc này mới yếu ớt nói, nếu như hắn không có tiến vào bên trong phòng bếp, thế nhưng hắn lại giấu giếm được mọi người, tiến vào nhị trọng môn, như vậy chỉ có một lý do. Lý do gì? mấy người trương thục giao cùng Mỹ Linh khẩn trương hỏi. Uyển Thanh chậm rãi quay mặt sang, thâm trầm nhìn nói với các cô, người kia. Nhất định là ngồi thân cận nhất bên cạnh đường chủ tịch, cho nên hắn biết trong phòng làm việc B26 của đường chủ tịch thời gian camera mở ra chỉ khi có yến hội trong đại. Hơn nữa chúng ta về sau cũng mới biết, đường chủ tịch là phát hiện hải sâm có vấn đề, mới quay về phòng làm việc của mình đổi đầu bếp phục vụ, quyết định tự mình trưởng thia. Hắn cũng là ở phòng làm việc không có người, mới mở ra P26. Nói cách khác, rất có thể người kia thực sự tiến vào nhị trọng môn, lại đến cuối cùng vô thanh vô tức ly khai. Hai mắt lãnh mặc hàn chợt lóe, trong lòng mang theo trận trận nghi ngờ nói, rốt cuộc là ai? Có thể không hề lo ngại như vậy, không sợ ai phạt, của trách tiến vào phòng bếp, sau đó lại có thể vô thanh vô tức ly khai, thậm chí không có bị phong giám sát phát hiện. Chúng ta vừa thêm vào một chi tiết. Uyển Thanh nhìn về phía anh trai nhanh chóng nói, "Tổng giám đốc Trang tối hôm trước án phóng hỏa đi tìm đường chủ tịch. Thế nhưng anh ta đến mỗi một chỗ đều lợi dụng kỹ năng vi tính chuyên nghiệp của chính mình, quấy nhiễu video giám sát, thậm chí để hình ảnh tạm dừng. 12 thiết bị giám sát năm trước, chúng ta xác thực thiết bị của khách sạn bây giờ không có hoàn thiện như vậy. Như vậy tổng giám đốc Trang có thể giấu giếm được người cách làm, người này cũng có thể làm." Nói cách khác, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng tiếp lời em gái kích động nói, Hạo Nhiên quen thuộc đường đi, hắn cũng quen thuộc. Hạo Nhiên đi qua đoạn đường đó, nhất định là hắn cũng thường đi qua. Có lẽ hắn đã một khoảng thời gian nhìn Hạo Nhiên, vậy người này rốt cuộc là nhầm vào Hạo Nhiên, còn là nhầm vào Đường Chủ tịch, còn là nhầm vào toàn bộ khách sạn. Uyển Thanh nghe anh trai phân tích, cô tạm thời dừng suy nghĩ. Lãnh Mặc Hàn cảm giác được đầu mối đến đây thì dừng, anh nặng nề thở hổn hển mấy phần khí tức, lại từ từ cất bước đi tới trước cửa sổ sát đất đón nước mưa dầm lạp chảy xuống ngoài cửa sổ hai chồng mắt anh lóe ra cũng đồng thời tự hỏi cùng phân tích trương thục giao khẩn trương nhìn hai anh em bọn họ đều trầm mặc lòng của cô liền một trận nhéo chặt cùng đau đau nhớ tới thời khắc hôm nay trang hạo nhiên ngồi lên xe cảnh sát đó mình cùng tiêu đồng khóc đến đau lòng cô rất nhanh mà nghẹn ngào nói cầu xin các người suy nghĩ nhanh một chút nhìn xem có thể hay không cứu lão đại gia tôi cả đời này cho tới bây giờ cũng không có khó chịu như hôm nay anh ấy không thể ngồi nhà lao, anh ấy không nên ngồi tù, tôi thực sự ước gì chính mình có thể thay anh ấy tiến vào mục giam. Uyển Thanh nghe Trương Thục Giao nói, bất đắc dĩ nhìn cô nói, cô trước không nên gấp gáp, mỗi người chúng ta không phải đều đang nghĩ biện pháp sao. Mấu chốt là, suy lý của chúng ta là thông qua tưởng tượng cùng kinh nghiệm phân tích ra vật vô hình. Còn phải nhờ vào căn cứ hữu hình chính xác mới có thể chứng minh Tổng Giám Đốc Trang Rốt của Cùng Án Phóng Hỏa có quan hệ hay không. Trương Thục Giao nghe lời này, lại một trận vô lực cúi đầu. Hai mắt lãnh mặc hàn thâm thúy ngưng nhìn ra phía ngoài trời mưa, căn cứ theo phân tích lại yếu ớt nói cái thìa sắt kia là lấy từ nơi nào tới. Hắn không phải lấy ở phòng bếp, vậy hắn lấy ở nơi nào? Xôn sao, nếu như muốn cha hắn lấy ở nơi nào thì việc này quá khó khăn, không chừng này thìa sắt này, hắn mua ở bên ngoài. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn về phía lãnh mặc hàn cảm thấy khó khăn hỏi. Quả thật có độ khó. Lãnh Mạc Hàn nghĩ thật sâu vấn đề này, bởi vì dù cho người thứ ba có ăn cắp, nhưng bởi vì cùng tháng là án phóng hỏa, khẳng định không có nhân viên công tác ghi lại vật kiểm kê. Khẳng định không có, khẳng định không có, khẳng định không có, anh yếu ớt muốn nói chuyện này, gần như là tuyệt vọng, nhưng vẫn là nhàn nhạt phân phó. Mỹ Linh, cha ở án phóng hỏa qua đi, bộ phận khác có hay không, ghi lại các bộ đồ ăn hao tổn có lẽ đã mất ở phòng bếp nhất là nhìn kỹ phòng thu mua tư liệu. Vâng, Mỹ Linh không có hỏi nhiều, nhanh chóng điều tra lại án Chu Lệ Bình năm đó, lưu lại các bộ hồ sơ tư liệu phòng bếp. Quyền Thanh đã ở thật sâu tự hỏi chuyện này, cô dần dần ngồi ở trên xe lăn, chờ đợi Mỹ Linh điều tra, lại mệt mỏi vươn hai tay, khởi động xe đẩy chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất, nhìn về phía mưa bụi trắng xóa kia, cảm thấy tất cả đầu mối đều cùng đến. Dù cho tra ra các báo cáo hao tổn, có lẽ mất phẩm, cũng chỉ có thể biết vật phẩm này bị mất mất, kia rốt cuộc là ai lấy, thật không nhất định có thể biết. Toàn bộ trong phòng bệnh chỉ có Mỹ Linh hai tay đánh bàn phím, bá 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 thanh âm, hai tròng mắt của cô lợi hại mà chuyên chú nhìn chặt mỗi một góc cạnh bàn phím, đem tư liệu báo cáo hao tổn 12 năm trước có liên quan tới phòng thu mua, toàn bộ tra xét một lần, trong phòng bếp cùng sở hữu 32 phòng bếp khác, cô nghiêm túc tỉ mỉ nhìn toàn bộ một lần, đến cuối cùng cô mới một trận vô lực ngẩng đầu, Nhìn nói với mọi người, phòng thu mua và 32 phòng bếp khác, bởi vì phát sinh án phóng hỏa ở cuối tháng. Có lẽ chân tướng lão đại nghĩ, cùng tháng cũng không có kiểm kê, tháng thứ hai trái lại có kiểm kê, nhưng cũng không có ghi lại mất hao tổn phẩm. Lãnh mặc hàn nghe lời này, hai mắt đóng chặt, cảm thấy có đoàn khí ngăn trên ngực, không khỏi nắm chặt bàn tay đập mạnh vào tường thủy tinh. Quyền Thanh cũng cảm thấy lo nghĩ, lại tìm không được điểm đột phá. Lúc này Mỹ Linh cùng Thanh Bình còn có Trương Thục Giao, cũng cảm thấy một trận vô lực ngồi ở trên sofa, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Mạch suy nghĩ một mảnh tái nhợt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hạo nhiên, lãnh mặc hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nước mưa trắng xóa kia, yếu ớt gọi, người thứ ba này cùng án phóng hỏa có liên quan sao? Nếu có liên quan, hắn vì sao lại lưu lại căn cứ chính xác rõ ràng như thế? Bất kể là cái dương màu hồng, còn là thìa sắt, hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn rốt cuộc là ai, hắn vì sao lại ở thời gian nhạy cảm như vậy, đi vào phòng bếp. Tất cả điều này thực sự chỉ là trùng hợp sao. Nam tử này nặng nề nói xong, lại chợt cảm thấy trái tim từng đợt đau, cúi mặt nhắm lại hai tròng mắt ở thủy tinh trong suốt, thấy lệ quang bất đắc dĩ lóe ra. chương 1257, em cùng anh. Biểu chiều hoàng hôn mưa to dữ dội, toàn bộ thế giới vẫn một mảnh trắng xóa như cũ, tổng bộ khách sạn hoàn cầu nhân viên bộ rượu vụ nhao nhao nghị luận chuyện trang hạo nhiên vào ngục giam đều kìm lòng không được khổ sở luyến tiếc hôm qua mới biểu lộ lãng mạn thế kỷ như vậy hôm nay cũng đã thương nhiên vào tù ai cũng không có cách nào tiếp thu kết quả như thế huống chi là anh ta cùng đường tiểu thư yêu nhau sâu đậm thư ký lặng yên mở tiểu thanh tay cầm một phần văn kiện cất bước đi ra ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy các nhân viên nhao nhao nghị luận cô tức khắc trầm trọng kiềm chế nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người ngữ khí hơi trọng địa nói, được rồi. Bây giờ là lúc nào, cho các người tăng ca, chính là vì oán trách việc nhà. Sự tình hôm nay rất nhiều. Nhân viên bộ rượu vụ nhao nhao tư thái ngồi thẳng, chúi đầu vào trong ghế dài không lên tiếng, có một số nữ nhân viên lớn gan lớn mật, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu thanh, xin lỗi giải thích nói chúng tôi kỳ thực không có ý tứ gì khác. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc và đau lòng cho đường tiểu thư. Đều là nữ nhân, nên có thể hiểu được loại cảm giác này. Đúng vậy, thời gian sáng nay tôi rời giường, mở di động liền nhìn thấy tin tức này, không biết vì sao lại khóc. Đến bây giờ mới thôi, tâm tình của mọi người chúng tôi đều rất trầm trọng. Một nữ nhân viên khác cũng khẽ cắn môi dưới, luyến tiếc nói. Tiểu thanh trầm mặc nhìn về phía mọi người, toàn bộ rượu vụ hôm nay đều theo nước mưa trắng xóa cực nhanh, tâm tình của mọi người đều trở nên trầm trọng cùng kiềm chế. Cô mặc dù hiểu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, tâm tình của mọi người tôi có thể hiểu, nhưng mọi người không phải là đương sự, ở giữa không rõ trong lòng có bao nhiêu xót xa, có bao nhiêu hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói, đường tiểu thư bất luận đối mặt với bất kỳ tình huống gì, cô ấy cũng là sớm có chuẩn bị tốt. Cho nên các vị không cần lo lắng cho tình huống của cô ấy. Đường tiểu thư có rất nhiều thân phận, thế nhưng ở công ty, cô ấy chính là tổng giám đốc bộ dựa vụ. Cô ấy nhất định sẽ tận tâm tấn trách mà đem việc làm xử lý tốt, tôi hy vọng mọi người cũng có thể giống như cô ấy nói cho hết lời mọi người nghe tất cả đều trầm mặc gật gật đầu các người mau chóng đem công việc mà đường tiểu thư giao cho xử lý tốt đi lên tinh thần đi tiểu thanh nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía mọi người hơi khôi phục thái độ làm việc mới chậm rãi xoay người đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc vươn tay nhẹ nhàng gõ mời vào một trận thanh âm nhu hòa truyền đến tiểu thanh nghe thanh âm bình tĩnh như vậy hai tròng mắt của cô lóe lên, lúc này mới vươn tay nhẹ đẩy cửa ra, đi vào. Đường khả Hinh mặc váy ngắn tơ tằm màu lam đậm, bên ngoài khoác tây trang ngắn màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc lên cao, gương mặt càng hiển trắng nõn non mềm, nhìn ra được hôm nay cô trang điểm, thập phần thanh mát nhanh nhẹn ngồi ở trước bàn làm việc, biểu tình ngưng trọng, hai tròng mắt ôn nhu chuyên chú xem lướt qua văn kiện trước mặt, trên cửa sổ sát đất tất cả đều là nước mưa chảy nhanh xuống, giống như trận trận nước mắt yêu thương trượt xuống dưới đất cô không chút nào bị khí trời ảnh hưởng, biểu tình đảm nhiên mà kiên quyết, phát hiện rượu thương nước Mỹ gần đây có hiện tượng độn rượu, đoán chừng là mấy năm nay rượu nho xuất hiện trượt giá, bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Đối diện mặt bàn công tác, có 12 màn hình LCD thật lớn, trên mặt chính là phát hình nội dung tin tức truyền thông 12 trang viên rượu nho lớn nhất thế giới, có văn kiện chi lê cùng Trung Quốc ký tên miễn thuế quan, còn có đức cử hành tuyển cử nho nữ vương, lấy được và giới nho nữ vương là đến từ đắp xâm hải học sinh lớp 4 Đại học Quốc tế rượu nho mậu dịch, tên là Nadine post Tiểu Thanh từ từ đi vào phòng làm việc, nghe thấy màn hình tinh thể lỏng truyền đến thanh âm vui sướng tuyển cử trên sân khấu, cô cũng bị hấp dẫn, kìm lòng không được xoay người, nghi ngờ nhìn về phía nội dung màn hình, hỏi, đây là... Đường khả hình chuyên chú xem lướt qua văn kiện, nghe thanh âm tiểu thanh nhi hoặc, cô liền cũng nhàn nhạt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy giữa màn hình tinh thể lỏng, Nữ hài mỹ lệ tóc vàng nữ người Đức đầu đội vòng nguyệt quế, ngôn ngữ dừng dừng nói đối với tương lai tràn ngập vô hạn hướng tới cùng mỹ cảnh. Nhìn một màn vui vui mừng mừng này, trên mặt của cô cũng hiện lên ôn nhu tươi cười, mềm giọng nói, đây là Đức hàng năm đều tuyển độ rượu nho nữ vương, công chúa tham gia tuyển cử, nhất định là đến từ thế gia sản sinh rượu nho, hoặc thủ qua hết chỉnh rượu nho trồng học, sản xuất cùng chuyên nghiệp giáo dục nữ hài. Đang chọn giờ tấn chức nữ vương hậu, liền muốn thực hiện nghĩa vụ Chủ trì khai mạc rượu nho Đức và rượu nho có ga, tiếp nhận tin tức phỏng vấn truyền thông, còn muốn tham gia các nơi tổ chức nếm thử rượu nho nếm, phỏng vấn một ít rượu nho Đức chủ yếu xuất nhập cảng quốc gia, cũng như Anh Quốc, nước Mỹ, Nhật Bản. Một thời gian sẽ đến đại lục Trung Quốc chúng ta, chỉ cần thành viên hiệp hội rượu nho do Trung Quốc chúng ta tiếp kiến. Hoàn cầu cũng được mời tham gia tiệc tối. Tiểu Thanh nghe lời này, tâm tình không khỏi vui sướng cười rộ lên nói, phải không? còn có tuyển cử như vậy tôi cảm thấy phương thức như thế tuyên truyền rượu nho thật không sai đường khả hình cũng thật sâu ngưng nhìn rượu nho hoàng hậu giữa màn hình vui sướng đáng yêu tươi cười cô cũng mỉm cười gật đầu mang theo một điểm cảm thán nói đúng vậy nếu như quốc gia chúng ta cũng có tâm tư như thế vì rượu nho tuyên truyền lại chia ra nhiều lực thì tốt rồi như vậy có thể đề cao một chút rượu nho quốc nội sinh sản công ty cùng rượu nông hiệu ích tiểu thanh nghe lời này liền mới thật sâu xoay người, nhìn về phía đường khả Hinh cảm thán cười nói, ngài lúc nào lo lắng vì người khác, ngày hôm nay mệt như vậy, còn đi làm, mọi người chúng tôi, đều kinh ngạc. Đường khả Hinh không khỏi cười rộ lên, một lần nữa mở phần văn kiện tiếp theo, vừa xem lướt qua mặt trên tư liệu cùng số liệu, vừa nhàn nhạt nói toàn bộ mọi người trong tập đoàn, khẳng định là đang nghị luận nhau nhau đi. Đúng, đúng, tiểu thanh nhìn về phía cô, mỉm cười nói, mọi người chúng tôi, đều rất quan tâm cô, đau lòng thay cô. Đường Khả Hinh lại phảng phất như vô sự, cẩn thận ôn nhu nhìn các loại số liệu, cười ngọt ngào nói, xem ra. Tôi trung quy cũng không phải là một thủ trưởng hoàn chỉnh. Một thủ trưởng hoàn chỉnh mà cường đại, hẳn là làm cho một loại cảm giác, lúc vận mệnh của tôi bị đánh rơi xuống tầng địa ngục tầng dưới cùng, mọi người có lẽ hứng thú nghị luận bừng bừng, có lẽ còn bỏ đá xuống giếng, thậm chí đem nó làm trà dư tử hậu, đề tài pha trò. Tiểu Thanh nghe lời này nhịn không được cười rộ lên, nói, ngài còn lo lắng không có loại này người. Đám người kia và ngài bình thường mỗi ngày ở phòng họp đều đối nghịch nhau, không chừng còn nói ngài. Cho nên, Đường Khả Hinh kìm lòng không được cười rộ lên, nói chứng kiến giá trị của tôi chính là đám người kia. Phốc, Tiểu Thanh bất đắc dĩ cười. Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được cười rộ lên, vừa cúi đầu nhìn tư liệu, vừa nói cô tới tìm tôi có chuyện gì? Có phần văn kiện cần ngài xem qua một chút, Vitas tiên sinh biết tình huống của ngài, hy vọng thứ hai trở về phục chức, tận lực giảm bớt gánh nặng cho ngài. Tiểu thanh trước đem văn kiện chậm rãi để xuống, mới liếc mắt nhìn đường khả hinh một cái. Đường khả hinh mặt bộc lộ biểu tình ái náy, vươn tay tiếp nhận phần văn kiện kia, chậm chạp mở ra, mới yếu ớt nói, lão nhân ra người thực sự đối với tôi là vĩnh viễn không yên tâm, thân thể không tốt phải vào viện, lại bởi vì chuyện của tôi ba lần bốn lượt chạy ra ngoài, bây giờ còn vì tôi, mà phục chức sớm, như vậy nội tâm tôi thế nào quá ý lấy được. Vitus tiên sinh vẫn luôn rất thương yêu ngài, biết ngài phát sinh chuyện như vậy, ông ấy nhất định sẽ đau lòng và khẩn trương. Tiểu thanh nhìn về phía đường khả hình yếu ớt nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình tạm dừng tự hỏi một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thanh nói, cô có thời gian, đêm nay liền thay tôi đi một chuyến tới phòng làm việc của chủ tịch, Nói tôi xin, hy vọng để sư phụ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đến ông khôi phục mới thôi. Hiện nay công tác của ta còn có thể tiếp ứng được, không thể để cho lão nhân ra người lại bận tâm. Huống chi còn có Lauren tiên sinh giúp tôi, tôi sẽ xử lý tốt tất cả sự việc. Tiểu Thanh thật sâu nhìn về phía đường Khả Hinh, chậm rãi gật đầu. Đi ra ngoài đi, cô hôm nay cũng đủ bận. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiểu Thanh, cho cô một điểm yên tâm mỉm cười nói tương lai. Chúng ta cùng nhau nỗ lực sẽ có càng nhiều tin tức tốt. Tiểu Thanh nghe lời này thật sâu ngóng nhìn cô một hồi, liền mới bật cười nói tốt. đã nói tới tin tức tốt, tôi còn muốn nói cho ngài một tin tức tốt. tin tức gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đảo mắt thật có điểm hứng thú, mỉm cười hỏi. Tiểu Thanh mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, tâm tình cũng không khỏi vui sướng nói, nghe nói quản lý Trần Mạn Hồng Trần vẫn có giao tình tốt với ngài hôm nay cô ấy được phá lệ lên chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ á châu tháng sau tức thời đến câu lạc bộ á châu nhậm chức nghe nói văn kiện này tháng trước đã được phế duyệt cho tới hôm nay lưu trình tấn trước mới đi phòng hành chính quy định thời gian hôm nay chính thức hạ văn kiện đường khả hinh kinh hỉ nhìn về phía tiểu thanh hai mắt phi lược không khỏi hài lòng nói thật vậy chăng thật là chúc mừng cô ấy đúng vậy đây đúng là chuyện rất vui mừng quản lý Trần là một nhân tài hết sức ưu tú, cho nên mới đặc biệt làm cho cô ấy tấn chức phó tổng giám đốc như vậy, tương lai. Nhất định sẽ có thành tích tốt, Tiểu Thanh cũng hài lòng nói. Cách tháng sau còn có mấy ngày, cô có thời gian, nhanh giúp tôi chuẩn bị lãng hoa và một phần lễ vật, lúc cô ấy tấn chức nhậm chức, đem lãng hoa và lễ vật đúng hạn đưa đến, tôi và Nhã Tuệ có thời gian sẽ cùng cô ấy ăn cơm chúc mừng. Đường Khả Hinh hài lòng cười nói. Vâng, Tiểu Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía cô tôn kính nói, vậy tôi đi ra ngoài trước. Đường khả hinh mỉm cười gật gật đầu, nhìn tiểu thanh rời phòng làm việc, trầm mặc nhìn cửa khép lại, mặt cô mới dần dần bộc lộ thần sắc mệt mỏi mà an ủi. Trần Mạn Hồng nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đạt được vị trí cao, đây mới thật là chuyện vui mừng nhất, nhân sinh có lẽ vừa mới bắt đầu là có điểm không công bằng, thế nhưng vận mệnh lại cho mọi người thời gian ngang nhau cùng cơ hội. Lòng của cô dần dần lắng xuống, hai tròng mắt cơ hồ run rẩy mấy phần, vui sướng qua đi, đối người nọ tưởng niệm, lại giống như sống biển cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đường khả hình tiếp tục chuyên chú phê duyệt văn kiện, vừa xem lướt qua nội dung trên văn kiện, vừa yếu ớt nói. Hạo nhiên, nói cho anh biết một tin tức tốt, Mạn Hồng Tấn chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu, chức vị này là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ a. À. Thế giới này vẫn chuyển động như trước, sẽ không bởi vì thiếu ai hay thừa ai, liền đình chỉ vui sướng cùng chu toàn, nhưng là chúng ta cứ việc minh bạch, trả giá tất cả, không có thể cấp thế giới lưu lại bao nhiêu dấu vết, giống như trước không oán không hối hận. Bởi vì anh là trở lại như vậy, cho nên anh từng truyền kỳ, giống như tiếng chuông vang lên trên giáo đường vậy. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ thế giới mưa bụi vẫn trắng xóa như cũ, đèn neon ở thế giới sương mù mơ hồ này, hồng lam vàng xanh sáng lên, một thế giới mộng ảo huyễn hoặc như vậy, vô số người đi đường, nhao nhao chống các cây dù đủ loại màu, dầu đi ở trước tủ kính xa hoa sáng sủa nhất là đúng người yêu trong thời tiết ngày đông lạnh lẽo đến gần tương hỗ dựa vào nhau ngọt ngào cùng một chỗ mỉm cười đi về phía trước có một thân ảnh lam nhạt cô đơn từ từ trải qua tủ kính xa hoa lóe ra giống như không mục đích đi về phía trước tại cái thế giới náo nhiệt cô có vẻ gì thế cô lập vô số người đi đường đi qua bên cạnh cô vui sướng tươi cười cô vẫn giống như vô tri vô giác vậy sức gió càng lúc càng lớn mưa càng lúc càng to. Đường khả hình tay chống cây dù trong suốt, đi giày cao gót 12 phân màu trắng gạo, giống như không mục đích đi về phía trước, sức gió vũ động phiêu giật chiếc váy ngắn màu lam trở nên mất trật tự, gương mặt cô tiểu tụy tái nhợt lại bị mưa bụi sương mù trận trận ướt nhẹp, sợi tóc trên trán hơi hiền mất trật tự rũ xuống, hai tròng mắt cuối cùng mới chiết xạ ra tưởng niệm nhàn nhạt cùng thất lạc, vừa ngóng nhìn đoàn người náo nhiệt phía trước, vừa yếu ớt nói. Hạo nhiên, chúng ta tách ra còn chưa tới một ngày, em cũng đã tưởng niệm anh như vậy em muốn mỗi phần mỗi khác đều dừng lại ở bên anh cho em sống trong mộng tưởng niệm chỉ cần có chút kiềm chế có chút đau lòng liền hồi tưởng lại một ít quá khứ chân quý của em với anh thỉnh thoảng nhớ tới cambridge thỉnh thoảng nhớ tới nho viên thỉnh thoảng nhớ tới chúng ta ở đó ngọt ngào hôn không dám quá một lần hướng hồi ức tốt đẹp quá nhiều bởi vì nó quá chân quý cảm ơn anh cảm ơn anh từng toàn tâm toàn ý yêu em như vậy để em ở mỗi một phân trong ký ức, đều hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Cô bé này tiếp tục bung dù đi về phía trước, nhìn thế giới đèn nê ông hình thành náo nhiệt mà nhiều màu phía trước mặt kia, hai mắt của cô lại lóe ra mấy phần run rẩy nước mắt, giọt nước mắt giống như ngưng kết thành những viên kim cương, chân quý lóe ra tưởng niệm quang mang như thế. Đồn cảnh sát rừng ở trong mưa đêm, có vẻ kiềm chế cùng trang nghiêm như vậy. Đường khả hình cuối cùng bung dù, từ từ đi tới trước cửa sắt của cục cảnh sát uy nghiêm kia, Hai tròng mắt lóe ra lệ quang, thật sâu nhìn về phía bên trong phòng ốc nghiêm nghị, vô số ánh đèn cường liệt lóe ra, cảnh sát cùng phạm nhân xuất hiện một chút rồi lại mất, không dám tưởng tượng người mà mình yêu thương sâu sắc, bị giam ở chỗ nào, có lẽ anh sẽ khó chịu tiêu tụy mệt mỏi. Lòng của cô dần dần kiềm chế cùng đau đớn, tâm tình không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên từng thâm tình vuốt ve mình, nhớ tới anh từng ở trong không gian tư mật đó, cúi đầu khẽ hôn chính mình, nói những lời thâm tình nước mưa giống như tiếng thở dài tưởng niệm người yêu, trận trận đánh xuống cây dù trong suốt, từng đợt vang. Bàn tay nhỏ bé băng lãnh của cô chống cây dù ướt lịch, lại cười đau thương, nước mắt lại giống như như viên kim cương lóe ra, trận trầm trọng cùng kiềm chế, tim của mình đau như bị xé rách, sự tình phát sinh cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Người đàn ông này có lẽ biết tương lai sẽ có chuyện phát sinh, cho nên anh chưa có xác định chính mình có thể mang đến được hạnh phúc cho người con gái ấy, nên tận lực không có ở trong thân thể cô lưu lại một điểm hạt giống sinh mệnh. Anh đè nén thật sâu cảm giác hạnh phúc, chính là vì muốn bảo đảm hạnh phúc sau cùng của cô bé này. Mặc dù như thế, anh lại vẫn như cũ đem lý do công khai nói ra, như vậy mị lực, như vậy giảo hoạt. Thực sự nghĩ muốn thống thống khoái khoái khóc một hồi. Hai mắt đường khả hình ẩn nhẫn lệ quang, không để giọt nước mắt rơi xuống, tùy ý để nước mưa thay nước mắt mình tí tí tách tách rơi vào mặt đấy băng lãnh. Hạo nhiên, anh không cần khổ sở, anh cũng không cần cô đơn. Em liền ở bên ngoài cùng anh, em cùng anh. Đường Khả Hinh vừa nghẹn ngào mỉm cười, vừa hạ quyết tâm, tay chống cây dù, cả đêm canh giữ ở ngoài cửa cảnh sát, dùng phương thức của mình, thật sâu bảo vệ người yêu của mình. Bên trong đồn cảnh sát, có một cảnh sát trẻ tuổi, tay cầm một phần văn kiện, còn có người lấy khẩu cung tư liệu, đứng ở bên trong đồn cảnh sát ấm áp, mặt bộc lộ nghi ngờ liếc mắt nhìn về lũ hoa bên ngoài cửa sắt tâm tình lúc này mới không khỏi trầm trọng trở vào bên trong phòng, đi tới phòng thẩm vấn, lúc đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu lam cùng quần tây màu trắng, sắc mặt có vẻ tiêu tụy cùng mệt mỏi, cúi đầu ngồi ở trước bàn thẩm vấn, trầm mặc đối ánh đèn cường quang, hai tròng mắt lóe ra đau đớn thất lạc, không nói một câu. Chu Lệ Bình đang ngồi đối diện ở bàn thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn thật sâu anh một cái. Lão đại, cảnh sát trẻ tuổi tay vừa cầm văn kiện đi tới, Vừa liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái mới nói, đây là khẩu cung của kỹ sư máy tính 12 năm trước. Ngài xem nhìn. Được, Chu Lệ bình im lặng không lên tiếng mở tài liệu kia ra, vừa tinh tế nhìn khẩu cung, vừa hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ, cảnh sát trẻ tuổi cũng có vẻ mệt mỏi ngồi xuống, nhẹ tay nắm tóc, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, dường như mang theo vô ý nói, thật không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay người đụng phải tà như nhau, tâm thần không yên. Có lẽ là bởi vì cô gái đứng ở phía ngoài, chống trong suốt cây dù, canh giữ ở bên ngoài đồn cảnh sát đã được 3 giờ. Ô kìa, nhìn ánh mắt của cô ấy làm người ta chịu không nổi, muốn khóc không khóc. Trang Hạo Nhiên người vốn tái nhợt vô cùng yên lặng, khi nghe những lời này, tâm dường như bị người ta đánh trúng, hai tròng mắt anh run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu, như vậy đau lòng cùng kinh ngạc nhìn về phía người cảnh sát trẻ tuổi kia. Chu Lệ Bình nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Trang hạo nhiên như vậy trầm trọng đau lòng nhìn về phía người cảnh sát trẻ tuổi, dường như ở trong mắt của anh ta, nhìn ra thân ảnh cái người con gái đáng thương. Thế nhưng, anh càng xem, hai chồng mắt run rẩy kịch liệt đau đớn tưởng niệm lệ quang, muốn gọi tên người con gái kia, muốn nói cái gì cũng không nói nên lời, thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, chỉ phải cúi mặt trầm thở gấp đau đến tê tâm phế liệt, một giọt nước mắt đau đớn chảy xuống, cùng với nước mưa bên ngoài tạo thành thế giới tương tự bay tán loạn. Hai mắt đường khả hình lóe ra cường liệt lệ quang, mặt lại bộc lộ giống như thê tử, như vậy ôn nhu nghẹn ngào tươi cười, bàn tay nhỏ bé băng lãnh chống cây dù trong suốt kia, nghe thanh âm hạt mưa khỏa đánh ở trên dù, dường như cảm nhận được tiếng khóc của người kia, cô cũng dần dần nức nở cười. Hạo nhiên, anh sẽ không cô đơn, em, sẽ vĩnh viễn cùng anh, vĩnh viễn, cùng anh chương 1258, đặt. Mưa rơi nặng hạt. Lúc này, đã vào buổi tối, ngoài cửa sổ từng trận mưa nhu chút xuống, gõ vào ô cửa kính tạo nên những âm thanh tí tách, tí tích. Lãnh mặc hàn cả người mệt mỏi tiêu tụy không chịu nổi ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt như dại ra nhìn làn mưa bay bên ngoài cửa sổ. Trong tay anh cầm một tấm hình, để mạch suy nghĩ thả trôi theo từng cơn gió, người thứ ba này rốt cuộc là ai? Người nọ đi vào phòng bếp là có mục đích gì? một trận đau nhói ập đến khiến anh không kìm được buồn bực nhắm mắt lại, để cho cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi, suy nghĩ cũng được rõ ràng hơn. Uyển Thanh ngồi ở trên xe lăn, người cũng đã mệt mỏi tiêu tụy không chịu nổi, thế nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào cái vali màu đỏ hồng, còn có chiếc môi múc canh bằng thép kia, hơi thở gấp gáp. Vụ án này, rốt cuộc còn có điểm nào đột phá hay không, rốt cuộc người kia tiến phòng bếp làm gì người nọ nếu như có liên quan đến vụ án này, sẽ không có khả năng lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Có lẽ, hắn cho rằng mình đã tạo ra những chứng cứ đánh lừa cảnh sát. Nhưng hắn cư nhiên lỗ mãng như vậy sao? Thanh Bình và Mỹ Linh cũng mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, Trương Thục Giao lại bởi vì nhớ tới Trang Hạo Nhiên, cả người như vô hồn lặng yên nhìn về phía trước, tiểu tụy rơi lệ. Lãnh mặc hàn nhắm chặt mắt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đôi con người đang di chuyển bàn tay nhẹ dây dây hai bên thái dương, hơi thở trầm thấp mệt mỏi. Hơi thở kia như mang theo một nỗi tuyệt vọng, chán nản. Chân tướng như bày ra trước mắt, chỉ còn một mấu chốt cuối cùng là có thể mở ra, nhưng làm thế nào mới mở ra được đây? Cả ngày hôm nay, đều đã tìm kiếm người ra vào khách sạn, cơ hồ là không tìm được bất luận một nhân vật nào khả nghi, mà hệ thống giám sát cũng không tìm ra được tin tức gì. Uyển Thanh cũng cảm thấy hai mắt đau xót, cô chậm rãi nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở lúc này, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, phảng phất đau đó sự trầm trọng cùng hơi thở bi thương. Trên bàn trà, màn hình di động tối tăm bỗng sáng lên, có tin nhắn đến. Lãnh mặc hàn nhắm lại tựa ở trên ghế sofa không để ý tới điều gì, thế nhưng tin nhắn kia đến, anh chẳng hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực liền hơi buông lỏng tay ra, nhưng người về phía trước mở tin nhắn ra, vừa nhìn. Cư nhiên nhìn thấy hình ảnh tiểu nhu mặc sơ mi màu hồng phấn, quần đùi màu vàng, áo khoác ngoài màu trắng xuất hiện ở vườn trường. Trong ảnh chụp vẫn là đôi mắt to trong trẻo động lòng người ấy, lúc cô cười lên trông thật ngọt ngào. Đôi mắt lãnh mặc hàn lưu luyến nhìn về phía ảnh chụp tiểu nhu, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, trên mặt tươi cười mang theo chút khổ sở. Ảnh chụp từng bước từng bước phát tới, toàn bộ đều là ảnh chụp tiểu nhu chuẩn bị nhập học một trường đầu bếp ở Pháp, cuối cùng là ảnh chụp cô mặc chiếc áo gen đen cùng quần đùi trắng, tóc búi nho nhỏ, nhỏ đứng tại sảnh cơm tây của trường học, trong ảnh chụp cô vẫn ngọt ngào động lòng người như vậy, vươn tay thủ thế kia, hướng về ống kính, thực sự cười rất đáng yêu. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn về phía ảnh chụp cuối cùng của cô bé này, mặt anh bộc lộ sự mệt mỏi vô lực nhợt nhạt tươi cười, vừa muốn thở dài một cái, đem hình ảnh kia đóng lại, lúc chuẩn bị trả lời tin nhắn của cô, mặt anh lại đúng vào thời khắc này hơi giật mình, hai tròng mắt thật sâu chợt lóe, không thể tin nổi cúi xuống liếc mắt nhìn kỹ hơn phía sau ảnh chụp tiểu nhu, anh dường như tìm được một đầu mối vô cùng quan trọng, kích động kêu tên em gái, Uyển Thanh. Uyển Thanh, em mau tới đây nhìn một chút. Uyển Thanh lập tức mở to đôi mắt, hiện ra vài phần mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn hơi khôi phục tinh thần, lại thanh âm khàn khàn hỏi, sao vậy? Trương Thục Giao cũng vào lúc này, nghe thấy tiếng kêu của lãnh mặc hàn kích động như vậy, cô cũng hơi thanh tỉnh, tức khắc kích động bước qua, khẩn trương hỏi, sao vậy? Phát hiện cái gì sao? Thanh Bình cùng Mỹ Linh cũng vào lúc này, chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, cả người uể oải hỏi, phát hiện cái gì sao? Uyển Thanh trước tạm thời không trả lời các cô, mà chỉ trầm mặc cầm lấy di động của anh, mở ra bức ảnh chụp cuối cùng mà Tiểu Nhu gửi, hai mắt cô cũng lập tức sáng ngời, không thể tin nổi nhìn chằm chằm bộ đồ ăn phía sau Tiểu Nhu, cũng chợt cảm thấy huyết áp toàn thân từ hạ thấp, đã kích động dâng lên. Đôi mắt cô thậm chí lại nhanh chóng chú ý đến bổ đồ ăn phía sau các đầu bếp phụ trách, trong đó có môi múc canh, cô trong nháy mắt cảm giác mình như sắp nghẹn lại, trên mặt run run hiện lên chút ngạc nhiên tươi cười. A, à, Trương Thục Giao cũng bước qua nhìn về phía ảnh chụp Tiểu Nhu, ngoại trừ khuôn mặt ngọt ngào của cô bé và một đôi mắt to siêu xinh đẹp, khiến cô đố kỵ thì cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn về phía bọn họ khẩn trương hỏi các người rốt cuộc phát hiện cái gì? Nói mau a, à, ảnh chụp này có cái gì đặc biệt? đây chính là phòng ăn ở pháp như vậy các người cũng có thể nhìn ra manh mối thanh bình cùng mỹ linh nghe thấy trương thục giao khẩn trương kêu to như thế các cô cũng vội vàng tò mò đi qua nheo mắt nhìn ảnh chụp tiểu nhu nghiêng mặt trên di động giơ tay thủ thế YAES ngọt ngào trên di động cũng nghi ngờ nói đúng vậy bức ảnh chụp này thoạt nhìn rất bình thường a à? có cái gì đặc biệt các cô nhìn xem uyển thanh nhanh chóng giơ điện thoại lên hướng về phía ba người trương thục giao chỉ vào giữa màn hình di động Phía sau hình ảnh Tiểu Nhu nói, đây là sảnh cơm tây của một trường học đầu bếp nổi danh ở Pháp. Các cô thấy không, phía sau Tiểu Nhu không phải để một cái môi múc canh thập phần chỉnh tề mà lại không nhất trí. Ba người nghe lời này, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, vô cùng quái dị nhìn bộ đồ ăn đặt sau lưng Tiểu Nhu, quả nhiên bên trong có các dụng cụ múc canh khác nhau. Các cô đều chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy. Sau đó thì sao? Vậy các cô lại nhìn mặt sau này, Uyển Thanh vươn hai tay Dần phóng to hình ảnh một góc mờ mờ khác ẩn sau tiểu nhu, khẩn trương kêu. Ba người lại mở to mắt, nhìn về phía hình ảnh mờ ảo phía sau tiểu nhu, cơ hồ có thể nhìn thấy có một chiếc giá thủy tinh trong suốt, trên giá đặt một cái môi múc canh nào đó, mặt các cô lập tức bộc lộ vẻ nghi hoặc, yếu ớt nói, bên trong giá thủy tinh kia cũng có một cái môi múc canh, thế nhưng... Thế nào, có cái gì kỳ quái? Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía ba người bọn họ, nhanh chóng nói trời ạ. À, như vậy cũng nhìn không ra, đây chính là cái thứ mà chúng ta đã điều tra ra được từ các bộ phận phòng bếp có bị tổn hao hay mất đi hay không, lại không thể tra ra được thứ gì. Bởi vì môi múc canh này, căn bản cũng không phải là của bất cứ ai trong bộ phận phòng bếp. A, à, không phải của bất cứ ai trong bộ phận phòng bếp, vậy nó là của ai? Ba người nghe lời này, lại khiếp sợ kêu lên. Uyển Thanh thật sâu mà kích động nhìn về phía các cô, nhanh chóng nói, toàn bộ khách sạn duy nhất chỉ có một người mới có tư cách đặc hưởng nghi thức môi múc canh đặt bên trong giá thủy tinh người đó chính là người có cấp bậc cao nhất trong phòng ăn hoặc khách sạn bếp trưởng hành chính trời à trương thuộc giao trong nháy mắt kích động gần như muốn khóc nhìn về phía uyển thanh nghẹn ngào cười rộ lên nói ý của cô là giả như năm đó phòng thu mua khách sạn hoặc các bộ phận kiểm kê nghiêm ngặt chúng ta tạm thời tìm không ra tài liệu có liên quan đến môi múc canh bị tổn hao hay mất mát có thể cho rằng môi múc canh này chính là của bếp trưởng hành chính năm đó chủ tịch đường đúng ông ấy về sau nhậm trước bếp trưởng hành chính chữ yến tiệc thật lớn ông ấy cơ hồ đều không cần trực tiếp xuống bếp như vậy môi múc canh về sau ông ấy đặt ở đâu lãnh mặc hàn gần như kích động đứng lên hướng ra ngoài cửa nhanh chóng gọi điệp y cửa phịch một tiếng mở ra điệp y cả người ẩm ướt đứng trước cửa phòng bệnh nhìn về phía lãnh mặc hàn lập tức Lãnh Mạc Hàn khẩn trương nhìn về phía Điệp Y, nhanh chóng nói, lập tức đi mời Lưu Trí Đức. Điệp Y trong nháy mắt xoay người đi tìm người. Uyển Thanh Căn cứ theo manh mối này, cô lại nhanh chóng đi xuống phân tích nói, tốt. Hiện tại chúng ta một lần nữa chỉnh sửa lại một chút đầu mối. Giả thiết cá môi múc canh kia thực sự là của chủ tịch đường, như vậy. Ngày vụ án phóng hỏa xảy ra, ông ấy có dùng môi múc canh. Thế nhưng, sau khi ông ấy trở lại phòng làm việc thay quần áo, có hay không ở nơi mất môi múc canh phát hiện môi múc canh đã không thấy lãnh mạc hàn cũng nhanh chóng đứng lên bước nhanh đi tới trước cửa sổ sát đất nương theo giọt mưa rơi cực nhanh ngoài cửa sổ anh càng lúc càng bình tĩnh yếu ớt nói một đầu bếp chú trọng nhất chính là dụng cụ nấu nướng tượng trưng cho thân phận của mình tôi hoài nghi cái môi múc canh kia vô cùng có khả năng đặt trong giá thủy tinh ngay trong phòng làm việc của ông ấy mỹ linh cùng thanh bình nhanh chóng ngồi xuống hai tay nhanh chóng đặt trên bàn phím máy tính vừa gõ bàn phím vừa lục soát camera phòng làm việc của đường trí long thế nhưng các cô lại phát hiện phòng làm việc đơn sơ kia chưa đặt vài giá sách cơ hồ không có bất kỳ giá thủy tinh nào tượng trưng cho đầu bếp vinh danh các cô liền khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn thất vọng nói trong phòng làm việc của chủ tịch đường không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh nơi ông ấy đặt cái môi múc canh kỳ thực chúng ta vì sao không tự mình hỏi chủ tịch đường nơi đặt môi múc canh tạm thời không thể hỏi chủ tịch đường Lãnh mặc hàn trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén nói, chủ tịch đường và hạo nhiên đều nhận định sự thật về chính bọn họ. Đáp án như vậy, vô cùng có khả năng sẽ bất công. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đều hiểu. Thừa dịp bác Lưu vẫn chưa tới. Uyển Thanh nhanh chóng nhìn về phía Mỹ Linh và Thanh Bình nói, các cô đem hình ảnh camera điều tra, toàn bộ đều tập trung vào chủ tịch đường, kiểm tra xem ông ấy ngày xảy ra hỏa hoạn đã làm những gì, gặp người nào không chừng có thể tìm ra tung tích chiếc môi múc canh thất lạc kia. Được, Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Lãnh mặc hàn cùng Uyển Thanh kích động suy nghĩ về đầu mối khó có được này, mỗi người đều nắm chắc thời gian phân tích những khả năng có thể xảy ra của vụ án. Thời gian từng chút từng chút qua đi, lúc rạng sáng, mưa rền gió dữ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chỉ là những hạt mưa trên cửa sổ sát đất kia, càng lúc càng nặng hạt chảy xuống. Cửa phịch một tiếng mở ra, lãnh mặc hàn cùng uyển thanh khẩn trương xoay người nhìn về phía điệp y toàn thân ẩm ướt đem lưu trí đức mời đến cửa phòng bệnh lưu trí đức vẫn còn mặc áo ngủ cả người như đang nghỉ ngơi được điệp y dựng dậy lập tức phái vài người che dù hộ tống đến nơi đây ông lúc này vẫn vẻ mặt tiểu tụy mệt mỏi nhìn về phía ba người trước mặt quái dị hỏi à các vị tiên sinh tiểu thư các người các người trễ như thế tìm tôi có chuyện gì lãnh mặc hàn nhanh chóng đi tới trước mặt lưu trí đức vì nắm chắc thời gian cũng không dùng lời khách sáo, nói thẳng, bác Lưu. Rất xin lỗi, trễ như thế mới mời bác qua đây, nhưng mà chúng cháu có chuyện muốn nhờ bác nghiệm chứng một chút. Xin hỏi, môi múc canh tượng trưng cho thân phân đầu bếp của chủ tịch đường, có phải giống với ở sảnh cơm tây truyền thống hay không, cũng đặt trong một giá thủy tinh. Đúng, Lưu Trí Đức nhanh chóng trả lời vấn đề này. Vậy, lãnh mạc hàn khó ngăn than sắc kích động của chính mình, lại nhìn Lưu Trí Đức nói, vậy, nếu như môi múc canh của đầu bếp hành chính có tổn hao hoặc mất đi hẳn là cũng không đưa vào tổn thất của phòng thu mua hoặc là phòng hành chính đúng không môi múc canh của đầu bếp chúng tôi sẽ không vứt đi lưu trí đức trong nháy mắt nói ra những lời này vì sao uyển thanh cũng kích động nhìn về phía lưu trí đức nhanh chóng hỏi bởi vì môi múc canh đặt trên giá thủy tinh tượng trưng cho thân phận đầu bếp dù cho bình thường ông ấy cần nấu nướng đều sẽ chuẩn bị môi múc canh đó cho ông ấy dùng Lưu Trí Đức nhanh chóng nói, mỗi múc canh dự phòng sẽ được đưa vào nơi thiếu khuyết đó. Vậy, Uyển Thanh khẩn trương nhìn về phía Lưu Trí Đức, kích động hỏi, vậy mỗi múc canh thực sự của Chủ tịch Đường đặt ở nơi nào? chương 1259, hình ảnh. Lưu Trí Đức nhìn bọn họ kích động như vậy, ông đầu tiên quái dị dừng lại một lúc mới nói, ngay trong phòng làm việc của ông ấy. Phòng làm việc, lãnh mặc hàn cùng Uyển Thanh lập tức kinh ngạc kêu lên nói, không thể nào. Chúng tôi đã xem hết toàn bộ những chứng cứ của năm đó, cũng không hề phát hiện ra trong phòng làm việc của chủ tịch đường có chiếc muỗng đó. Vẻ mặt lưu trí Đức cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng nói với bọn họ, đó là bởi vì mấy người đối với bếp trưởng của chúng tôi không hiểu, ông luôn luôn đối với những loại giải thưởng vinh dự gì đó cũng không có coi trọng. Ông ấy đã có những cống hiến to lớn cho ẩm thực phương Tây, giành được vô số giải thưởng trên thế giới, nhưng những loại cúp đó chúng tôi cơ hồ đều chưa từng nhìn thấy cũng không phải là nói ông ấy đối với những giải thưởng đó không đếm xỉa, nhưng lại xác thực tùy ý bày trong mỗi góc trong nhà. Nhưng chiếc thìa tinh cương này, tượng trưng cho bếp trưởng, đối với ông ấy không giống như vậy cho nên ông ấy liền đặt chiếc thìa đó trên chiếc giá nhỏ đặt bên trong giá sách cũ bên cạnh cửa sổ sắt đất. Nếu như tôi nhớ không sai, phía dưới giá sách kia hẳn là có một chiếc cửa nhỏ bằng gỗ lim. Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc ngồi xổm trước máy vi tính, nhanh chóng mở ra video giám sát. Mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía hình ảnh trên màn hình, căn phòng làm việc đơn sơ của Đường Chí Long xuất hiện, sau đó hình ảnh dần dần rời về phía bên trong giá sách của bên cạnh cửa sổ sắt đất, quả nhiên phía dưới giá sách cũ mà lại vô cùng tinh xảo đó, có một chiếc giá nho nhỏ bằng gỗ lim. Bên trong cánh cửa đóng chặt kia, chiếc khóa bạch kim chiết ra ra ánh hào quang tinh xảo không đồng nhất với chiếc giá sách cũ này. Huyền Thanh liếc mắt nhìn cánh cửa nhỏ, tức khắc kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chí Đức khẩn trương nói: "Bác Lưu Vậy cháu muốn hỏi bác một chút, chiếc thìa của bếp trưởng cùng với chiếc thìa của những đầu bếp khác giống nhau sao? Không giống, Lưu Trí Đức nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh, lấy thái độ của một đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp nói, chiếc thìa của chủ tịch đường hoàn toàn khác, nó như một cánh cây mạnh mẽ của một đầu bếp luyện tập qua nhiều năm. Uyển Thanh nặng nề thở dốc, kích động nhìn về phía Lưu Trí Đức hỏi, như vậy. Bác Lưu, bác đã từng thấy qua chiếc thìa kia chưa? Tôi đương nhiên thấy qua, lúc bếp trưởng đi nhận thìa, tôi cũng đi cùng. Lưu Trí Đức mỉm cười nói. Bây giờ bác còn nhớ hình dạng chiếc thìa của chủ tịch đường không? Quyền Thanh lại khẩn trương kích động nhìn về phía Lưu Trí Đức hỏi. Nhớ, chiếc thìa của bếp trưởng được đúc so với bình thường to hơn một chút. Nặng 7 lượng, một lượng bằng 37.5 gram, đường kính chiếc thìa là 4 inch, một inch bằng 2.54 cm cán thìa làm bằng gỗ. Lưu Trí Đức rất nhanh và chính xác miêu tả chiếc thìa. Mỹ Linh nghe lời này, hai tay tức khắc bày đặt trên bàn phím, sử dụng phần mềm miêu tả chiếc thìa tinh cương đặc chế cho đường Trí Long. Thanh Bình cũng theo một máy vi tính khác, lập tức đem tấm hình trắng đen vừa rồi lãnh mặc hàn cầm trong tay, rồi lại đem hình ảnh chiếc thìa được miêu tả kia từ trên màn hình chụp xuống, chuẩn bị đem hai tấm hình này hợp thành một. Bác Lưu, Uyển Thanh thừa dịp này, sắc mặt nghiêm trọng. Hai chồng mắt lợi hại nhìn về phía Lưu Trí Đức nhanh chóng nói, tôi vừa lưu ý đến phía dưới giá sách của Chủ tịch Đường, tức là phía sau chiếc cửa nhỏ nơi đặt chiếc thìa chính là dùng một chiếc khóa bài kim khóa lại. Như vậy, tôi cảm thấy, người bình thường không thể tùy ý mở ra chiếc cửa nhỏ kia ra đúng không? Đúng, Lưu Trí Đức nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói, bên trong cánh cửa nhỏ kia có đồ quan trọng của bếp trường, trừ chiếc thìa tinh cương ra còn ký một chiếc tủ sắt nho nhỏ. Tủ sắt, quyền Thanh ít mắt nhìn về phía Lưu Trí Đức tiếp tục dọc theo đầu mối này, đi xuống nói cái tủ sắt kia. Bên trong, có cái gì quý giá? Tôi không biết, Lưu Trí Đức chậm rãi lắc đầu, thẳng thắn nói, tôi đoán. Cũng chỉ có chủ tịch đường biết, thế nhưng chiếc chìa khóa kia, tôi biết để ở nơi nào. Để ở nơi nào, Uyển Thanh nhanh chóng nhìn về phía Lưu Trí Đức hỏi. Trong nhà, Lưu Trí Đức nhìn về phía Uyển Thanh tiếp tục nói, bếp trưởng đường hiển nhiên rất coi trọng chiếc thìa tinh cương cùng tủ sắt đó, cho nên ông ấy liền đem chìa khóa để ở nhà, nhưng tôi cảm thấy. Lấy thân phận cùng địa vị của bếp trưởng lúc đó, người bình thường hẳn là không dám tiến vào phòng làm việc của ông ấy, trừ phi là người nhà của mình. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Uyển Thanh nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển đến nhà của chủ tịch đường, còn lại Lý Tú Dung, đường Khải Văn, đường Khả Hinh. Lãnh Mạc Hàn cũng nhanh chóng cất bước đi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Ai ai ai, Lưu Trí Đức dường như cảm giác được cảm xúc của bọn họ có chút biến hóa, sợ chính mình làm hoan uổng người khác, liền vội vàng giải thích nói các ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm cái gì người nhà chủ tịch đường cũng không tệ đường phu nhân mặc dù về sau có chút biến hóa nhưng thực chính là một phu nhân tôn quý đường thiếu ra nổi danh nhát gan chuyện gì cũng không dám làm mặc kệ phương diện thành tích cũng không phải là rất lý tưởng cho nên chủ tịch đường vẫn vì chuyện của hắn mà hao tổn tâm trí khả hình thì càng không cần phải nói lúc đó con bé còn nhỏ lãnh mặc hàn hơi ngừng mặt Trước tiên dần dần nhớ lại dáng vẻ Lý Tú Dung hôm qua ở bệnh viện khóc giống lên. Uyển Thanh chưa từng thấy qua Đường Khải Văn, lại nghe người bên cạnh nói đến anh trai Khả Hinh, xác thực tính tình anh trai cô ấy cũng không quân tử, hơn nữa hèn mọn nhát gan sợ phiền phức. Cô thở dài, lại yếu ớt xoay người nhìn về phía Lưu Trí Đức nhanh chóng nói, "Tôi nghĩ, bất kể là người nhà của chủ tịch Đường đi nữa, muốn mở chiếc khóa kia cũng không dễ dàng đâu." Dù cho để ở nhà, bình thường đứa nhỏ cũng không dám lấy đi đúng vậy lưu trí đức gật đầu kia cái chìa khóa này có thể bị trộm đi hay không uyển thanh lại nghi ngờ hỏi lưu trí đức tôi cũng không rõ lắm lưu trí đức nói xong lại nghi ngờ nhìn về phía mọi người nói ách tình huống thế nào có phải vụ án phóng hỏa này còn có chân tướng khác mấy vấn đề này có thể có tác dụng gì lãnh mặc hàn nghe lời này trước tiên chậm rãi xoay người nhìn về phía lưu trí đức mặt bộc lộ mỉm cười nói chúng tôi bây giờ tạm thời cái gì cũng không có phát hiện Thế nhưng tôi nghĩ vụ án phóng hỏa 12 năm trước dự đoán chân tướng cũng không phải chỉ có như vậy, để tránh oan của người tốt cho nên chúng tôi nghĩ lại cẩn thận một chút, một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật của vụ án. Cho nên ở một số thời gian mấu chốt, khả năng sẽ phải làm phiền bác. Ai, được được, Lưu Trí Đức nghe liền vội vàng cười nói, nếu có chuyện gì các cô cậu có thể tùy thời tìm tôi. Được, hiện tại đêm đã khuya, mời bác đi về nghỉ trước, quả thực rất xin lỗi lãnh mạc hàn bởi vì xin lỗi liền tự mình đưa lưu trí đức ra khỏi phòng bệnh, lại dặn dò vài vệ sĩ rồi tự mình đưa ông trở về tiểu khu. uyển thanh nhớ lại những lời vừa rồi lưu trí đức nói, sắc mặt của cô càng lúc càng nghiêm trọng. một mình thì thào tự nói, nếu như chúng ta có thể xác nhận chiếc thìa tại hiện trường vụ phóng hỏa kia chính là chiếc thìa tinh cương của chủ tịch đường, như vậy chúng ta có thể rõ ra người này đã tiến vào phòng làm việc của chủ tịch đường. hơn nữa, trong tay hắn có chiếc chìa khóa mở cánh cửa kia sẽ là ai chứ? Ai có thể không kiêng nể gì như vậy tiến vào phòng làm việc của bếp trường? Cô nói xong lại nhanh chóng điều tra những tấm ảnh chụp phòng làm việc của đường Trí Long. Cô cứ như vậy từ từ xem lướt qua những thứ được bày biện bên trong phòng làm việc. Trương Thục Giao cũng không để ý nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng nói ai, tôi liền không rõ. Bên trong phòng làm việc của chủ tịch đường không có máy giám sát, vụ án phóng hỏa án qua đi, Chu Lệ Bình vì tìm chứng cứ mà sai người chụp lại cô bây giờ nhìn một điểm cũng không có. Chúng ta không phải là nên điều tra một chút, bên ngoài phòng làm việc có camera khác hay không? Huyền Thanh nghe lời này, hai chồng mắt lợi hại mà thong thả xem lướt qua hoàn cảnh bố trí bên trong phòng làm việc, một bên xem lướt qua một bên chậm rãi nói, bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch đường chỉ có một camera theo dõi, chính là trước phòng làm việc của các nhân viên. Lại đi ra bên ngoài, chính là hành lang nối thẳng tới phòng bếp. Ba chiếc camera khác lúc đó đã bị Tổng Giám Đốc Trang lúc đó 18 tuổi đã động tay động chân, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm ra ai đã từng tiến vào phòng làm việc của Chủ tịch Đường. Nghĩ dễ dàng như vậy, Tổng Giám Đốc Trang sớm đã bị bắt. Trương Thục Giao nghe lời này lại im lặng không lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía Uyển Thanh lại chậm rãi xem lướt qua bố trí phòng làm việc của Đường Trí Long, cô bất đắc dĩ nói thế nhưng, cô xem mấy cái này cũng không được gì a à. Cũng không phải vụ phóng hỏa xảy ra ngay lúc đó, cũng không biết tấm ảnh này chụp được lúc nào. Huyền Thanh không để ý đến cô, mà là tiếp tục lần thứ ba xem qua các loại hình ảnh trong phòng làm việc của Chủ tịch Đường. Lãnh Mạc Hàn cũng vào lúc này vừa đưa Lưu Trí Đức về xong quay lại, cất bước đi vào phòng bệnh, nhanh chóng nghe được một tiếng kêu thất thanh, kết quả đi ra, hành thức khác khẩn trương xoay mặt ngóng nhìn. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời thở dốc ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mạc Hàn, mấy người nhanh chóng nói, chúng tôi đã nghiệm chứng, chiếc thìa tinh cương của chủ tịch đường cùng với chiếc thìa tại hiện trường vụ án phóng hỏa là một điều này chứng minh quả thật có người cầm chiếc thìa của chủ tịch đường đến phòng bếp nơi xảy ra vụ phóng hỏa lãnh mặc hàn nghe lời này hai mắt nhanh chóng lóe ra đã tìm ra một đầu mối liền muốn tiếp tục điều tra sâu hơn uyển thanh vào lúc này trên bàn trà cẩm thạch trong băng theo dõi có phát hiện nhanh chóng kêu lên anh anh qua đây nhìn một chút cái gì Lãnh mạc hàn cũng nhanh chóng đi tới trước mặt, cúi người nhìn về phủ thân nhìn về phía điểm trắng trên bàn trà, hai mắt anh híp lại trực tiếp xô so nói, giống như là một chiếc thẻ công tác. Một chiếc thẻ công tác, Trương Thục Sao cũng trực tiếp nghi ngờ cúi người nhìn về phía điểm màu trắng trên bàn trà cẩm thạch, dường như đích thực là một chiếc thẻ công tác, cô có chút khẩn trương kêu lên có phải hay không là của một người thứ ba để lại. Mỹ Linh, mau lên, Uyển Thanh trực tiếp gọi Mỹ Linh, để cô ấy lập tức đối chiếu hình ảnh phản chiếu thẻ công tác trên chiếc ghế sofa nói cấp tốc. Mỹ Linh nghe xong tức khắc gật đầu, sau đó mở phần mềm trên máy tính sách tay của mình, tiếp nhận ảnh chụp màn hình bàn trà kia, nhìn qua điểm phản quang trên đó. Cô bắt đầu nhanh chóng sử dụng phần mềm hoàn nguyên hình ảnh trong phạm vi lớn, cố trình giải mã hình ảnh lại truyền đến trên màn hình tinh thể lỏng lớn bên trong phòng bệnh. Lãnh mạc hàn cùng Uyển thanh, trương thục giao nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD to kia, hình ảnh phân tích hiện ra, chỉ thấy một vạch kẻ màu xanh dần dần hiện ra, tê cây toàn bộ chân dung tấm ảnh ngược từ trên xuống dưới. Mỹ Linh vận dụng các loại mã, đầu tiên là nhanh chóng lợi dụng tia khúc xạ phân tích tấm ảnh, căn cứ vào báo cáo, hoa văn, vật chất, các loại số liệu môi giới phân tích hình ảnh. Hai tròng mắt của cô trong nháy mắt lóe ra, hai tay nhanh chóng hoạt động, hơn 3.700 loại chiếc thẻ công tác mang ra phân tích. Một bên lấy tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt phân tích ảnh chụp trên thẻ, một bên đối chiếu số liệu, chỉ thấy số liệu len ken kéo dài dần đi xuống, lọc dần, cô vừa khẩn trương lại mệt mỏi nhìn kia số liệu kia kéo dài đi xuống lọc, gấp đến độ trên chán đổ mồ hôi, đầu tiên là nhanh chóng lau đi, lại lợi dụng mã lập trình lọc ra những tấm ảnh gần giống, rút ngắn thời gian phân tích. Nước mưa ngoài cửa sổ rơi càng lúc càng lớn, thời gian mới qua nửa giờ. Lãnh mạc hàn cùng Uyển Thanh cũng đã gấp đến độ lồng ngực cảm thấy đau, cũng có chút không kiềm chế được mà thở dài. Trương Thục Giao cũng ngồi trên sofa, hai tay vây quanh gối ôm, sắc mặt khẩn trương chờ đợi. Thời gian lại như hình ảnh 12 năm trước phòng làm việc, tí tách đi về phía trước. Mỹ Linh nặng nề thở gấu, cơ hồ là một hơi liền nhanh chóng hoàn thành, thời điểm cuối cùng cũng đến, cô trong nháy mắt nhấn xuống kích động nói, được rồi, hình ảnh ra rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt xoay người, mở to mắt nhìn lên màn hình tinh thể lòng. Hình ảnh trên chiếc thẻ công tác, theo đoạn mã lập trình chỉnh, chỉnh lý kết hợp phân tích, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng mọi người mở to mắt nhìn về phía bức hình kia, đều không kìm lòng mà kinh ngạc. Thanh Bình lập tức cảm thấy trong nháy mắt xương cốt mềm yếu mở to mắt, nhìn về phía bức hình kia kêu lên, không thể nào. Sao lại là ông ấy? Lãnh mạc hàn cùng Uyển Thanh cũng không thể tưởng tượng ra nhìn về phía màn hình, cư nhiên hiện lên thẻ công tác của Lưu Trí Đức, hơn nữa thẻ công tác phát cùng ngày, chính là ngày án phóng hỏa xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mắt người này, trong nháy mắt rõ ràng mà trở nên trẻ tuổi cùng quỷ dị. Điệp y, một mệnh lệnh vang lên, từ bên trong phòng bệnh phát ra. Điệp y cả người đã linh hoạt như động vật, đón màu đen băng lãnh của mưa đêm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài phòng bệnh chạy thẳng đi. Hai chồng mắt lợi hại, tàn nhẫn vô cùng. Đêm khuya, bên trong phòng tiếng chuông vang lên có chút gấp gáp. Nhã tuệ mặc áo ngủ màu trắng, khoác áo khoác màu xanh cảm thấy hơi lạnh từ tầng hai nhanh chóng đi xuống, đi về hướng cửa lớn phòng khách. Cả người mệt mỏi khó chịu vươn tay mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy một gương mặt quỷ dị, cô thở dốc vì kinh ngạc, sợ đến lui về phía sau một bước mới mở to mắt, thấy người đứng trước mặt chính là Điệp Y mặc chiếc váy màu tím, cô nặng nề thở một cái, mới bất đắc dĩ nói, "Điệp Y?" "Trễ thế này cô tới nhà tôi có chuyện gì vậy?" "Bác Lưu có ở đây không?" Điệp Y lạnh lùng nói, không mang theo một chút cảm tình nào. Ách, nhã tuệ nghe lời này, cô liền kỳ quái, trực tiếp hỏi lại điệp y, cô lại tìm cha tôi. Thế nhưng, ông ấy ra ngoài với mấy người, cho tới bây giờ, vẫn chưa có trở về. Điệp y nghe lời này, hai chồng mắt nhanh chóng lóe ra. Trường 1260, đó là cái gì? Không thấy nữa, Uyển Thanh tay cầm điện thoại, nghe thấy những lời này, kích động nói, sao lại có thể không thấy? Chúng ta không phải là cho vệ sĩ hộ tống ông ta trở về sao? không có đưa đến cửa nhà à giọng nói của điệp y lạnh lùng truyền đến không có người của chúng ta đưa ông ta đến giao lộ tiểu khu ông ta bảo mình tự đi vào được không cần lại phải đưa ông ta vào nữa uyển thanh lập tức khẩn trương nắm chắc di động hai mắt sắc bén khẽ lóe lên rốt cuộc là lưu trí đức đã đi đâu lãnh mặc hàn có vẻ căng thẳng đối với chuyện này lúc này trương thục giao có mấy phần kích động nói trời ạ à, tôi thật không nghĩ ra người thứ ba kia cư nhiên có thể là lưu trí đức hiện tại suy đoán một chút lưu trí đức đúng là người thân cận nhất bên cạnh đường trí long hơn nữa còn là người mà ông ấy tín nhiệm nhất nếu như ông ta có thể tự do ra vào phòng làm việc của chủ tịch đường khẳng định rằng không có bất kỳ ai hoài nghi thế nhưng tại sao lại là ông ta thanh bình cùng mỹ linh lập tức cũng cảm thấy xương cốt mềm nhún vừa rồi lưu trí đức còn ngồi ở trên ghế sofa bình tĩnh nhàn hạ như vậy nói về chuyện vụ án phóng hỏa một người trung hậu thật thà, hiển nhiên lại có thể là người thứ ba. Uyển Thanh có chút nóng giận nhìn về phía Trương Thục Giao, mềm giọng nói, Thục Giao, cô đang nói cái gì vậy? Tôi đã nói bác Lưu là người bị tình nghi lúc nào. a à, Trương Thục Giao nghe lời này, cảm thấy lạ lùng. Nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói, ông ta không phải là người bị tình nghi à. Công tác điều tra rõ ràng cho thấy kia là ảnh chụp của ông ta, hơn nữa bằng chứng cho thấy cùng ngày với vụ án phóng hỏa, như vậy nói đúng hơn là giấy chứng nhận này có khả năng mất ở trước vụ án phóng hỏa một khoảng thời gian. Chẳng lẽ tôi thật sự ngu ngốc vậy sao? Bởi thế nên cần có căn cứ rõ ràng và chính xác nha. Uyển Thanh bất đắc dĩ cười nhìn Trương Thục Giao liếc mắt một cái, lúc này mới cúi người lật chồng tài liệu các loại lời khai và ảnh chụp điều tra ở trước bàn làm việc. Yếu ớt nói, thứ nhất, bằng trực giác nhiều năm suy luận của tôi, liền khẳng định bác Lưu không phải người thứ ba. Một người tại thời điểm nói dối, ngôn ngữ cơ thể của anh ta sẽ không tự chủ được mà bán đứng anh ta về phần ngôn ngữ tay chân như thế nào có khả năng bản thân người này không biết thế nhưng chuyên gia nhất định biết thứ hai cô suy nghĩ một chút mỗi sự kiện phát sinh cũng đều có động cơ phạm tội của nó là vì tình vì thù vì bằng hữu hay vì sự nghiệp muốn biết chân tướng liền nhìn sự việc đã xảy ra có phải là người được lợi hay không lưu trí đức sau khi chủ tịch đường tiến vào mục giam năng lực của ông ấy cũng không đủ để đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào cao cấp hơn. Cuộc sống của ông ấy dần dần trở nên chán nản. Không chỉ như vậy, ông ấy còn muốn thay ân nhân nuôi nấng con gái của người đó. Như vậy cô nói cho tôi biết, động cơ của ông ấy là cái gì? Đôi mắt trương thục dao lóe lên, nhanh chóng suy nghĩ lại chuyện này. Uyển Thanh nhìn chăm chú về phía trương thục dao, vào lúc này cô mỉm cười, cầm trong tay một tấm hình, nhìn về phía cô ấy yếu ớt nói chu lệ bình phá án rất cẩn thận. Lúc đó, ông ta cũng không vì đường trí Long nhận tội mà quên đi nghĩa vụ của một người cảnh sát, kiểm tra đối chiếu chân tướng sự thật. Đảo Phàm không có ở phòng bếp, ông ta đã được điều tra qua. Bao gồm cả Lưu Trí Đức cũng vậy. Lưu Trí Đức ở vụ án phóng hỏa cùng ngày, ông ấy là người ở thị trấn cách thành phố chúng ta hơn 300 cây em để thu mua nguyên liệu. Ngày đó vừa lúc là đại hội bán đấu giá, bóng dáng Lưu Trí Đức quả thực vô cùng chính xác đã xuất hiện liên tục hai ngày ở buổi đấu giá mà khi ký tên lên hợp đồng giao dịch, cũng là bản thân ông ấy tự mình ký. Đây chính là chứng cứ có lợi nhất cho ông ấy. Gương mặt Trương Thục Giao bộc lộ thần sắc quái dị, nhìn về phía Uyển Thanh giơ ảnh chụp trong tay lên, quả nhiên thấy 12 năm trước trong buổi đấu giá có bóng dáng Lưu Trí Đức ngồi ở đó. Cô nặng nề thở một cái, bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía hai anh em này kêu lên, nếu là như vậy, khi biết rõ Lưu Trí Đức không phải người thứ ba, vậy các người kích động cái gì chứ? làm hại chúng tôi thiếu chút nữa trách nhầm ông ấy. Đôi mắt huyền thanh sắc bén nhìn Trương Thục Giao, nói cái mà chúng ta kích động là cùng ngày với lúc Lưu Trí Đức đưa ra chứng cứ, có khả năng ông ấy đã từng gặp qua người thứ ba. Có ý gì, Trương Thục Giao nhìn về phía huyền thanh, lập tức hỏi lại. Huyền thanh nhìn thật sâu về phía Trương Thục Giao nhanh chóng nói, cô suy nghĩ một chút. Lưu Trí Đức đưa ra chứng cứ cùng một ngày, người cũng đã ở bên ngoài 300 cây em, thế nhưng ông ấy nếu muốn lựa chọn rời khỏi bằng máy bay, cần phải là thời gian sáng sớm chuẩn bị, cho nên ông ấy căn bản cũng không có cơ hội đến phòng làm việc của chủ tịch đường. Như vậy đối với một đầu bếp, sao có thể để mất công việc đơn giản của mình cơ chứ? Công tác điều tra mối quan hệ về tự do ra vào phòng bếp, hưởng thụ phúc lợi cơm trưa miễn phí. Trừ phi công tác điều tra của ông ấy bị người khác lấy mất, mà cũng có thể bị người khác cầm được. Tôi hiểu rồi, Trương Thục Giao trong nháy mắt nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng nói ý của cô là Người thứ ba này trộm đi, có lẽ là chứng minh của Lưu Trí Đức, sau đó dùng biện pháp để đi qua, tiến vào phòng làm việc của chủ tịch đường, sau đó Mở cái hộp ra, cầm đi cái muôi, đúng không? Đây là suy luận của tôi, nhưng tôi có dự cảm là 89 phần Uyển Thanh nhanh chóng nói Như vậy, Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh lại đưa ra nghi vấn Khẩn Trương nói, nếu như Lưu Trí Đức bắt đầu xuất phát từ nhà, như vậy việc hệ thống quản lý của chúng ta chẳng phải là theo dõi được ông ấy cùng với ai đã gặp mặt sao, có lẽ giấy chứng minh mất ở nơi đó. Cho nên chúng ta phải tức khắc tìm được Lưu Trí Đức. Sắc mặt huyền thanh nghiêm trọng, hai mắt lóe lên, nghi ngờ nói, rốt cuộc. Bác Lưu đi đâu, trễ như thế lạnh như thế mà trời còn đổ mưa, đừng nói là ông ấy không có nơi khác đi nha. Giờ phút này, lãnh mặc hàn trầm mặc cất bước đi về phía trước, có một loại dự cảm mơ hồ, ngay lập tức anh xoay người gọi giang thành và tiêu yên tới đối với hai người bọn họ giọng điệu có hơi nặng nề phân phó các người tức khắc phân bổ mọi người tất cả đi tìm tung tích lưu trí đức tuyệt đối không thể để cho ông ấy gặp chuyện không may cũng báo cho điệp y mau chóng đi tìm giang thành cùng tiêu yên lập tức gật đầu lãnh mặc hàn xoay người đôi mắt sắc bén nhìn về nơi nào đó lúc này mới thở thật sâu nói được rồi bây giờ chúng ta đặt ra giả thiết người thứ ba kia lấy chìa khóa để mở sau đó lấy đi chiếc muôi ra thậm chí có thể khẳng định được người đó đi vào phòng bếp như vậy tại thời điểm người đó đập vỡ đồ tại phòng bếp nhất định là không có ai cho nên tâm tình của người đó mới có thể bành trướng đúng chỗ được như thế đập vỡ một vài thứ thậm chí đánh rơi chiếc muôi kia để lại hiện trường điều này không giống một hành vi có âm mưu cũng không giống cách làm của một người bình thường uyển thanh dần dần đi tới trước mặt anh mình suy tư thật sâu về chuyện này đôi mắt của cô lóe lên, lại nói của thật. Người này giống như chỉ là ở đây để phát tiết tâm tình, mà không giống như hung thủ của một vụ án phóng hỏa. Vậy, Trương Thục Giao khẩn trương nói, vậy người thứ ba hoàn toàn không có quan hệ với vụ án phóng hỏa. Uyển Thanh chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trương Thục Giao, nói từng câu từng chữ, năm đó Tổng Giám Đốc Trang sau khi rời đi, cũng cho là mình không phải thủ phạm của vụ án phóng hỏa. Trương Thục Giao hiểu lời của cô, lặp lại điều nghi hoặc nói ý của cô là. Người thứ ba có lẽ cũng không biết, chính mình có khả năng gây ra đại họa. Cho nên, có lẽ người đó cũng sẽ không tự giác để lại chứng cứ. Đúng không? Đúng, hai mắt huyền thanh sáng lên, tự mình điều tra xem trước mấy phút của hai video quay ngoài cửa phòng bếp trong vụ án phóng hỏa. Cô vừa phân tích vụ án, vừa nhìn về phía hình ảnh trong video kia, xem lướt qua yếu ớt nói chẳng lẽ. Trong video này, còn có chứng cứ khác. Lãnh mặc hàn nghe những lời này, khuôn mặt ngưng lại, ngồi ở trên sofa, cùng em gái mình nhìn về phía video của phòng bếp kia thong thả mà mỗi hình ảnh đen trắng quỷ dị chuyển động qua, thậm chí ngay cả lúc đó bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ hơn. Trương Thục Giao cùng Thanh Bình và đám người Mỹ Linh ngồi ở trước một máy vi tính khác, xem lướt qua hình ảnh trước vụ án phóng hỏa kia, tâm tình cũng nặng nề, yếu ớt nói, tôi nói. Giả sử người đó đi vào trước video này mấy phút, vậy chúng ta nhìn mấy phút hình ảnh này thật có ích sao? Uyển Thanh một lần xem lướt cả hai video này, gương mặt cô bộc lộ thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói cô suy nghĩ một chút. Cái hộp bị gõ rơi xuống mà không làm cho người ta phát hiện, đây là vì sao? Vì sao? Trương Thục Giao nghe xong, có vẻ nghi ngờ hỏi lại. Gương mặt Uyển Thanh nặng nề xem lướt qua hình ảnh trong video, chậm rãi nói, bởi vì ngày đó là khách sạn mùa xuân, thời điểm nhóm đầu bếp tiến vào phòng bếp, đều rất vội vàng, cho nên cũng không có phát hiện ra manh mối gì. Thế nhưng nếu như thời gian cái hộp bị mất trộm quá lâu, sẽ làm cho người ta chú ý. Điều đó chứng minh người kia nhất định là ở lúc các đầu bếp không có trong phòng trong thời gian ngắn liền đi vào. Hiện tại, tôi lớn mật làm một cái giả thiết, bởi vì người đó đập phá đồ, nhưng sợ bị người khác phát hiện, cho thấy người đó ở khách sạn chức vụ không cao, thậm chí tuổi cũng không lớn lắm, cho nên hành động cực kỳ nhát gan lỗ máng không chừng chúng ta có thể thông qua tính cách mạnh mẽ của người này có thể trên hình ảnh để tìm ra chút đầu mối trương thục giao nghe xong cảm thấy rất có lý liền gật đầu nói được vậy chúng ta cùng nhau tìm uyển thanh tinh tế nhìn về phía các hình ảnh một lần nữa yếu ớt nói anh à sở dĩ phát hiện ra vết cắt kia là bởi vì đốt cháy than đen hiện ra một điểm sáng vết cắt cho nên tại thời điểm mọi người đang tìm manh mối muốn nhìn kỹ tổn hại xung quanh mọi nơi dù sao so sánh dụng cụ phòng bếp cũng vững chắc hơn, cho dù đập phá cũng không thể bị phát hiện ngay lập tức. trương thục giao và mấy người khác chậm rãi gật đầu. lãnh mặc hàn trầm mặc lắng nghe, để cho đầu óc tập trung suy nghĩ, cả người giống như một bức tượng được chạm khắc, đôi mắt sắc bén nhìn hình ảnh kia. uyển thanh cũng xem lại toàn bộ hình ảnh trong video, mặc dù kinh nghiệm suy luận phá án của cô cực kỳ phong phú, thế nhưng lần này vì trang Hạo nhiên, vì anh trai mình, trái tim của cô dường như bị bóp nghẹn lại thậm chí khẩn cầu trời đất trong lần điều tra này có thể tìm thấy một điểm chứng cứ chính xác. Thế nhưng thời gian cứ dần dần trôi qua. Thời gian đã gần 4 giờ sáng, mưa điên cuồng bay tán loạn, vô số hạt mưa nhỏ rơi tí tách trước khung cửa sổ sát đất, tạo thành âm thanh quỷ dị. Lãnh mạc hàn nhìn chằm chằm video kia chừng 3 tiếng, anh lập tức cảm thấy mắt đau đến nỗi phải nhắm lại. Anh tạm thời nghỉ ngơi một chút, Trương Thục Giao và Mỹ Linh Thanh Bình cũng thấy có chút mệt mỏi, cả người thả lỏng gân cốt, thở mạnh một cái, tiếp tục kiên trì xem lướt qua hình ảnh. Cả người Uyển Thanh đều mệt mỏi khó chịu, cô cau mày, sử dụng thói quen suy luận khi phá án của mình, tiếp tục xem qua các hình ảnh. Thời gian trôi qua, trời đã sắp sáng, mưa vẫn như cũ rơi giả dích bên ngoài. Hôm nay sẽ là ngày sở cảnh sát chính thức kết luận Trang Hạo Nhiên là thủ phạm của vụ án phóng hỏa. Lúc đó, sẽ có rất nhiều ký giả phỏng vấn về vụ án này. Cổ phiếu của Hoàn Cầu đang giữ ở mức ổn định mà chờ đợi đáp án chính xác của sở cảnh sát, nếu như tin tức trang hạo nhiên phóng hỏa án là sự thật, như vậy hoàn cầu vô cùng có khả năng đối mặt với nguy cơ thị trường chứng khoán tụt dốc lịch sử trên phạm vi lớn. Giờ phút này, trong hoàn cầu có vô số người, mặc dù có tâm tính như thế nào, mỗi đêm đều không an giấc, trước tòa nhà văn phòng có một bóng dáng nghiêm nghị, người đó vĩ đại đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú vào sóng biển dâng trào mãnh liệt. Anh nhớ tới hoàn cầu những năm mưa gió đã qua, có lẽ cuối cùng cũng đem theo huy hoàng mà rơi vào vòng xoáy này gương mặt anh trầm mặc nhớ tới đêm qua lúc đi gặp trang hạo nhiên cậu ta để lại câu nói kia bảo vệ tốt hoàn cầu nhất định phải bảo vệ tốt hoàn cầu đây không phải là kỳ vọng nhiều năm qua của anh sao lúc này tất cả đều là của anh tưởng thiên lỗi nhớ lại những lời này hai mắt hiện lên những tia đau đớn anh nhìn về phía chân trời xa xôi mưa bên ngoài vẫn cứ rơi tí tách cho dù mưa gió như thế nào cho dù không có mặt trời hay trăng sao nhưng thế giới vẫn cứ sáng ngời luôn sáng ngời đây không phải là do cái gì thúc đẩy mà đó là sứ mệnh em trai cuối cùng cũng không hiểu được anh trai hai mắt tưởng thiên lỗi tràn đầy lệ quang nhớ tới lúc chính mình vươn người rơi xuống dốc núi khi đó quả thật em trai mình cũng buông tay rơi xuống vực sóng biển cuộn trào mãnh liệt đem vận mệnh hai người một lần nữa ở cùng một chỗ tưởng thiên lỗi muốn nhìn kỹ một màn kia đôi mắt của anh chiết xả ánh nước vậy mà đến giờ phút này mới phát hiện ra, đã từng ở chỗ cao nhất thế giới, vẫn không hiểu lý do vì sao lại cô đơn. Là bởi vì em trai mình, là bởi vì em trai mình, nước mắt rơi trên gương mặt người đàn ông kiên nghị, cùng với toàn bộ chân tướng, và chuyện cũ, tiến vào thế giới lạnh lẽo. Bên trong phòng bệnh, Trương Thục Giao cùng Thanh Bình, Mỹ Linh nhìn video này rất nhiều lần, cơ hồ mệt không thở nổi. Thậm chí Thanh Bình còn vỗ mạnh tay vào bụng mình, mặt cô nhân lại, khó chịu thở dốc lãnh mạc hàn và huyền thanh đều cảm thấy mệt mỏi trong chốc lát mắt sáng lên chân trời càng lúc càng sáng lên mặc dù mưa vẫn cứ tiếp tục rơi nhưng mà trời càng ngày càng sáng gương mặt huyền thanh nghiêm trọng vươn tay chậm rãi nâng ly rượu nho màu hồng lên nhìn chằm chằm vào giữa hình ảnh trên video cô nếm một chút cảm giác vị ngọt có thể làm cho mình thoải mái huyền thanh thở ra một cái mới chịu buông ly rượu đỏ kia xuống kia ngay lúc đó từ ly rượu đỏ xẹt qua một hình ảnh đôi mắt của cô lóe lên, các dây thần kinh trong thân thể dường như bị tác động, tay cô nhanh chóng ấn vào video của phòng bếp, lại một lần nữa giơ ly rượu trong tay lên, rửa theo ánh sáng khúc xạ màu hồng, nhắm ngay tại tủ sắt ở phòng bếp. Lãnh mặc hàn nhìn sắc mặt khác thường của em gái mình, liền kỳ quái hỏi, sao vậy? Mấy người trương thục sao cũng cùng nhau ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh không để ý đến mọi người, mà tay cầm ly rượu, lại mượn sắc rượu màu hồng kia, nhắm ngay khe hở màu đen, sau đó lấy ly rượu ra, rồi lại cầm ly rượu, đưa gần khe hở. Cô càng xem, biểu tình càng kích động, thậm chí kêu anh trai của mình nói, anh, anh mau nhìn xem. Lãnh mặc hàn nhanh chóng nhận ly rượu đỏ từ trong tay em gái mình, ấn theo sự chỉ dẫn của em gái, nhắm ngay khe hở giá thép kia, anh liếc nhìn, lập tức hai mắt sáng ngời. Đã phát hiện ra cái gì hà? Phát hiện cái gì hà? Trương Thục Giao căng thẳng nhìn về phía hai anh em bọn họ hỏi các người nhìn xem, Uyển Thanh mượn ánh sáng khúc xạ màu hồng trong ly của mình, hai hướng khúc xạ ra khe hở, nói, nhìn này. Rượu nho màu hồng trong ly có một đặc điểm, chính là cầm nó nhắm ngay chỗ cái hình, vị trí hai bên hình liền mở ra hai hướng. Các người nhìn này, khe hở này có cái gì đó không giống nhau. Trương Thục Giao nghe lời này, cả cơ thể căng thẳng, nhìn Uyển Thanh lấy chén rượu chiết xạ ra khe hở bên trong là hình ảnh màu đen, cô nhìn tới nhìn lui, vẫn không thể nào nhìn ra manh mối, thắc mắc hỏi khe hở màu đen kia có cái gì không giống nhau uyển thanh kích động nhìn về phía các cô gần như cao giọng nói chính là không giống nhau khe hở màu đen cùng với giá thép phía dưới khe hở lộ ra một chỗ màu đen hoàn toàn khác nhau để tôi thử xem mỹ linh lập tức nâng laptop lên đem hình ảnh hoa văn mà uyển thanh nghi ngờ copy rồi dán xuống lại sử dụng việc phân chia chữ số cấp tốc cắt dán khe hở giữa các loại hình ảnh mở ra dán vào ngay màn hình laptop của mình lại một lần nữa phân tích hình ảnh khả nghi. Lãnh Mạc Hàn cùng Uyển Thanh, còn có Trương Thục giao tranh nhau tiến đến phía sau Mỹ Linh, nhìn về phía giữa màn hình máy tính, vừa dựa vào phần mềm chính đang phản chiếu chất môi giới xuất hiện, bắt đầu vang lên âm thanh len ken hình vẽ bên trái dần dần hiện ra hình ảnh phân tích các số liệu. Uyển Thanh lúc này thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn, bởi vì cô cảm thấy khe hở màu đen kia, không hiểu sao lộ ra một điểm quỷ dị. Lãnh mặc hàn vì để cho đầu óc của mình được tỉnh táo, anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, để mặc cho mưa rơi thành từng giọt, chảy xuống trên mặt mình. Mỹ Linh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay nhanh chóng múa trên bàn phím máy tính, ngón tay cô không ngừng gõ, hình ảnh tương ứng hiện ra giữa màn hình máy tính, thời gian trôi qua từng chút một, hai mắt của cô trợn lên, càng trở nên sắc bén vào lúc này Trương Thục Giao và Thanh Bình cũng thật căng thẳng chờ đợi. Đồng hồ treo trên tường dường như chạy càng lúc càng nhanh, tiếng tí tách vang lên càng nhiều, rốt cuộc đã sắp tới 8 giờ, Mỹ Linh nặng nề thở một cái, tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn về phía mọi người, lo lắng kích động nói, đã phân tích ra. Mọi người trong nháy mắt xoay người, cùng kêu lên hỏi kia là cái gì? Mỹ Linh chăm chú nhìn bọn họ, âm u mà kinh khủng, nói, đó là, đó là, đôi mắt một đôi mắt người, ánh mắt mọi người sáng lên. mưa to cứ như vậy mà đến. thời gian lại từ đêm qua ngày, mưa vẫn mạnh mẽ và điên cuồng rơi. lưu trí đức tay chống cây dù, vẻ mặt kỳ quặc, đứng ở giữa con đường hoa anh đào, nhìn bóng đen phía trước kinh ngạc không nói nên lời. cái thân ảnh màu đen kia lại nhìn chằm chằm vào lưu trí đức, mặt bộc lộ một điểm tươi cười rảo hoạt, hai mắt lóe lên, yếu ớt gọi bác lưu. Audio điện tử võ tấn bền chương 1261, Đại kết cục 1 Sáng sớm 12 năm trước, cùng ngày án phóng hỏa Ngôi nhà nhỏ màu trắng Đường trí long mặc âu phục màu đen Bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn ăn Hai tay cầm phiếu điểm do hiệu trưởng trường học gửi tới Còn có cái nhìn phẩm hạnh đối với con mình Ông càng xem tâm tình càng trầm nặng Lúc hai tròng mắt từ từ xem lướt tới hành vi xử phạt học sinh được ghi lại nói rõ đường khải văn chiều hôm qua đã lần thứ ba đánh nhau đem mỗi ý bạn học đánh cho nứt khóe mắt ra ông trong nháy mắt ngẩng đầu mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc nhìn về phía con trai của mình đường khải văn mặc đồng phục học sinh màu trắng trên cổ áo thắt cà vạt học sinh ngồi ở trước bàn ăn biểu tình biếng nhác cầm cái thìa ăn cháo thịt bò nóng được mẹ nấu cho mình như vậy từng miếng từng miếng ăn không coi ai ra gì ta rốt cuộc nên làm thế nào với con bây giờ Đường Trí Long bất đắc dĩ giơ phiếu điểm cùng thư xử phạt hành vi phẩm hạnh do phòng hiệu trưởng tự mình đưa qua đây, hơi hiển kích động nhìn về phía con trai của mình nói, cha bình thường đối với con cũng không phải không quan tâm, cũng không phải không giáo dục, con thế nào tính cách lại vọng động như vậy. Như thế gây sự. Đường Khải Văn không nói chuyện, hoàn toàn coi cha của mình không tồn tại. Lý Tú Dung mặc váy dài màu lam, kéo bím tóc ôn nhu, mang khăn quàng cổ màu trắng, cẩn thận từng ly từng tí đem các thức ăn chính mình nấu sớm một chút, nhàn nhạt bày trên bàn ăn. Tú Dung, đường trí long ngẩng đầu, mặt nghiêm nghị nhìn về phía vợ, cơ hồ muốn sinh khí nói, vì sao chuyện Khải Văn ở trường học đánh nhau, bà không nói cho tôi. Lý Tú Dung mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn cùng biểu tình xấu hổ, nhìn về phía chồng, hơi nhỏ giọng bất đắc dĩ nói tôi. Tôi thế nào nói cho ông biết, ông hai ngày này không phải có chút bận sao, tôi cũng sợ, nói với ông, tâm tình ông lại không tốt tâm tình tôi thế nào tôi làm việc thế nào đây là của sự việc của chính tôi đường trí long mặt lại bộc lộ tức giận vươn tay trọng điểm dơ lên phiếu điểm trên bàn cơm mang theo ngữ khí đau lòng kích động nói thế nhưng thành tích của đứa nhỏ xuống dốc nhanh như vậy đánh nhau thành nghiện bà tại sao có thể không nói cho tôi may mắn tôi và hiệu trưởng coi như giao tình không tệ ông ấy trực tiếp đem chuyện của con nói cho tôi biết nếu như không phải muốn tôi còn chẳng hay biết gì đến bao lâu Lý Tú Dung đứng ở một bên, bất đắc dĩ im lặng không lên tiếng. Đường Khải Văn lúc này lại nhìn về phía mẫu thân trên người mặc tạp dề màu trắng của giúp việc, tức khắc sinh khí nói: "Mẹ, người thường xuyên mặc tạp dề này làm gì? Mẹ cũng không phải người hầu, mỗi lần đều mặc quần áo hạ như vậy, tựa như những thứ ấy bị bạn học mắng con, nói ba con phá sản, mới hạ thấp đến một khách sạn làm đầu bếp. Nhà và xe của chúng ta cũng bị thu hồi lại, nhìn nhìn con ngồi là cái xe bị hư đến trường học đều bị người cười chết. Khải Văn, Đường trí Long sinh khí đau lòng, nặng nề kêu con trai của mình nói: con đang nói cái gì? So với con một ít bạn học khác ăn còn không đủ no, ngủ không đủ giấc, con bây giờ điều kiện còn là tốt nhiều lắm. Làm người không nên không biết đủ. A, à, Đường Khải Văn sinh khí nhìn về phía phụ thân, tức giận kêu lên: thời gian cha dạy hạo nhiên, thế nào chưa kể tới thứ này cái gì mặc sức tưởng tượng không cần nghĩ thế nào liền không nói một tiếng với con suy nghĩ một chút nhà bọn họ đã lớn còn phú đại như vậy người còn muốn bận tâm a à. khải văn đường trí long gần như đau lòng nhìn về phía con trai của mình nói mỗi người trưởng thành đều bởi vì tư chất bất đồng mà giáo dục bất đồng đó là cước bộ trưởng thành tốc độ quả thật có thời gian cha không khỏi tự oán trách mình cha cũng chưa từng quá nghiêm khắc chỉ dạy đối với con liền là hy vọng con có thể theo tư chất bản thân trưởng thành thật tốt, không muốn tạo áp lực cho con, dự đoán con sẽ không chịu nổi. Con lúc nào cũng đều là đứa nhỏ của cha, cha tuyệt đối sẽ không thiên vị một trong ba người các con. A, à, ba đứa nhỏ? Đường Khải Văn trực tiếp đứng lên, vẻ mặt tức giận lỗ mãng nói, cha ở đâu có tới ba đứa nhỏ? Cha rõ ràng cũng chỉ có hai nhỏ đó là con và Khả Hinh, chẳng lẽ hạo nhiên là mẹ và người đàn ông khác sinh ra? Khải Văn Lý Tú Dung lập tức một trận đau lòng khiếp sợ kêu lên. Con, đường Chí Long tức giận đứng lên, có lẽ bởi vì gần đây sự tình trầm trọng, tâm thực sự quá đau, thực sự khó nhịn ca hát đứa nhỏ này vô ý nói như vậy đối với mẫu thân, không nói hai lời liền giơ tay hướng trên mặt nhi tử cho một cái bà tai. Ba một thanh âm vang lên, trận bà tai lập tức vang lên toàn bộ phòng ăn, tiểu khả hinh đang mặc quần trắng muốn xuống lầu liền sợ hãi, cô một trận khiếp sợ ngồi sổ ngồi ở trên thang lầu, hai chồng mắt tức khắc tràn đầy lệ nhìn về phía anh trai cha đánh con cha cho tới bây giờ cũng không có đánh con đường khải văn giơ tay vỗ về má trái của mình hai mắt vẫn hận sinh khí chừng nhìn cha của mình trong thân thể nhanh chóng bị tức giận thiêu đốt cậu bé đau lòng nhưng cũng ác hận nói cha căn bản là không quan tâm con cha cho là cho con ăn cho ta uống con có thể thỏa mãn con và hạo nhiên rõ ràng là có thể như nhau du học nước ngoài ngồi xe nhập khẩu danh tiếng cha đừng cho là con không biết, con ngày đó nghe trộm được lời của cha, cha là cố ý buông tha vị trí chủ tịch này, là cha để toàn ra chúng ta hổ thẹn. Là cha để mẹ mặc vào tạp dề buồn nôn này, mẹ bị người khác chế nhạo là người hầu. Nhìn nhìn chúng ta bây giờ còn sống ở chỗ nào, gia đình hạo nhiên có một phòng bếp còn lớn hơn nhà có chúng ta như vậy. Khải Văn, không thể lấy mấy thứ này đến bình xét người cao thấp giá cả thế nào. Đường Chí Long bất đắc dĩ nhìn về phía con trai của mình, Đau lòng Khẩn Trương nói: "Con chính là người như vậy, cha thích thế nào?" Đường Khải Văn nói cho hết lời, tức khắc cầm lên cặp sách màu đen, sinh khí xoay người hướng phía ngoài chạy đi. "Khải Văn, con định đi đâu?" Trở về, Lý Tú Dung vội vàng đuổi theo, đau lòng kêu con trai của mình. Tiểu Khả Hinh nhìn thấy anh trai rất tức giận thật đau lòng đi ra ngoài, cô bé cũng vội vội vàng vàng chạy ra, ngay trong tiểu hoa viên nắm lấy tay anh trai, khôn ngoan hiểu chuyện Khẩn Trương nói: "Anh trai anh không nên tức giận cha không phải cố ý đánh anh bữa sáng anh còn chưa có ăn ăn sớm một chút chúng ta cùng nhau đi học bỏ đi đường khải văn trong nháy mắt vẫn nộ đẩy em gái ra a à, tiểu khả hình cả người bị anh trai đẩy ngã trên mặt đất cô bé nhưng vẫn là đau lòng khẩn trương gọi anh trai đường khải văn cũng không có ngồi xe do tài xế chở mà là vẻ mặt ác hận nhanh chóng xoay người đi về hướng khác lão công nên làm cái gì bây giờ a à? lý tú dung khẩn trương xoay người nhìn về phía chồng nói ông biết tính tình của nó không tốt đánh nó như vậy nó có thể hay không lại gây sự a à. đường trí long cũng đau lòng khẩn trương đứng tại chỗ nhớ tới nhi tử phản nghịch này xác thực cần bảo vệ tốt một chút ông cũng bất đắc dĩ nói đây vẫn là nguyên nhân vì sao tôi vẫn không muốn cho hai đứa nhỏ đến hai nhà tưởng trang mặc dù tôi vì hoàn cầu vẫn xuất lực thế nhưng làm sao tôi có thể so sánh với hai vị chủ tịch tưởng trang khả hình còn tốt một chút khải văn lòng giả dạ cao chịu không nổi mê hoặc vinh hoa bình thường dạy bảo thế nào cũng còn là không nghe chúng ta trước không nhắc tới cái này tất cả cũng có một điểm trách nhiệm của tôi nhanh lên một chút nghĩ nghĩ biện pháp đi lý tú dung khẩn trương vươn hai tay nắm chặt tay chồng khẩn trương nói tôi cảm thấy hôm nay nó sẽ rước lấy phiền toái không có việc gì tôi đi tìm nó hào hào mà nói với nó nếu như thực sự không được tôi liền trước tạm dừng làm việc, trước đem chuyện đứa nhỏ xử lý xong rồi hãy nói. Đường Trí Long bất đắc dĩ thở dài, bữa sáng cũng không có ăn, liền trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài. Khả Hinh đứng ở cửa nhà, nhìn cha vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cô bé cũng không kêu lên, chỉ là cắn môi dưới, thật lo lắng cho nhìn về phía cha cùng anh trai. Thời gian dần dần trôi qua, dương quang ấm áp chiết xạ mãnh liệt chiếu xuống mặt đất. Xe chạy trên đường lớn thành thị, thanh âm kèn đồng nổ vang, người đi đường bước đi nhanh, cũng là rõ ràng như vậy, mùa xuân này, hoa thật là đỏ, lá thật xanh, bầu trời thật xanh. 10 giờ sáng, Đường Khải Văn một mình một người trốn học, mặt bộc lộ biểu tình âm u, đi tới cửa sau của khách sạn, sâu nhìn chằm chằm tường vây ngăn cách kia, biết Hạo Nhiên đêm qua chính là như vậy xoay người đi vào, cậu bé hừ một tiếng, những người này tự cho là thần không biết quỷ không hay, kỳ thực có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu cắn chặt răng trong nháy mắt cầm lên cặp sách ném qua tường vây, sau đó tung mình nhảy vào bên trong, vừa mới đứng vững chân, liền nhìn thấy toàn bộ khách sạn phồn hoa sôi nổi trước mắt, cậu chỉ cần tiến đến nơi đây sẽ nhớ tới quá khứ huy hoàng của cha, cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng khó coi. Kim Long không được nhớ tới đêm qua mẹ để cho mình tiến vào thư phòng của cha lấy Đông Tây, phát hiện ra chìa khóa nhỏ kia. Nghe nói mẹ nói chìa khóa nhỏ kia có cổ phần của cha, cậu sẽ phải đi xem. Cậu muốn đi xem cha có phải đã thân bại danh liệt không? Đường Khải Văn nghĩ tới đây, tức khắc phẫn hận cất bước đi phía trước, cậu biết lúc này, cha khẳng định đang tìm chính mình, không có ở phòng làm việc. Đường thiếu ra, một thanh âm, nghi hoặc không hiểu vang lên. Đường Khải Văn lập tức dừng bước lại, mặt bộc lộ biểu tình khẩn trương, chậm rãi xoay người, cư nhiên nhìn thấy lưu trí đức mặc thường phục, tay cầm một túi hành lý cũ, đứng ở trên mặt cỏ, chính là kinh ngạc nhìn về phía mình. Cậu tức khắc có chút khẩn trương bày ra khuôn mặt tươi cười, gọi, Lưu. Bác Lưu, hiện tại là thời gian đi học, cậu ở nơi này làm gì? Lưu Trí Đức kỳ quái nhìn về phía đường Khải Văn, hỏi. Ách, đường Khải Văn ngưng mặt khẩn trương nghĩ nghĩ, mới bật cười nhìn về phía Lưu Trí Đức nói, cháu. Cháu cái kia, trường học cử hành chạy marathon, cháu không có ở bên trong danh sách, cho nên nhàn dỗi buồn chán liền tiến vào đi một chút Cháu bây giờ lập tức đi ngay Ô, vậy cháu tùy tiện đi một chút rồi nhanh quay trở lại trường học Nếu không người trong nhà lại lo lắng Bác đi trước, hôm nay đi công tác bên ngoài Cha cháu hôm nay cũng sẽ rất bận Khách sạn Xuân Trà có nhiều chuyện muốn chuẩn bị Lưu Trí Đức nói cho hết lời Liền cầm túi hành lý của mình thong thả xoay người Đi ra ngoài khách sạn Đường Khải Văn nhàn nhạt nhìn Lưu Trí Đức xoay người đi ra ngoài vừa rồi nghe lời ông nói khách sạn Xuân Trà khẳng định lúc này có rất nhiều người thế nhưng cậu biết đi qua ba điểm theo quy định thư ký liền rời khỏi phòng làm việc đi ra bên ngoài xử lý sự tình cùng chuẩn bị yến hội buổi tối cậu hôm nay nhất định phải biết bên trong cái dương có thứ gì cặp sách bị bị ngăn cách đường Khải Văn trực tiếp liền đưa lưng về khách sạn ngồi ở bên cạnh cây quyết nhớ tới đêm qua cha và Hạo Nhiên An vị ở trên sân cỏ giống như phụ tử cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi tay trực tiếp nắm cỏ trên mặt đất, hung hăng muốn làm chó săn còn không được, còn muốn làm chủ nhân nhi tử chính là tay sai. Giữa lúc cậu đang chờ đợi thời cơ, vậy mà phát hiện phía trước có một người đang làm gì đó, cậu ngốc buồn chán, liền bò qua, đem giấy chứng nhận bắt lại, lại là chứng minh công tác mới của Lưu Trí Đức, cậu nhìn cười chế nhạo, chó săn chính là tay sai. Cậu nhưng vẫn là đem kia giấy chứng nhận nhét vào trong túi quần của mình, để lúc trở về, trêu đùa nhã tuệ, sàm sỡ cô. Thời gian từng chút từng chút qua đi, thời gian tới gần 4 điểm. Tầng trệt phòng hành chính, rất nhiều nhân viên khách sạn Xuân Trà sớm chuẩn bị đi làm việc, đường Trí Long cuối cùng cũng qua đây, nhưng vẫn là khẩn trương phân phó thư ký đi ra bên ngoài giúp, bọn họ không kịp đóng cửa, người cũng nhanh chóng rời đi. Đường Khải Văn học trang hạo nhiên đi hành lang bí mật, xoay người đi tới phòng làm việc, đứng ở vị trí quen thuộc, tránh giám sát, nhìn thấy mọi người đều không có ở đó, thư ký cũng không có tại vị, cậu tức khắc khẩn trương xông vào phòng làm việc của cha, nhanh chóng lưu chuyển hai tròng mắt nhìn về phía hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh, xác định cha không có ở đây, liền nhanh chóng nhào phía dưới giá sách, cấp tốc mà khẩn trương mở ra cánh cửa nhỏ, trước nước nhìn chiếc thìa kim cương của cha ở bên trong. Cậu lại kịch liệt liếc về phía cái tủ sắt nho nhỏ bên cạnh, lại nhìn thấy tủ sắt không có trên dương, cậu lập tức một trận kích động tươi cười ôm lấy dương nhỏ mở ra, vậy mà phát hiện trong dương thứ gì cũng không có. Tại sao không có? Đường Khải Văn mở chừng hai mắt, cúi mặt nhìn cái dương trống chân kia, cuối cùng hy vọng lại rơi vào khoảng không, cậu liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tức giận càng lúc càng tăng, càng lúc càng kịch liệt. Đường Khải Văn trong nháy mắt sinh khí ác hận chừng mắt nhìn thìa kim cương trên giá thủy tinh, đó là thứ cha yêu thích nhất, thế nhưng cậu ghét đầu bếp, cậu thống hận đầu bếp, trong nháy mắt cậu tiến vào trong, từ bên trong lấy ra thìa kim cương, lại nghiến răng nghiến lợi đem vật sở hữu quan trọng, liền tàn bạo đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa phẫn nộ nói, con ghét bọ dáng của cha đứng ở tại trụ phòng. Con ghét cha làm đầu bếp, nghề nghiệp buồn nôn. Đường Khải Văn tự mình biết mật mã tức khắc vọt vào cửa phòng bếp, một tầng một tầng nghĩ đi vào trong, lại phát hiện bên trong phòng bếp chủ yếu các cửa bị đóng chặt. Cậu nha một tiếng, phẫn nộ cầm thìa kim cương mạnh mẽ đập vào đường ống khí than cạnh cái dương, lại phát tiết bàn dơ thìa kim cương, không ngừng đập ở cẩm thạch cứng rắn, không ngừng đập, vừa đập vừa kêu to con xem cha làm đầu bếp. Con xem cha làm đầu bếp như thế nào. Con ghét cha, con ghét cha. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vui cười của các đầu bếp. Đường Khải Văn trong nháy mắt khẩn trương xoay người, liếc mắt nhìn nhị trọng ngoài cửa, nghĩ bọn họ thế nào sớm như vậy qua đây. Cậu tức khắc khẩn trương, cha chú trọng nhất là cái thìa kim cương này cùng tất cả mọi thứ tại chủ phòng. Giả như ông biết mình xông vào đây, nhất định giận dữ, không chừng tựa như lần trước khấu trừ tất cả tiền tiêu vặt của mình. Cậu nghĩ tới đây, trong nháy mắt ôm lấy cái dương cùng cái thìa xông vào nơi chữ đồ vật bên trong cánh cửa, cố ý lưu lại một điểm khe hở, nhìn phía ngoài. Các đầu bếp quả nhiên nhanh chóng đi đến, đầu tiên tiến vào nhị trọng môn, lại tiến vào nhất trọng môn, sau đó mới thực sự đi vào bên trong phòng bếp, bởi vì quá nhanh cũng không có phát hiện có manh mối. Sau đó đường trí long cũng bởi vì hải sâm xảy ra vấn đề, cũng đi vào phòng bếp, thương lượng một hồi, đường trí long đi ra ngoài. Đường Khải Văn một thân toàn là mồ hôi ngồi xổm bên trong, cảm giác được cha của mình đi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhóm, mới định đi ra, lại phát hiện cửa phòng bếp lặng yên mở. Trang Hạo Nhiên 18 tuổi dơ lên nụ cười đắc ý, lặng yên đi vào phòng bếp, cũng không có lưu ý đến camera P26 đã mở ra, cũng đã cầm lên dụng cụ nhóm lửa. Đường Khải Văn trốn ở bên trong giá quý, lộ ra khe hở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên chính ở nơi đó nhóm lửa, liền biết cậu ta nghĩ muốn làm theo cha của mình, nướng quyết cho cha của mình ăn, nghĩ tới đây, cậu liền một trận tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại kìm lòng không được ngắm đến camera P26 chính mở ra, cậu lại đắc ý cười. Quả nhiên bên trong phòng bếp truyền đến thanh âm kêu to của đầu bếp, Hạo Nhiên nghe được thanh âm này, liền tức khắc dùng tay đem hỏa tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh dập tắt. Lúc này mới cầm cua quyết giấu kỹ ở một cánh cửa khác, lại dùng mật mã khóa đóng cửa, để đầu bếp không thể đi ra, mới yên tâm đi ra ngoài. Đường Khải Văn trong nháy mắt ngắm đến camera P26 lập tức đóng, cậu trước mặc kệ nguyên nhân, liền trong nháy mắt chạy ra, nghiến răng nghiến lợi vò tới một cánh cửa khác, thừa dịp thời gian cha đi ra ngoài, tức khắc lấy ra quả quyết, xoay cái bật lửa đem dịch đốt nhanh chóng rót vào đi, vừa đảo vừa sinh khí nói ta cho ngươi nướng quyết. Ta cho ngươi nướng, chờ cha ta tới, để ngươi nhìn nhìn mỗi ngày trong miệng treo hạo nhiên, Đem ở đây phóng hỏa. Đường Khải Văn không nói hai lời, lấy ra cái bật lửa hút thuốc của mình, đốt lửa bên trong lên, nghe ầm một tiếng lửa nhanh chóng cháy, cậu lại tàn bạo đem chiếc thìa trong nháy mắt đẩy mạnh càng khí than bên trong đường ống áp lực thấp plastic giảm xuống, lúc này mới đắc ý lợi dụng mật mã mở nhị trọng môn sông ra, dọc theo phương hướng Hạo Nhiên, trước một bước xông vào thông đạo bí mật, Đường Chí Long thừa dịp Hạo Nhiên đi ra ngoài, trong nháy mắt bản năng nhanh chóng tắt đi camera P26 mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Khi ông dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước đi, một trận phá thanh ầm ầm từ phòng bếp khủng bố truyền đến. Hạo nhiên, trận tiếng kêu đau lòng truyền đến, đường trí long bị hỏa liệt mãnh mẽ, mẽ thế phát té trên mặt đất, ông tức khắc đau lòng khiếp sợ nhìn về phía lửa bên dưới, vô số thi thể trận trận cuồng tạt ra, trận trận thống khổ thanh âm kêu la dựng lên. Không có bao lâu, một trận xe cứu thương cùng xe cảnh sát, theo phố xá sầm uất phía trước truyền đến. Lưu Trí Đức ở bị người nào đó không biết tên mang đến đoạn đường, không hiểu trượt chân quẳng xuống đường cao tốc, sau đó Điệp Y chạy tới cứu, ở một hơi lúc ông thoi thóp, hai tròng mắt nhẹ nháy tràn đầy lệ, nhớ tới đường Khải Văn đêm qua giàn ruộng mưa to chạy tới, phát hiện mình lại vẫn nhớ tất cả sự việc 12 năm trước, không có bao lâu, ông sẽ ở giữa mưa rền gió giữ ngã rơi xuống đường cao tốc. Cửa, mạnh mẽ được mở ra. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt lao tới, biết hôm nay là một ngày có tính quyết định của hoàn cầu, anh vừa nhanh chóng xông ra bên ngoài, vừa kích động kêu to, mau. Gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Tưởng, đầu tiên để anh ta và trưởng Cục Cảnh sát câu thông, trước không muốn nhanh như vậy tuyên bố sự kiện án phóng hỏa. liền nói hung thủ này là khác người, ngàn vạn không thể để cho hạo nhiên tham dự thẩm vấn. Cậu ấy cũng tuyệt đối không thể vào lúc này nhận tội. Vâng, Trương Thục Giao trong nháy mắt khẩn cấp vọt vào trong mưa, vừa đón mưa rền gió dữ, vừa khẩn cấp gọi điện thoại cho tưởng thiên lỗi. Trước cục cảnh sát, chúng ký giả đầy đầy nhún nháo đứng ở giữa mưa rền gió dữ, vô số người chủ trì đài truyền hình cùng nhiếp ảnh ra cũng đón mưa rền gió dữ đi về phía cục cảnh sát. Lúc này chính là nhân viên công tác cùng cổ đông của Hoàn Cầu trên toàn thế giới trong náy mắt ngừng thở, bởi vì sau đó cục trưởng cảnh sát liền ra công bố, chân tướng án phóng hỏa 12 năm trước. Rốt cuộc tổng giám đốc Hoàn Cầu Trang Hạo Nhiên có phải là thủ phạm án phóng hỏa hay không? Rốt cuộc nhân vật hiển hách chấn động thế giới kinh tế như vậy, có thể hay không còn có thể cho thế gian soạn nhạc truyền kỳ, nhưng vô luận như thế nào, thủ tướng tiền nhiệm, thủ tướng đương nhiệm, nguyên thủ tối cao trương ủy viên nhau nhau phái tính kỳ cùng phương di đi truyền mệnh lệnh cho các lãnh đạo, tổng giám đốc trang là người quan trọng dẫn đường cho kinh tế quốc gia, vụ án này nhất định phải thận trọng phúc thẩm, tuyệt đối không được có nửa điểm hàm hồ. Mưa rơi rầm rập dưới đất, bên ngoài cục cảnh sát ký giả cùng tin tức truyền thông càng ngày càng nhiều định Kỳ cùng Phương Di cũng nhao nhao sắc mặt trầm trọng cất bước đi tới, chung quanh cục cảnh sát vệ sĩ cùng cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Đường Khả Hinh tay chống cây dù trong suốt, mặt tiêu tụy tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy ánh lệ, vẫn đứng ở vị trí này chặt thủ từ đêm qua đến bây giờ cảm thấy trái tim rất đau, nhìn xung quanh vô số vô số tin tức truyền thông cùng ký giả, như vậy phong dũng tới, nước mắt của cô cuối cùng cũng không nhịn được trận trận chảy xuống, chồng của mình là một người kiêu ngạo như vậy, anh cho tới bây giờ đều là phong độ nghiêm nghị đứng dưới ánh mặt trời, dơ lên thiếu ý thương cảm vạn vật thế gian, anh vì vô số mộng tưởng cùng tương lai của mọi người. Từng dốc hết tâm huyết. Hạo nhiên, hạo nhiên, vô luận thế gian bất luận kẻ nào đánh giá anh thế nào, thế nhưng anh vĩnh viễn là nam tử kiêu ngạo nhất, xuất sắc nhất, mị lực nhất trong lòng em. Bên trong cục cảnh sát, Chu Lệ Bình trong nháy mắt mở cửa phòng thẩm vấn, nhìn Trang Hạo Nhiên cả đêm ngồi ở trước bàn thẩm vấn, sắc mặt trầm sâu, Hai tròng mắt Dương Dương nhìn thân ảnh ướt lịch cô độc của Đường Khả Hinh, vẫn như cũ dừng ở bên ngoài cục cảnh sát, tim của anh lại từng đợt đau đớn. Khả Hinh, Khả Hinh, nếu như thời gian có thể làm lại, vậy anh tình nguyện nhất sinh nhất thế, lỡ hạ tất cả hương khí trong thiên hạ, lỡ thế gian giai điệu động lòng người, chỉ cần có thể trả lại cho em một điểm hạnh phúc. Nam tử này như vậy cô độc, đau lòng, đau thương về phía nữ hài nói ra những lời này, người đã thong thả đau lòng đứng lên hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ thống khổ chậm rãi từng bước một đi về phía trước chu lệ bình cùng cảnh sát trẻ tuổi theo ở phía sau thật sâu nhìn về phía anh ngoài cục cảnh sát mưa tiếp tục rơi giống như thượng đế giống giận lung tung cực nhanh xông thẳng vào vô số ký giả nhao nhao muốn chen đến bên trong cảnh sát tay giơ máy ảnh muốn quay chụp tư liệu trực tiếp người chủ trì tin tức truyền thông đã khẩn cấp báo viết toàn bộ nhân viên công tác của hoàn cầu trên thế giới nhao nhao khẩn cấp đứng ở trước màn hình lớn nhìn một màn này nghe thấy có người nói tổng giám đốc trang của hoàn cầu xuất hiện vô số ký giả lại nhao nhao vọt thẳng vào đường khả hình đứng ở trong đám người bị người trái phải xông tới lại vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm bên trong cuộc cảnh sát kia lòng của cô cũng càng ngày càng khẩn trương càng ngày càng thở gấp hai chồng mắt tràn đầy lệ khẩn trương nhìn xung quanh sốt cuộc bên trong cục cảnh sát xuất hiện đông đảo cảnh sát chậm rãi mở đường, thân ảnh Trang Hạo Nhiên rốt cuộc chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài cục cảnh sát, mặc dù người đã mệt mỏi tiêu tụy, nhưng khi thân ảnh của anh Hiền hách đứng ở giữa mưa rền gió giữa trang xóa, người vẫn như cũng nghị lực truyền kỳ cùng vĩ ngạn như vậy, hai trong mắt yêu thương lóe ra lệ quang, huynh nhiên có thể làm cho vạn vật trong nháy mắt cũng khóc ướt lịch. Tính kỳ cùng Phương Di đau lòng đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, chúng ký giả tay cũng cầm máy ảnh, khẩn trương hướng về phía anh, đường khả hình ở nơi này, rốt cuộc nhìn thấy nam tử chính mình âu yếm đứng ở giữa màn mưa trắng xóa, lòng của cô nhịn không được từng đợt thống khổ nức nở, nước nở thanh âm dường như ai oán thế gian, chăm chú bao quanh toàn bộ thế giới. Trang hạo nhiên đứng ngay giữa thanh âm ẩm ý phỏng vấn của chúng ký giả, dường như nghe được trận thanh âm nức nở thật ôn nhu, hai tròng mắt lập tức dương dưng, dưng ngẩng đầu, lẫn giữa thanh âm ai oán. Rốt cuộc nhìn thấy đường khả hình tay chống cây dù trong suốt, thân thể ướt lịch đứng ở trong đoàn người, nhìn về phía chính mình từng đợt rơi lệ. Tim của anh một trận đau đớn mãnh liệt, trên mặt kiềm chế biểu tình run rẩy đau lòng, vừa muốn nghẹn ngào kêu to tên thê tử. Trang hạo nhiên, nghe nói anh đến cục cảnh sát tự mình đầu thú, thừa nhận anh là thủ phạm án phóng hỏa 12 năm trước, đúng không? Có ký giả anh dũng mà lên, kích động hỏi, chúng ký giả cũng đẩy nhau đi lên, kích động hỏi. Trang hạo nhiên vẫn như cũ rơi lệ đau lòng nhìn về phía thê tử, đứng ở trong đám người bị chen đẩy, anh nghĩ cất bước đi qua, lại phát hiện cánh cửa của cảnh sát đem hai người ngăn cách trên trời dưới đất. Anh gần như tuyệt vọng ẩn nhẫn thu hồi ánh mắt ngóng nhìn thê tử. Đối với đông đảo ký giả anh dũng tới hỏi, anh lập tức cắn chặt răng, trong nháy mắt mới chịu ngửa mặt trực tiếp thừa nhận mình là thủ phạm án phóng hỏa. Hạo nhiên, chờ một chút, vụ án này có ẩn tình khác. Một thanh âm, thật sâu thật dày phá tan đoàn người, lùi thẳng mà đến. Trang hạo nhiên nghe thấy tiếng hô hoán này, anh hơi giật mình, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trung ký giả cũng nhao nhao ngừng máy ảnh giữa không trung, xoay người nhìn về phía người tới, là ai kịch liệt kêu to như vậy. Đường khả hình cũng một trận kích động xoay người, mang theo hy vọng khiếp sợ, xoay người nhìn về phía người tới. Một chiếc Rolls Royce thắng gấp ở trước cửa cục cảnh sát, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt lẫm liệt vĩ ngạn đi xuống xe, dẫn lãnh mặc hàn cùng tứ đại phó tổng, còn có tiêu đồng, trương thục giao, uyển thanh, nhanh chóng xuyên phá đoàn người, đi thẳng tới phía trước chúng ký giả, ngẩng đầu, hai tròng mắt tràn đầy lệ đau lòng nhìn về Trang Hạo Nhiên phía trước, u uất mà nghẹn ngào nói, em trai, anh trai tới đón em về nhà. Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, khiếp sợ nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng thê lương đứng ở giữa mưa bụi, sâu hơn mà đau lòng nhìn về phía em trai, lại lần nữa lặp lại câu nói kia, Thương Khanh hữu lực nghẹn ngào cười nói, em trai, anh trai đến đón em về nhà. Toàn bộ thế giới mưa rền gió dữ, theo thanh âm kêu to này, Thượng Đế cũng xúc động mở ra tầng mây chướng ngại cuối cùng, mang theo chân trời quang mang chiết xạ xuống, trong nháy mắt trải ra toàn bộ ánh sáng khắp mọi nơi. Tất cả chân tướng này trong nháy mắt, toàn bộ theo nguyên thủy nhất, lúc ban đầu một trụ quang mang chiếu ánh mà đến, toàn bộ hiện lên. Đúng vậy, có yêu thì có hy vọng, chỉ cần không buông tha, chúng ta mỗi người cũng có thể ở giữa khe hở, tìm kiếm được chính mình có thể làm cho mình cơ hội trùng sinh. Toàn thế giới dường như tiếp tục nói nhau nhau tạp tạp, đèn flash của ký giả, phảng tạo thành một đảo ánh sáng thiên đường, đường khả hình tay chống cây dù, ở giữa thân ảnh trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi, cuối cùng lại cảm động nghẹn ngào cười rộ lên, tay hơi thả lỏng, đem trong suốt cây dù yêu thích, trận trận phiêu về phía chân trời. Sau này em muốn anh làm ô nhỏ, nó mặc dù nhỏ bé, có thể không chặn được bao nhiêu mưa gió. Đứa ngốc, bung dù không phải là vì ngăn trở mưa gió, mà là vì thích nghe thanh âm tí tí tách tách. Vô luận em đứng ở trong vòng mưa gió hay còn là ngoài mưa gió. Chỉ cần có tình yêu, giai điệu sinh mệnh đều rất êm tai. Cho nên, em không cần hô hoán, anh cũng có thể ở trong đám người, rất nhanh phát hiện ra em. chương 1262, Đại kết cục hai cảm ơn Mỹ Hảo. Edit, Hương Giang. Sáng sớm, hiếm thấy cầu vồng phá tan tầng mây, chiết xạ ra bốn phía. Phương xa truyền đến một trận tiếng rít, hai con ưng màu đen từ phương xa núi rừng đón gió bay tới, lợi hại hai tròng mắt, dường như chói chặt con mồi, mục tiêu chuyển xác sẽ xông thẳng vào đối phương, lại đó hội tụ một khắc, rồi dương cánh, hướng hướng hoa phá trường không, bay đi, lại lần nữa phát ra tiếng gào thét. Đỉnh núi, một biệt thự như tòa thành sướng sướng ở giữa thảm cỏ xanh biếc, tiền nắng ban mai chiếu rọi vào càng làm nó trông tôn quý mà xa hoa. Sáng sớm lúc 8 giờ, cửa tòa thành ầm ầm mở, lại lần nữa nghe thấy hai sinh linh gào thét, Truy Phong dường như cũng nghe nói chủ nhân nay án oan có thể giải tội, mà xúc động chạy trồm ra, vang lên thanh âm, cách đăng cách đăng, mấy chiếc xe màu đen chạy nhanh chăm chú bảo vệ một chiếc Rolls-Royce màu trắng dài chậm rãi chạy ra, quản gia mặc đồng phục màu đen cùng người hầu nhao nhao đối chủ nhân tôn kính gật đầu thăm hỏi. Trang Tính vô cùng ân nguyệt dung, còn có Trang Ngải Lâm cùng ngồi cùng một chỗ, nhìn xe chạy ra khỏi thành bảo dọc theo mặt cỏ xanh, hướng phong lâm đại đạo chạy tới, sở kinh chi đạo, lá phong đỏ như lửa, cũng giống như trong nháy mắt vui sướng, cũng nhao nhao kích động phất phới khởi đến, ân nguyệt dung mặc sườn xám màu trắng, búi tóc tao nhã, huynh thế dung nhan rốt cuộc trong lúc con bị giam, hiện ra mấy phần tang thương yêu nhã vẻ mỏi mệt, bộ dáng yêu thương của mẹ, làm cho người ta nhìn vì động dung. Chỉ thấy hai chồng mắt người nọ rưng dưng từ đêm qua, trông sao trông mặt trăng, ngóng trông ngôi sao mai sớm một chút sáng chói đi chờ phán xét tòa án tuyên án. Xe cộ từ từ hướng lá phong đỏ rực đại đạo long trọng chạy tới, bánh xe còn ướt giống như chưa khô làn nước mắt kích động. Một đôi tay nhỏ bé thon dài trắng nõn, chăm chú dao nắm cùng một chỗ. Ân Nguyệt Dung hai tròng mắt rưng rưng, hai tay vì run rẩy mà chăm chú nắm cùng một chỗ, mặt bộc lộ kích động run, cấp thiết nhìn xuống núi xe chạy càng nhanh, thậm chí nghe thấy vù vù tiếng gió, bà nặng thở phì phò, không dám tin nghe thấy một chân tướng khác, trong đầu thoáng qua khuôn mặt mị lực của con trai bà thoáng cái nghẹn ngào quay đầu nhìn về phía con gái kích động hỏi ngải lâm con nói cho mẹ mau nói cho mẹ em trai con có thể ra đúng không nó có thể được tự do đúng không mẹ không phải đang nằm mơ trang ngải lâm mặc ngồi ở bên người mẹ đau lòng nhìn về phía mẹ ngày gần đây vì con trai đã khóc không còn nước mắt bây giờ còn khẩn trương cùng không thể tin tưởng cô chỉ phải cũng nghẹn ngào cười cười hơi vươn tay nhẹ vỗ về vai mẹ tâm tình cũng kích động nhìn về phía xe đã từ từ xuống núi, lái vào đường đồng du, cô mới hơi vui sướng tươi cười, an ủi nói, đúng vậy. Em ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, ngài yên tâm đi. Mẹ! Ân Nguyệt Dung nghe lời con gái, mới hơi được an ủi cùng yên tâm, nhưng trong nháy mắt lại khẩn trương, lại quay mặt sang nhìn về phía ông xã, kích động nghẹn ngào nói, ông xã! Con trai chúng ta thực sự, thực sự, không có chuyện gì, đúng không? mặc dù nó không cho phép chúng ta tiến tòa án chờ phán xét. Sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng hay không? Trang tính vỗ đau lòng nhìn về phía bà xã như vậy, chính mình đêm qua cũng khẩn trương một đêm không ngủ, nhớ tới sáng nay cùng hoàn cầu tối cao luật sư đoàn tổng cố vấn Mr. John gọi điện thoại, ông bộc lộ kích động đau lòng tiêu ý, nặng kéo bà xã cảm động nói, không có chuyện gì, tất cả đã là quá khứ. Chúng ta tới trước tòa án lại nói, nếu như con trai trở về, sau này cũng để nó ở bàn ăn ăn cơm, đừng lại đánh nó. Ngàn vạn lần không được đánh nó, em không thể chịu được khi thấy con trai đau khổ và thương tâm. Ô, ô ô ô ô ô, ân nguyệt dung tay cầm khăn, khóc trong buồn bã cùng đau đớn. Không đánh, không đánh, em cũng không phải không biết, anh đối đứa con trai này có bao nhiêu đau. Chỉ cần nó ra, sau này anh hảo hảo thương nó. Trang tính vũ lại ôm chặt bà xã, tâm tình kích động nghẹn ngào nói. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, vừa rơi lệ vừa liên tục ngẩng đầu, cấp thiết nhìn xe chạy trên đường đồng du, trái tim của bà bang bang nhảy, kìm lòng không được kêu lên nói, rốt cuộc lúc nào mới có thể đến tòa án A. Sao lái xe lại chậm như vậy A? À? Ngoặc kép. Tài xế nghe thấy phu nhân nói như vậy, tức khắc nhấn ga để xe tăng tốc chạy tới đường Tân Hải. Khách sạn Á Châu. Dương Quang mãnh liệt phóng đến, theo gió biển trận trận đập vào mặt, hoàn cầu cờ xí cùng khách sạn Á Châu cờ xí, nhao nhao kích động đón gió phiêu động, thậm chí truyền đến trận trận phát động âm thanh kích động lòng người. Vô số màu đen tôn quý xe con, chậm rãi hướng Tân Hải đại đạo lái tới, toàn bộ đều là thành viên ban đồng sự cực kỳ quan trọng ở Hoàn Cầu, còn bao gồm hệ liệt nhân viên cao tầng, nhao nhao từ mọi nơi trên thế giới gấp trở về, trong đó Tổng Giám Đốc Hoác Minh của khách sạn Á Châu cũng may mắn được an bài ở cao tầng giữa, sau đó cùng đi trước tòa án, mà tưởng thiên lỗi hôm nay mặc âu phục điều văn thẳng màu đen, trang bị mị lực hắc sơ mi, trên ngực cài một bông hoa, hỗn thân lộ ra khí khái kinh người bàng bạc. Dẫn hoàn cầu bát tài công chính tổng, còn có Đông Anh, Tiêu Đồng, Trương Thục Sao chờ người, thập phần cẩn thận long trọng cất bước ra thang máy, ở trước mặt các vị quan khách cấp cao cúi người chào thật sâu, nghiêm nghị phong độ trải qua huy hoàng đại đường, chạm tới thảm đỏ, đã nhìn thấy rôn roi của tưởng ra cùng trang gia đã chậm rãi lái tới. Trang tính vô cùng ân nguyệt dung cùng Trang Ngải Lâm và mọi người từ từ cất bước ra, mà tưởng vĩ quốc cùng Diệp Mạn Nghi, còn có kinh huyền thanh, càng lúc càng mỹ lệ. Rõ ràng động nhân tuyết Nghi cũng nhao nhao xuống xe, đón nghiêm nghị gió biển, nhìn về phía trước mặt đông nghịt một mảnh ban giám đốc thành viên cùng quan chức cấp cao. Hai vị chủ tịch, phu nhân, tưởng thiên lỗi bằng thái độ chính thức, dẫn bát tài công chính tổng, nghiêm túc đi tới trước mặt bọn họ, thật sâu gật gật đầu. Trang tính vũ một nhà nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười, khi trang hạo nhiên bị bắt giam, anh vì em trai dốc hết sức chạy ngược chạy xuôi huynh đệ bọn họ tình thâm tưởng vĩ quốc lại vẫn như cũ dường như trước kia như vậy thâm trầm hỏi tất cả mọi người đã đến đông đủ sao cũng đã đến đông đủ chúng ta có thể xuất phát tưởng thiên lỗi đối cha tôn kính gật đầu nói ân đi thôi chắc phiên tòa đề án cũng đã mở tưởng vĩ quốc khẽ gật đầu liền đỡ diệp mạng nghi cùng con gái cùng lên xe trang tính vũ cũng bận đỡ bà xã chuẩn bị lên xe lúc xoay người dừng lại động tác, đầu tiên là nghi ngờ liếc mắt nhìn đám người chung quanh, liền mới hỏi, đúng rồi. Sao lại không thấy khả hình? Tưởng thiên lỗi nghe trang tính vũ nói, anh tức khắc tôn kính khẽ gật đầu, mới yếu ớt nói cô ấy theo hoàn cầu tổng bộ xuất phát. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang tính vũ hơi ngửa mặt nhìn về phía tưởng thiên lỗi liếc mắt một cái, có lẽ hiểu được tâm tư cô bé này tâm, mặt bộc lộ thưởng thức tươi cười, khẽ gật đầu, mới nói, chúng ta đi thôi. Tưởng thiên lỗi tức khắc đi tới trước mặt ân nguyệt dung trước mặt, vươn hai tay hơi nâng bà lên xe, lúc này mới hơi trầm mặt xoay người, nhìn về phía tô lạc hoành cùng lãnh mặc hàn hai vị phó tổng, lúc này mới lấy tư thái tổng tài, nghiêm nghị phân phó, đi thôi. Vâng, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó tất cả đều bộc lộ thái độ nghiêm túc cẩn thận, ngồi vào xe của mỗi người, khi ba chiếc rôn Royce ở giữa khởi động, chúng xe cũng nghiêm nhiên nghiêm túc thống nhất đội ngũ, hướng phía trước dần dần chạy tới. Hoàn cầu Tiểu Thanh mặc đồng phục màu đen, nhìn thời gian đã đến, cô trước một bước dẫn ba gã trợ lý nhanh chóng đi ra hoàn cầu đại đường, đứng ở cầu thang, nhìn tài xế đã đứng ở ngoài xe, xung quanh tất cả đều là vệ sĩ nghiêm mật bảo hộ, bọn họ mỗi người cũng mặc âu phục màu đen, đeo tai nghe, đứng ở xung quanh xe màu đen, cũng khẩn trương chờ đợi. Thời gian không nhiều, đường tiểu thư đi ra, trần tài xế, ngày sau đó trực tiếp đi Tây Hoàn Đại Đạo, không cần đến khách sạn Á Châu. Tiểu Thanh nhanh chóng phân phó. Tài xế tức khắc gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút khẩn trương hỏi kia. Đường tiểu thư lúc nào ra? Tiểu thanh nghe lời này, cũng có chút sốt ruột nhấc tay, nhìn kim đồng hồ chỉ 9 giờ, mới sốt ruột đường khả hình lúc nào mới có thể xuống. Lại nghe thấy một trận giày cao gót, cô trong nháy mắt kích động xoay người, nhìn về phía người tới. Huy hoàng đại đường, dường như dâng lên một bó đỏ hồng sắc hỏa diễm, chậm rãi quét tới một phiêu giật thân ảnh. Đường khả hình mặc Prada đỏ hồng váy dài, tóc buộc lên cao cao đuôi ngựa, không son phấn, dẫn dựa vụ bộ chúng chủ quản nhân viên nhao nhao cất bước ra, khi cô bước đi trên đôi giày thủy tinh cao gót, giống như bó đỏ hồng nhiệt liệt hỏa diễm phi phiêu, chiếc váy gợi cảm phiêu động trong gió, lộ ra bên trái trắng nõn gợi cảm chân dài. Cô dường như bị giao cho trùng sinh, mới tinh máu ở trong thân thể gấp tán loạn, khuôn mặt hoàn mỹ cũng trống rỗng thêm lên một manh ửng hồng, hai tròng mắt ôn nhu như sao của cô, kích động lóe ra, nhu động vô hạn tình ý, chỉ cần nhớ tới sau đó sắp sửa đi nghinh tiếp hai sinh mệnh quan trọng nhất, trên mặt của cô không khỏi bộc lộ nghẹn ngào kích động tươi cười. Tiểu thanh nhìn đường khả hình nhiều ngày rồi mới nở nụ cười hạnh phúc, cô cũng không khỏi cảm động cười. Đường khả hình váy dài nhẹ nhàng, từ từ cất bước ra đại đường cầu thang, nhìn tài xế tức khắc vì mình mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, cô ẩn nhẫn một hồi, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước mặt rượu vụ bộ tất cả quản lý cấp cao cùng thư ký và công nhân mọi người đều hướng cô tôn kính khom lưng, cung tiến của cô ly khai. Đường khả hình mỉm cười, cảm giác được thân thể của mình càng lúc càng kịch liệt, làm lòng của cô bang bang nhảy, loại này không thể tưởng tượng, không dám chờ mong hạnh phúc không biết hội phủ huynh nhưng mà tới. Hai tròng mắt ôn nhu của cô hơi lưu chuyển, trầm tư một chút, nhưng vẫn là từ từ cất bước đi xuống cầu thang, vệ sĩ theo sau hộ tống, cô dần dần ngồi vào xe, vốn là muốn nhã tuệ cùng đi, nhưng là bạn tốt lại không dám dính vào thời khắc long trọng như vậy, tình nguyện theo cha mẹ mình trước một bước đến tòa án chờ đợi. Nghĩ tới đây, mặt cô lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, cuối cùng phân phó tài xế nói, đi thôi. Tài xế ngồi điều khiển, nghe thấy đường khả hình phân phó, tức khắc gật gật đầu, lập tức nắm tay lái, nổ máy xe từ từ đi về phía trước. Đường khả hình ngồi ở sau xe, cảm giác chiếc xe kia chạy động, tim của mình cũng trở nên càng lúc càng kịch liệt, hai mắt run rẩy kích động quang mang, nặng thở phì phò, trong lòng thật sâu nghĩ. Ba, Hạo Nhiên, con tới đón mọi người đây. Câu này thật ôn nhu, Hảo có yêu nói, giống như gió ấm trong đêm đông, nhẹ bay hướng quang hoa đại địa. Tòa án 12 năm trước án phóng hỏa ở khách sạn Uy Tư Đinh, hôm nay một lần cuối cùng mở phiên tòa, hoàn cầu tối cao luật sư đoàn tổng cố vấn Mr. john cùng trên thế giới tinh anh nhất luật sư đoàn Thượng Đình, căn cứ vào chứng cứ mà lãnh mặc Hàn cùng Uyển Thanh cung cấp về sau hoàn, tác một lần cuối cùng đệ trình, mà vô số ký giả nhau nhau canh giữ ở trang nghiêm mà vắng vẻ tòa án, phùng máy ảnh khẩn trương chờ đợi, nói riêng, hôm nay kết quả phản án một lần cuối cùng, đúng lúc này, chiếc Rolls Royce chậm rãi lái tới. Mà hoàn cầu vô số màu đen xe con, cũng nhau nhau chạy đến, theo tưởng trang người hai nhà đi ra khỏi xe, bọn họ cũng nhau nhau mặt bộc lộ trang nghiêm thần tình cất bước xuống xe, dường như minh mông cuồn cuộn quân đội B, thập phần chỉnh tề đứng ở bên cạnh, chờ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi hai người mẹ, đồng thời khẩn trương cùng sốt ruột đứng chung một chỗ, nhao nhao tê nhìn về phía thủ vệ kia nghiêm ngặt tòa án, lúc này còn là quan trọng cửa lớn, không có lộ ra đến một điểm tiếng gió, các bà sợ đến có chút sắc mặt tái nhợt, mà tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ, còn có tưởng thiên lỗi có vẻ tương đối bình tĩnh, hai chồng mắt lóe ra kịch liệt quang mang, nhìn về phía trước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói ý kiến, mà hoàn cầu đồng sự cùng Vitus, cũng có vẻ mấy phần nghiêm túc trầm mặc đứng ở một bên chờ đợi. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen chậm rãi chạy đến. Đường khả Hinh nhanh chóng đi bộ xuống xe, theo mọi người kích động nhìn kỹ, chính cô cũng mặt bộc lộ kia kích động nghẹn ngào bộ dáng, nhanh chóng bước tiến đến đám người đông nghịt. Tất cả mọi người biết chân tướng 12 năm trước, đều biết đường khả Hinh là con gái của đệ tam chủ tịch Hoàn Cầu, tức khác nhau nhau tôn kính nhường đường. Tưởng vĩ quốc cùng Diệp Mạn Nghi, Trang Tĩnh Vũ, nhau nhau kích động nhìn về phía đường khả Hinh tưởng thiên lỗi cũng xoay người, nhìn về phía đường khả hình hôm nay Mỹ diễm như hỏa diễm, nhiễm nhiễm đi tới, mặt anh cũng bộc lộ an ủi cùng đau lòng tươi cười. Đường khả hình đầu tiên là trầm mặc đối các tôn kính trưởng bối gật gật đầu, sau mới theo bí thư trưởng, đứng ở giữa hai vị chủ tịch, thật khẩn trương mà kích động đi phía trước. Mọi người cũng trong nháy mắt kích động khẩn trương nhìn về phía trước. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắp tới 10 giờ, không bao lâu, đồng hồ báo thức lại từ từ trượt, rốt cuộc ở kim đồng hồ đáp chính 12 giờ, 12 năm trước phóng hỏa án trung thẩm kết thúc, vô số bồ câu trắng mang theo hy vọng triển khai cánh hướng bầu trời xanh thẳm bay đi. Luật sư đoàn sớm truyền tin tức ra, đường Chí Long tuy 12 năm trước làm bộ lời chứng, lại hàm oan lồng giam 12 năm, tòa án trung thẩm kết quả, thả ra. Mà Trang Hạo Nhiên ở phóng hỏa án trung tuy có khuyết điểm hành vi, lại không cấu thành đối phóng hỏa án liên đối cùng quan hệ trực tiếp, trung thẩm kết quả cũng thả ra. Mọi người ngoài tòa án, nghe thấy tin tức này, nhao nhao nhảy nhót hài lòng kêu lên, ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi khóc tại chỗ, đường khả hình đứng giữa đám người phấn chấn hài lòng, cũng hai tròng mắt rưng rưng cười, cô khuynh khắc hai tay run rẩy nắm chặt, so với mọi người đi nhiều một bước, như vậy cấp thiết nhìn về phía cửa lớn tòa án. Phanh cửa lớn tòa án trong nháy mắt mở, chúng ký giả tức khắc phấn khởi phong dũng tới, tịnh kỳ cùng Phương Di lại dẫn vô số đặc công, đẩy đẩy ra mọi người, nhượng ra nối thẳng tòa án với cửa lớn một con đường đường khả hình thức khác mở to mắt lý tú dung lưu trí đức và nhã tuệ kích động nhìn không bao lâu thời gian dần trôi qua một tiếng bước chân tràn đầy sinh mệnh và có tiết tấu truyền ra mọi người muôn vàn chờ mong nhìn sốt cuộc thời gian dường như dừng lại trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen lẫm lẫm phong độ thân ảnh hiển hiện ra trên mặt anh run dày kích động mà cảm động tươi cười hai tay nâng đường trí long mặc âu phục đen, kèm theo lão nhân ra hơi khom thân thể, từ từ cất bước ra khỏi cửa lớn tòa án, trung ký giả lóe ra dưới ánh đèn, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tòa án rộng lớn. Đường khả hình đứng ở trong đám người, nhìn về phía sinh mệnh quan trọng nhất hai nam nhân đồng thời tự do xuất hiện ở trước mặt của mình, hai trong mắt của cô cấp tốc tràn đầy kích động nước mắt, cảm giác mình sinh mệnh máu từng đợt sôi trào vui sướng, hạnh phúc cảm ngăn ở nơi cổ họng, thiên ngôn vạn ngữ theo nghẹn ngào tươi cười tác hóa thiên thiên vạn vạn sông dũng sóng biển, tràn đầy. Đường chủ tịch, trang tổng tài, hoàn cầu đồng sự cục sở hữu thành viên, kể cả hoàn cầu cán bộ cấp cao, trong một khắc thần thánh, nhao nhao tôn kính không người hạ lễ, kích động kêu, hoan nghênh trở lại hoàn cầu. Đường trí long cả người vẫn như cũ run run vui vẻ đứng ở bên người trang hạo nhiên, nhìn thấy như vậy khiếp sợ mà cảm động một màn, hai tròng mắt ông cấp tốc tràn đầy nước mắt, nói không nên lời. Tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ, kể cả tưởng thiên lỗi, nhìn về phía ông, đều nhao nhao tôn kính cười. Trang hạo nhiên hai tay vẫn như cũ chăm chú nâng đường trí long, ngẩng đầu, nhìn về phía một màn này, hai tròng mắt anh cũng tràn đầy lệ quang cười. Đường khả hình lúc này, trong thời khắc kích động cả trời đất, nước mắt cô trong nháy mắt chảy xuống, không cách nào ức chế, mặt bộc lộ nước nở tươi cười, đón trận gió xuân ấm áp này, kích động chạy như bay về phía trước, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, tùy ý nước mắt rơi là tả trên không chung, cô lại tại đây vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cất bước đến trước mặt sinh mệnh quan trọng nhất hai nam nhân trước mặt, trầm thở gấp kích động khí, trừng lớn hai mắt đẫm lệ, vẫn như cũ thật sâu mà không tin tưởng nhìn về phía bọn họ. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Trí Long cũng đồng thời kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt cấp tốc rưng rưng. Thế gian vạn vật, tất cả tất cả tất cả đều tĩnh lặng xuống, dường như thượng đế cũng cảm động nhìn một màn này. Đường Khả Hinh đón càng lúc càng nghiêm nghị xoay tròn sức gió, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, thi triển tư thái đẹp nhất của sinh mệnh cô, lại thật sâu nhìn về phía hai nam nhân, cô đầu tiên là đè nén kích động cảm xúc, dương dương hai tròng mắt đầu tiên là nhìn cha của mình, lại chậm rãi quay đầu, thâm tình nhìn về phía trang hạo nhiên, hai tròng mắt cuối cùng run rẩy chảy xuống lệ quang, như vậy như vậy kích động nghẹn ngào trước nhìn về phía bọn họ, nước nở gọi ba, hạo nhiên, con rốt cuộc đợi được hai người ra. Cảm tạ trời đất, hai người con yêu nhất. Cô nói cho hết lời, cũng nhịn không được nữa vươn tay nặng kéo hai cái thân thể của nam nhân kiềm chế mười mấy năm qua bi thương rốt cuộc một lần vỡ bờ tràn ra kích động rơi lệ hạnh phúc khóc kêu lên trời ạ à, không phải con đang nằm mơ chứ con cư nhiên có thể đồng thời ôm cả hai người cái trời ạ à, cảm ơn ông trời cảm ơn thượng đế cảm tạ quá khứ gian khổ cảm tạ quá khứ đau thương cảm tạ vận mệnh đã ban tặng cho con sinh mệnh tốt đẹp nhất trang hạo nhiên cùng đường trí long đồng thời ôm đường khả hinh cũng trong nháy mắt rơi lệ, nhưng vẫn là kích động cười. Này tất cả, tất cả ngôn ngữ đều đem tái nhật, tất cả hạnh phúc, đều đem bạc nhược, bởi vì so với trả giá, so với trải qua, so với tất cả tất cả, giờ khắc này, xác thực kinh ngạc nhất thế giới. Từng trận tiếng khóc, cũng như phong nhi, như điệp nhi, như hoa nhi. Như vậy như vậy tuyệt đẹp, người hai nhà trang tưởng, mọi người ở hoàn cầu, cùng người họ yêu quý, đều nhao nhao kích động rơi lệ cười chương 1263, đại kết cục 3 chặt đứt. Hoàng hôn, tập đoàn Hoàn Cầu nghênh đón thời khắc cường thịnh vui mừng trước nay chưa từng có. Theo Trang Hạo Nhiên trở lại nhận chức Tổng Giám đốc Hoàn Cầu Thị trường chứng khoán dường như leo thang, tất cả nhân viên đều kiêu ngạo tự hào dối giết nhảy nhót chúc mừng, mà khách sạn Á Châu lúc này cờ xí cũng nhẹ nhàng phất phới bay đón chào ánh hoàng hôn nhiệt liệt. Tưởng thiên lỗi tối nay sẽ thập phần bận rộn, Trước tiên ở Thúy Trúc Hiên tổ chức Yến hội Kiều Cung Đình Trung Quốc tiếp đái đường Trí Long cùng ba vị chủ tịch và các khách quý hiển hách khác. Các đầu bếp cao cấp nhất toàn Trung Quốc đã lâm thời đợi mệnh, quản lý và nhân viên tạp vụ cũng từ từ xuất hiện ở Thúy Trúc Hiên. Hoàng hôn dần xuống đèn lồng bắt đầu phát ra đủ loại màu sắc xanh biếc, đỏ hồng, vàng óng. Phòng Yến hội Cung Đình Thúy Trúc Hiên có thể so với quy cách cuộc Yến. Du Long Trường Đình cột đình chạm khắc rồng uốn lượn, hai bên cạnh pho tượng lưu ly phát ra thất thải quang mang kỳ lệ mộng ảo giống như giọt mưa thủy tinh, đón từng hạt mưa bụi dần dần rơi xuống mà có vẻ càng thêm mơ màng dao động. Du Long Trường Đình mông lung có thể thấy bản ăn tử đàn hiện ra khí thế thập phần xa xỉ tôn vinh. Trần quản lý Thúy Trúc Hiên thì trước sau bận rộn phân phó nhân viên tạp vụ đem đệm ghế theo phi long vàng cẩn thận từng ly từng tí bẩy lên mỗi ghế ăn. 12 cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu xanh, tóc búi tao nhã các cô chính là những điều trà sư cao cấp nhất Trung Quốc. Tiệc mừng ngày hôm nay tình nguyện mang tư thái nhân viên tạp vụ đủ ôn nhu đứng tại cửa sổ sát đất phòng quốc yến xa hoa vươn ngón tay ngọc thon dài cẩn thận từng ly từng tí kéo mở lớp màn cửa thứ nhất màu tím tơ tằm, rồi lại kéo mở lớp màn cửa thứ hai màu tím sập, lớp màn cửa còn lại giống như làn mưa bụi mông lung, vân ảnh thường, thường ý nói y phục, xiêm áo thời xưa. Vân ảnh thường, này là sản phẩm kinh điển thuộc tô hàng 12 phường tơ lụa dùng mẫu đơn, hoa mai, hoa sen cùng 12 quốc hoa kinh biển áp nước nhuộm màu mà thành, tỏa sáng tự nhiên mà hương khí tôn quý, nhất là đem dán lên trên cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn sang giống như đám mây ban sơ chân trời cũng phiêu nhiên mộng ảo nổi bật như xiêm váy thời cổ, cho nên được gọi là vân ảnh thường. Du Long phía xa xa dần dần truyền đến tiếng cười nói nho nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi mặc Âu phục đen dẫn theo tổng giám đốc Hoắc Minh cùng chúng quản lý biểu tình bộc lộ thập phần cẩn thận nghiêm túc, vài bước đi lại thập phần cẩn thận quan sát điêu khắc du long trường đình. Tay anh khẽ đặt lên ngọc sư tử chấn thủ tại cửa sổ hình vòm màn bằng lụa mỏng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mảnh mưa phùn kéo dài, hoa viên với đủ loại hoa rực rỡ dưới ánh đèn chiết xả càng hiển lộ nồng đậm mật ý, mà cái cầu nhỏ nước chảy kia sen tàn lá rụng lại lật chuyển sang một cảnh trí khác. Tối nay là ngày đầu tiên đường trí long ra tù đáp ứng tưởng trang hai vị chủ tịch mời đến khách sạn Á Châu dùng cơm. Đối với vị từng làm bạn tưởng lão tổng oai phong một gói, Nhân vật vì Hoàn Cầu làm ra vô tận cống hiến, tưởng thiên lỗi thật sâu tôn kính, lão nhân gia ông đã từng lưu lại vô số chế độ khiến vạn vạn người Hoàn Cầu được lợi, còn có ánh mắt độc đáo và lợi hại của ông vì Hoàn Cầu quyển hạ vô số thổ địa hiện giờ đều là mảnh đất đáng giá hoàng kim nhất toàn thành. Vì tương lai phát triển của Hoàn Cầu quả thật đã cất chữ tài chính hùng hậu phòng bị. Cho nên tưởng thiên lỗi là người lãnh đạo đời thứ ba hoàn cầu minh đón một nhân vật như đường Chí long anh ôm chặt ông với tư thái vãn bối có mấy phần khẩn trương hy vọng sau khi tụ hội lại có thể được lão nhân ra ông chỉ điểm một hai thời gian tới gần 7 giờ các nhân vật nổi tiếng thương giới đã lục tục đến trần mạn hồng dẫn chúng quản lý cũng cấp tốc chạy tới thúy trúc hiên thời khắc khẩn trương phụ trách công tác chuẩn bị yến hội bởi vì khách tối nay đều là người thập phần hiển hách trước không nói có tổng thống và tiểu thư thiếu gia tô gia còn có trương ủy viên và các quan lớn từng giao hảo với đường Trí Long đều sau đó nhao nhao tới. Hoác Minh khẩn trương trên chán đổ mồ hôi tùy thời ở phía sau nghe phân phó của tưởng thiên lỗi còn phải chỉ huy phía dưới làm việc. Đặc công càng ngày càng nhiều, máy bay trực thăng lại lần nữa ủ ủ nặng nề xoay quanh bầu trời. Theo màn đêm buông xuống càng ngày càng nhiều khách quý từ từ đi vào Thúy Trúc Hiên. Trần Mạn Hồng khẩn trương dẫn mấy trưởng phòng và nhân viên tạp vụ xem lướt qua các phòng VIP nghỉ ngơi một lần cuối cùng những ấm đèn lưu ly li, đệm hoàng kim đến không hết hay danh trả giá trị mấy chục vạn cô lại vào lúc này xoay người khẩn trương nhìn về phía phó quản lý nói các anh phải nhớ rõ phòng nghỉ ngơi căn cứ khách quý bất đồng mà bố trí mặc dù cũng na ná như nhau chỉ là nhất định phải nhớ phòng nghỉ ngơi của trương ủy viên và tổng thống nhất định phải sạch sẽ bọn họ đều thích uống bích loa xuân bình thường ngắt lấy trà tâm là được rồi trương ủy viên từ trước đến nay không thích người xa xỉ lãng phí vâng trung cấp dưới nhất trí tôn kính gật đầu. Trần Mạn Hồng lại nhanh chóng dẫn mọi người tuần tra từng phòng nghỉ ngơi. Tưởng thiên lỗi thì giữa chúng khách quý hiển hách mỉm cười chu toàn. Vì Trang Hạo Nhiên hôm nay mới ra tù liền lập tức phục chức trở lại Hoàn Á được mời dự hai hội nghị thập phần quan trọng thế giới, sau đó lại cùng Diệp Mạn Nghi, ân Nguyệt Dung đến Hoàng Pháp tự tạ thần, mà Tuyết Nhi và Trang Ngải Lâm cũng cùng nhau đi trước. Chủ trì hôm nay cũng tự mình khoác cà sa dẫn chúng tăng vì Trang Hạo Nhiên phất nước thánh, gia trì Phật quang, đủ loại lễ tiết, bận bận rộn rộn đến hoàng hôn 6 giờ anh mới vội vội vàng vàng trở lại khách sạn Á Châu liền lập tức nghe Tiêu Đồng nói nhiều nhân vật trọng yếu từng giao hảo với anh sẽ tham dự tiệc tối nay tại Thúy Trúc Hiên. Anh trước trầm mặc nghe vừa nhanh chóng đi vào trong gật gật đầu. Tất cả đều bận rộn như vậy giống như quá khứ chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, trừ bỏ mưa phùn lất phất vẫn như cú ôn nhu bay múa động lòng người. Nhà trọ màu trắng. Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng thấp cổ chữ V bím tóc tết sơ ngồi trước gương trang điểm xa hoa, váy tơ tầm rũ xuống có vẻ phiêu giật. Nhà tạo mẫu tóc cẩn thận từng ly từng tí uốn tóc mái cô cong lệnh sang một bên khuôn mặt thoạt nhìn càng hoàn mỹ động lòng người. Đường khả hình liền như vậy ôn nhu mộng ảo mở mắt nhìn về phía mình trong gương, trang dung tinh xảo, đôi mắt long lanh nước, sống mũi cao không biết vì sao vào giờ khác này có vẻ có chút khẩn trương. Thi ngữ vào lúc này mặt bộc lộ mỉm cười xoay người lấy ra một hộp màu lam đậm từ tủ sắt nhẹ mở bên trong là chọn bộ trang sức chân châu vô giá. Cô vừa cẩn thận nâng qua vừa mỉm cười nói, mặc dù kim cương quý báu thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đường tiểu thư mang chân châu là đẹp nhất. Luôn cảm thấy từng khỏa chân châu mượt mà tuyết trắng cùng đường tiểu thư ôn nhu thuần khiết phối hợp hết sức hoàn mỹ. Đường khả hình nghe thi ngữ nói mặt không nhịn được liền ôn nhu ngượng ngùng cười cười. Nhã tuệ lại vào lúc này khó có được hưu nhàn một thân quần áo ở nhà màu hồng phấn, mới vừa cắt một kiểu tóc ngắn xinh đẹp tươi cười tựa trước cửa phòng, cố ý nhìn đường khả hinh hơi bộc lộ thần sắc trá dị nói, trang phu nhân. Ngài hôm nay thế nào có thời gian qua đây ngoạn, ngài không phải ở trong nhà tổng giám đốc trang sao, thật vất vả, thiên trông trông, vạn trông trông tổng giám đốc trang đã trở về, sao vậy? Sao giờ lại ôm gối trở về? Đường khả hình mặt một phen đỏ bừng có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn về phía nhã tuệ trong gương đang đắc ý đùa cợt mình. Cô đầu tiên là tùy ý để thi ngữ đeo vòng cổ chân châu cho mình, tay không nhịn được vuốt phe chân châu mượt mà khẽ cắn môi dưới mặt bộc lộ biểu tình ủy khuất nhớ lại hôm nay mọi người mới đưa trang hạo nhiên về nhà anh liền giống như đại nhân vật, một hồi bị gọi tới hoàn á họp, một hồi lại bị người nhà kêu đến chùa miếu tạ thần. Trước trước sau sau bận tối mày tối mặt, chính mình đứng ở trong đám người ngược lại lại giống như người vô sự, Nghĩ đi nghĩ lại cô tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng ôm gối đầu mình thường dùng một mình về nhà rồi. Phốc, Nhã Tuệ nhớ tới xế chiều hôm nay, lúc mở cửa phòng khách mặt liền bộc lộ biểu tình quái dị nhìn Đường Khả Hinh mặc váy dài đỏ hồng cao quý ôm cái gối màu lam vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ biểu tình kỳ quái đứng trước cửa cô liền không nhịn được che miệng cười. Lạp Lạp và Tiên Nhi đều không nhịn được che miệng cười rộ lên. Đường khả hình bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía gương trang điểm thấy nhã tuệ cùng đám người lạp lạp tiên nhi cười đến đắc ý như vậy, mặt cô càng trở nên đỏ hơn. Chỉ tách trang hạo nhiên hơn 10 ngày mà cô thậm chí có loại nhân sinh giống như cảm giác mới quen, đối người này tất cả mị lực, xuất khí sản sinh một loại cảm giác chờ mong dị thường. Nghĩ tới đây, tim cô liền đập mạnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía các cô xấu hổ nói, được rồi. Không cần cười, em, em, em trở về, em, làm sao không biết xấu hổ mà ngủ ở đó ba mẹ cũng dám gọi rồi lại vẫn xấu hổ không dám ngủ lại nhã tuệ nhịn không được lại cười đùa cô đường khả hình lập tức mở to mắt làm bộ một bộ biểu tình hung tợn cố ý nhìn nhã tuệ đang nhịn cười mặt vẫn còn mắc cỡ đỏ bừng nói được rồi không cần cười em nữa người ta hôm nay xấu hổ muốn chết lại không biết nên làm thế nào mới tốt nếu để trang hạo nhiên biết em ôm gối đến nhà anh ấy ngủ mặt mũi mất hết rồi em còn biết mất mặt nhã tuệ mỉm cười đi tới nhận lấy nhẫn chân châu tiên nhi đưa tới tự mình đeo lên ngón trỏ cho cô cười nói dù gì cũng là người đã kết hôn sợ cái gì quang minh chính đại là phu nhân tổng giám đốc nhã tuệ đường khả hình thoáng cái nện xuống lược ngọc nhất thời sinh khí kêu lên lại phát hiện lược ngọc bị chính mình đập thành hai nửa cô mở to mắt nhìn chiếc lược sợ đến mức trái tim lập tức nhảy lên thi ngữ cùng mọi người nhìn cái chiếc lược gãy lập tức cũng sợ đến không dám nói chuyện chỉ có lạp lạp ngây thơ khẩn trương kêu lên trời ạ à, lược bị gãy đây không phải là muốn lạp lạp thi ngữ lập tức ngăn lạp lạp mặt bộc lộ biểu tình nghiêm khắc khẩn trương nói cô không có việc gì thì không nên nói loạn một người trẻ tuổi như cô thì biết cái gì lạp lạp nghe lời này lập tức sợ đến mặt đỏ bừng không dám nói chuyện đường khả hinh lại không để ý mọi người chỉ là chậm rãi cúi người nhặt chiếc lược gã lên. Vì từng trải qua vô số kiếp nạn cho nên lúc này đối mặt với một ít ngoài ý muốn nho nhỏ lòng cô không nhịn được căng thẳng. Sợ đến mức sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 1264, đại kết cục 4. Màn đêm buông xuống, toàn thành phố mới lên đèn rực rỡ, các ánh đèn màu sắc hoa lệ, mơ hồ ở giữa mưa bụi khoái trá nhấp nháy lấp lánh, số lượng màu đen xe con hình thành tia sáng lủi thẳng tại giao thông trọng yếu của thành phố cuối cùng chậm rãi chạy về phía tiểu khu anh Đào Tiểu, dẫn đầu là xe Rolls-Royce phiên bản 2014, lóe ra ánh sáng quý tộc, chậm rãi chạy dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, dần dần lái vào tiểu khu, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước ngôi nhà nhỏ màu trắng. Cửa xe mở ra, nam tài xế mặc chế phục màu trắng tuổi chừng 30, giống như quân nhân, cử chỉ thập phần có lễ cất bước đi ra khỏi xe Rolls-Royce, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ màu trắng trước mặt, bên trong phòng khách cửa sổ sát đất vẫn như cũ lóe ra ánh đèn thần bí mà mê người, anh tức khắc trầm mặc không nói được lời nào đứng ở cạnh cửa xe chỗ ngồi phía sau, chờ đợi. Hơn người vệ sĩ tức khắc bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, thập phần cẩn thận canh giữ ở mỗi góc hoa viên, cũng trầm mặc chờ đợi. Không có bao lâu, bên trong ngôi nhà nhỏ rốt cuộc truyền đến một trận tiếng cười cao hứng bừng bừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy lạp lạp cùng tiên nhi nghĩ đi tham gia yến hội, hiếu kỳ là cái gì cảnh mà nhiều quan lớn nguyên thủ tụ cùng một chỗ như vậy thì ngữ mặt tức khắc không lộ ra tiểu ý, muốn vươn tay nhiết mặt lạp lạp một chút, nói cô không biết xấu hổ, thế nhưng lại bị đường khả hình thoáng cái đem hai người bọn họ người kéo đến bên người, ngọt ngào cười nói cùng đi tham dự một chút náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, xa xa một chiếc xe SUV thập phần cá tính từ từ lái tới, trận ánh đèn cường liệt, dẫn tới các vệ sĩ đều nhao nhao ghé mắt, có chút cẩn thận từ từ đi bộ về phía trước, thâm trầm suy nghĩ, muốn vươn tay chắn chiếc xe SUV, chiếc xe SUV cũng thập phần hiểu dừng ở trước hoa viên, không đợi vệ sĩ tiến lên dò hỏi, song bào thai mặt đã bộc lộ mỉm cười đi xuống xe, hướng về mấy vệ sĩ trước mặt nhau nhau đưa ra thẻ căn cước chính mình. Vệ sĩ dẫn đầu nhìn thấy thẻ căn cước của song bào thai, thân phận quả thực là kinh người, liền tức khắc lui xuống, đối với các cô tôn kính gật gật đầu. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà liền mỉm cười một cái vừa định đi vào bên trong vườn. Ai biết lúc này, thì ngữ vừa vặn đẩy cánh cửa màu trắng ra, vẻ mặt tiếu ý đang muốn xoay người, cự tuyệt hai nha đầu lạp lạp cùng tiên nhi đi tham gia yến hội, ai biết vẫn bị nhã tuệ mặc váy cúp ngực màu lam cười chiêu chọc thúc cô cùng đi ra, nói cùng đi tham gia, như vậy còn có thể có nhiều người hầu hạ, thì ngữ nghe lời này, cô lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ không dám tham dự yến hội cao cấp như vậy. Chúng ta khó có được ngày thoải mái, cùng đi vui đùa một chút. Gần đây tôi vì chụp ảnh cưới, đã ăn cả rốt ba ngày. Nhã tuệ thực sự cảm thấy ngọt ngào, mặt bộc lộ rào rạt hạnh phúc không khỏi tiếu ý cùng khát vọng hai tay nâng thi ngữ cùng nhau đi ra ngoài vừa đi vừa nói tôi cảm thấy tôi có chút bị lừa tôi nghe lời phu nhân trang ăn cà rốt chẳng những không có thể giảm béo hơn nữa cảm thấy càng lúc càng giống con thỏ tôi không được tôi cảm thấy đói bụng tôi muốn ăn thứ gì đó mặc kệ thời gian chụp ảnh cưới có đẹp hay không thi ngữ nghe lời này không nhịn được cười rộ lên trong ngôi nhà nhỏ xuất hiện một trận bóng hình xinh đẹp Đường Khả Hinh mặc váy dài tuyết trắng cổ sâu chữ V, búi tóc yêu nhã kiểu Hàn, cổ đeo vòng chân châu, như vậy khuynh quốc khuynh thành tỏa sáng giống như tia sáng chói mắt của Viên Minh Châu, trang dung tinh xảo, hai tròng mắt thủy chung mộng ảo, hơi tươi cười ngóng nhìn mọi người, dường như có thể nhu ra vô hạn tình ý, nhất là đôi môi anh đào gợi cảm mê người khẽ mở, nói không hết e thẹn. Cô vừa nói vừa cười cất bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, một trận gió cuối thu thổi tới, giảm đi quấy nhiễu sương mù mông lung, càng nổi lên quấy nhiễu váy dài lụa mỏng của cô bé này, lập tức hiện ra đôi chân trắng nõn gợi cảm giấu ở dưới váy lụa mỏng, như ẩn như hiện. Thập phần mê người, đôi giày cao gót cũng lấp lánh chiếu theo, càng hiển danh viện khí chất tự tin. Tài xế trẻ tuổi lái Rolls Roy, hôm nay là ngày lần đầu tiên nhậm chức, trong lúc anh đợi chủ nhân có vẻ có mấy phần trầm mặc, thình lình nghe được một trận tiếng cười ngọt say lòng người, anh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, tức khắc nhìn thấy đường khả hình khuynh thành động lòng người như vậy, hai tròng mắt không khỏi chừng lớn, có chút ngây người. Đường tiểu thư, song bào thai nhìn thấy đường khả hình đi ra, tức khắc đi lên phía trước, mỉm cười gọi. Đường khả hình cùng nhã tuệ và mọi người chính là đang nói giỡn, nghe thấy có một thanh âm quen thuộc gọi mình, cô tức khắc nghi ngờ ngẩng đầu, đang nghĩ ngợi lúc này ai xuất hiện, vậy mà nhìn thấy song bào thai mặc y phục màu đen giống như quá khứ, tóc buộc lên đuôi ngựa cao cao hơi lộ ra tiếu ý đứng ở trước mặt của mình, cô lập tức kinh hỉ cũng đau lòng không khỏi cười rộ lên, hơi cao giọng gọi Tiểu Vi, Tiểu Hà. Các người thế nào lại tới đây? Tiểu Vi thân thể của cô không tốt, thế nào liền xuất viện? Hôm qua tôi đi thăm các cô, không phải đã nói với hai người phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Tiểu Vi cùng Tiểu Hà mặt bộc lộ tiếu ý cảm động nói cảm ơn đường Tiểu Thư. Lúc đó chúng tôi bảo hộ không chu toàn, để ngài mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều là của chúng tôi sơ sẩy không nên nói như vậy. Đường khả hình đi tới trước mặt song bào thai, tức khắc vươn tay nắm chặt cổ tay các cô, cảm kích cười nói, sau này. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi hy vọng các người trước có thể chiếu cố chính mình thật tốt. Tôi lúc đó biết tiểu vi chúng đau, tôi đau lòng ấy náy nuốn chết. Tiểu vi lúng túng cười, suy tư một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu, nhìn nói với đường khả hình, chúng tôi đêm nay qua đây. Là muốn cáo biệt với ngài. Đường khả hình mặt còn bộc lộ tiêu ý, lại nghe được câu này tức khắc không hiểu thương cảm ngóng nhìn hai người bọn họ có chút kiềm chế khẩn trương nói các người muốn đi nơi nào song bào thai lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình mặt bộc lộ tiêu ý xin lỗi nói chúng tôi vốn thuộc phủ thủ tướng ngày trước bởi vì tô thiếu ra cắt cử cho nên mới may mắn có thể cùng đường tiểu thư quen biết hiểu nhau một ít thời gian tuy bây giờ thủ tướng không còn đương chức nhưng là chúng tôi vẫn vâng mệnh quốc gia như cũ phụ trách bảo hộ thân nhân lão thủ tướng an toàn cho nên, sinh mệnh đường tiểu thư bây giờ đã được đảm bảo an toàn, chúng tôi phải trở về phủ thủ tướng, chấp hành nhiệm vụ mới. Đường khả hình nghe lời này, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là đau lòng cười, tỏ vẻ hiểu gật đầu nói tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi rất luyến tiếc các người, tương lai có cơ hội chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Dù sao phủ thủ tướng cách nơi này không xa, chúng tôi rảnh liền tới đây thăm ngài. Song bào thai tức khắc cười nói. Được, nhất định phải thường xuyên đến. Tôi cách mỗi một khoảng thời gian liền rất tưởng niệm các người. Đường Khả Hinh nói cho hết lời, lập tức xúc động vươn tay, nhẹ ôm lấy Tiểu Vi, như vậy mang theo một điểm đau lòng cùng ấy náy nói Tiểu Vi. Cảm ơn cô từng vì tôi như vậy trả giá, cả đời tôi vô cùng cảm kích. Tiểu Vi nghe lời này, chỉ đành cảm động cười. Đúng rồi, các người một lần nữa đã vâng mệnh với Lão Thủ tướng, tối hôm nay không phải muốn tới khách sạn Á Châu sao. Nhã tuệ đứng ở một bên, cũng rất cảm động nhìn, lại nghĩ đến cái gì, tức khắc hài lòng hỏi. Là, chúng tôi muốn tới khách sạn Á Châu, vừa vặn thủ tướng và tô thiếu ra cùng tiểu thư đều ở nơi đó. Xong bào thai cười rộ lên nói. Vậy cùng đi thôi, ngồi cùng một chiếc xe và cùng một cái bàn ăn cơm. Đường khả hình tức khắc kéo cánh tay xong bào thai, cười rộ lên nói. Ách, đêm nay chúng tôi cũng không dám cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Song bào thai nghe lời này, đều bị hù chết bởi vì các cô đều rất sợ trương ủy viên. Sợ cái gì, cùng nhau ăn cơm, đường khả hình hơi cường ngạnh kéo các cô cùng tiến lên xe, tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng lên xe, lạp lạp cùng tiên nhi cũng thừa dịp thi ngữ không lưu ý, cũng muốn nhanh chui vào trong xe, đi khách sạn Á Châu ăn ngon. Thúy Trúc Hiên khách sạn Á Châu Hội trường lưu ly li xa hoa thật sâu rừng ở giữa bóng đêm trúc xanh, thực sự giống như rồng bay phủ phục lùi đi, nhất là muôn tím nghìn hồng, giống như đèn lồng cổ bảo thạch, cùng hội trường rộng huyến lệ ngạc nhiên, màu sắc ánh sáng chập trần say lòng người, kéo dài rừng ở đường nhỏ ngọc sư tử, ánh đèn tuần hoàng kim làm nền, chính há mồm phun ra sàn thủy nguyên giống như vàng vô số sảnh vip khách quý xa hoa, bên trong tất cả đều ánh đèn xa hoa, những khách quý ấy đến từ các quốc gia thế giới, bao gồm quốc tịch Pháp, quốc tịch Anh, quốc tịch Mỹ, các cô đều nhao nhao tay cầm rượu sâm panh, nhìn ngắm không gian kiến trúc tươi đẹp kiểu Trung Quốc này, vừa nói vừa cười. Mà ban đầu các khách quý cũng khí phái xa hoa sau gần như kinh ngạc đến níu lưỡi với phòng yến hội cung đình, mặc dù cũng truyền đến tiếng cười khoái trá vui sướng, nhưng vẫn là nồng đậm phóng xuất ra một cỗ thập phần long trọng mà thâm trầm ý vị. Bình thường tân khách không có được đi vào, cũng chỉ là mỉm cười đứng ở du long trường long, nhìn cửu khúc 13 cong hồi khuếch, mở ra sảnh cửa lớn khách quý, nghe thanh âm một số người bên trong cao đàm khoát luật, nhìn như đều thập phần chờ mong tiệc tối sau đó. Trong đó, mỗi sảnh khách quý Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, còn có lãnh mặc hàn trên tay mỗi người nắm bài poker tùy tiện một phen cũng có thể thắng, vẻ mặt đều có biểu tình cổ quái quái chừng mắt nhìn Lâm Sở Nhai. Bá Phụ, Lâm Sở Nhai nằm vừa bệnh nặng khỏi hẳn lưu trí đức bên người, khuôn mặt bộc lộ tươi cười khoa trương như McDonald, anh đối nhạc phụ cha vợ đại nhân tương lai, rất kinh ngạc nói, trời ạ. À, hôm nay ngài chơi bài poker thực sự quá tốt, cho nên nói ngài người tốt có thiên tướng, ngài kiếp trước nhất định là thần bài chuyển thế A. Lời này nói xong, Tô Lạc Hoành được một trận buồn nôn cúi đầu phun. Lãnh Mạc Hàn là người mặt lạnh như thế, nhìn lâm sở nhai cái người không có tiền đồ kia, bắt mọi người bồi nhạc phụ đại nhân cậu ta chơi bài, ai biết được một cây cũng không để cho bọn họ ra, một buổi tối ai cũng thua hơn 10 vạn, vấn đề không phải tiền, đáng tiếc là tay chơi bài tốt. Muốn thật hiếu thuận như vậy, đưa tiền là được, còn cần gì phải đánh bài poker. Lưu Trí Đức nhìn mọi người một cái, ông có chút run run vui vẻ dơ lên bài poker trên tay mình cho Lâm Sở Nhai xem, 1K, đôi 8, 19, 17, đôi 10, đôi 6. Khuôn mặt có chút già nua bộc lộ biểu tình quái dị, mở to mắt, có vẻ hàm hậu thành thật hỏi, này cũng gọi là tốt. Ách, à, đối, bài trên tay này thực sự quá tốt, không tin cậu nhìn một chút, Lâm Sở Nhai tức khắc cười ha ha. Tô Lạc Hoành nghe lời này, con người của anh lập tức trừng lớn, nhìn bài poker trong tay 3K, 3G, Ba a, à, một đôi tiểu nhị. Mẹ nó, không biết kiếp này còn có thể hay không đêm nay có bài tốt như vậy. Nếu anh bỏ lỡ một phen này, anh ở trước mặt huynh đệ khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được. Nghĩ tới đây, hai mắt của anh muốn một trận biểu tình tàn bạo dù bất cứ giá nào. Tào Anh Kiệt cảm thấy biểu tình này quá đúng, liền cố ý nghĩ lại, tính toán dùng một điệu ngữ giật mình để tỉnh giấc người trong mộng nói, huynh đệ, trông vẻ mặt này của cậu, xem ra trên tay là cầm một bài tốt. Ra đi bất chấp tất cả, chỉ cần cậu ra, lão tử che chở cho cậu. Gặp chuyện không may, tôi tự động hiến thân. Tô Lạc Hoành tâm tình lập tức một trận xúc động phẫn nộ quay mặt sang, nhìn thẳng về phía tạo anh Kiệt hung hăng nói con mẹ nó cậu hiến thân cái giam a. Lần trước tôi thắng lão bà cậu một phen được ba vạn, cô ấy khóc một buổi tối, con mẹ nó cậu liền đánh tôi một buổi tối. Lão tử hiện tại tính rõ ràng, chỉ cần nam nhân kết hôn, con mẹ nó đều không đáng tin, lão tử muốn dựa vào chính mình nói lời này liền không có ý nghĩa. Hôm nay không phải lão bà của tôi thôi, Tào Anh Kiệt trực tiếp nhịn cười nói. Cậu cảm thấy lão tử sẽ là người bán huynh đệ sao? Lão tử vĩnh viễn cũng sẽ không bán huynh đệ, cũng vĩnh viễn sẽ không ra bán nhạc phụ của huynh đệ. Tô Lạc Hoành nói cho hết lời, anh chỉ là làm bộ một phen muốn chết, dành trước lưu trí đức một bước, trong nháy mắt tàn bạo mà đem 23 cây bài poker nện ở trên bàn, lưu trí đức bài còn chưa có buông, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Lạc Hoành nện một tay bài tốt ở trên bàn, ông lập tức mở to mắt, hàm hậu cười rộ lên nói, ô kìa, Tô Phó Tổng thật là một tay bài tốt ha. Tiền đêm nay, đều là của cậu. Tô Lạc Hoành lập tức mở to mắt, sợ đến sau lưng không khỏi thoát mồ hôi lạnh, một lúc sau anh mới lập tức bộc lộ bộ dáng thật là vô tội, nhìn về phía lâm sở nhai muốn lắc lắc đầu. Lâm sở nhai lại một trận sinh khí nện xuống cây bài poker, nhất thời mở to mắt, vẻ mặt tàn bạo, môi bất động hàm răng đánh canh cách nói, mẹ nó. Lão tử lỗ lực cả một buổi tối tất cả đều cho cậu phá. Đem tiểu kỳ kỳ cho tôi lấy ra. Tôi không phải cố ý, tô lạc hoành xả xong những lời này, tiền cũng không muốn, cả người vội vàng giống như cậu như vậy bỏ ra. Lâm sở nhai lập tức tàn bạo đuổi theo, ngay lúc tô lạc hoành muốn tìm địa phương chạy trốn, anh trong nháy mắt bổ nhào tới, thoáng cái nắm chắc đôi chân của người trước mặt, để cậu ta cũng nằm bò theo, không để ý tới ánh mắt của tân khách thật là muốn lôi cái tên khốn vào sảnh khách quý chuẩn bị lột da xẻo thịt cậu ta cứu mạng a à, cứu mạng a à, anh kiệt cậu nói không giữ lời tô lạc hoành ở trong nhà một trận nước nước nở nở kêu một bóng đen đi đến bác dịch mặc âu phục màu đen vừa theo phòng yến hội đi ra chuẩn bị ra xuyến khẩu khí nghe thấy tô lạc hoành ở bên trong ồn ào kêu anh một trận buồn chán bật cười muốn giống trang Hạo nhiên dưỡng vài người như thế a à anh vừa lắc đầu vừa chuẩn bị đi về phía trước, ai biết vừa định bước, liền nhìn thấy trước mặt có một bóng hình xinh đẹp đi tới, anh hơi giật mình. Trang ngải lâm mặc váy dài màu vàng, khó có được búi tóc kéo cao yêu nhã mà tinh xảo, tay cầm túi sexy UICC, đeo trang sức châu báu gần nghìn vạt, khuỷu tay khoác nhẹ vào tay một gã đàn ông quốc tịch Pháp đang đi vào, mặt cô lại bộc lộ biểu tình lạnh lùng cùng cường ngạnh, nhìn về phía bác dịch. Hai người liền trầm tĩnh như vậy nhìn nhau chương 1265, đại kết cục năm hứng thú. Mưa tí tách rơi xuống đất, đánh vào cành lá xanh đậm tí tí tách tách vang. Hội trường du long rộng lớn được ánh đèn lưu ly li làm nổi bật, mỹ lệ mộng ảo không chân thực như vậy. Bác dịch đơn độc đứng ở giữa hội trường rộng lớn, hai tròng mắt thâm thúy chăm chú rừng ở trước mặt trang ngải lâm, nhớ tới lúc mình biết được trang hạo nhiên gặp chuyện không may, chạy tới phòng tổng thống. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trang Ngải Lâm yếu đuối cùng thất thanh khóc giống như vậy, nước mắt khỏa khỏa giống như những viên kim cương lăn xuống, mặc dù vẫn luôn biết cô thương yêu em trai, lại không có nghĩ tới dạng yêu sâu tận xương tủy như vậy. Có lẽ mỗi người đều đánh giá thấp lực lượng tình yêu của mỗi người. Nghĩ tới đây, tâm đau như bị kim châm. Bác dịch nắm chặt nắm tay, dường như nắm chặt chính là một điểm mùa đông lạnh lẽo này, nội tâm luôn luôn trầm mặc, anh không bao giờ biểu đạt, lúc này đối mặt Trang Ngải Lâm cùng bạn nam bất phàm thần bí bên người kia, tim của anh mặc dù kiềm chế đau đớn, nhưng vẫn là cúi đầu không nói một câu. Trang Ngải Lâm cũng khôi phục tư thái nữ vương, lúc nhìn về phía bác dịch, như vậy trầm mặc biểu tình lãnh liếm phảng phất như người vô sự, giống như chỉ là ngóng nhìn một người xa lạ. Nam sĩ quốc tịch Pháp kia chiều cao ước chừng 1m90, mặc âu phục màu đen bên trong phối với áo sơ mi của cương tử quốc tịch Pháp, cổ áo mở ra, lộ ra bắp thịt màu lúa mạch, khuôn mặt đẹp trai mà quý tộc thần bí, hai tròng mắt màu lam thâm thúy, lúc dừng ở Trang Ngải Lâm, mang theo điểm biểu tình nghi hoặc, hỏi Tu Vát biên. Em có chỗ nào không khỏe sao? Ngoặc kép. Đây là cách thức câu hỏi tiêu chuẩn của bạn bè thập phần thân thiết. Bác dịch im lặng đứng ở một bên, anh là người tinh thông ngũ quốc ngữ, nhất là bởi vì quan hệ rượu nho, tiếng Pháp gần như là tiếng mẹ đẻ của anh, tự nhiên nghe ra câu hỏi thân mật như vậy, là đại biểu cho quan hệ thân mật thế nào, khuôn mặt anh sâu ngưng, hai tròng mắt run rẩy mấy phần đau đớn, thân thể lại tỏa ra khí tức yêu thương, nhưng vẫn là dần dần nắm chặt nắm tay, im lặng không lên tiếng. Trang ngải lâm nhàn nhạt dừng ở bộ dáng anh như vậy, lại im lặng không lên tiếng, chậm rãi nắm cánh tay bạn trai quốc tịch Pháp, từ từ cất bước đi về phía trước. Bác dịch cúi đầu, cảm giác bóng hình xinh đẹp đi qua che phủ thân hình của mình, tâm của anh trong nháy mắt bị nhéo chặt, cảm giác đau đến không nói ra lời. Anh lại nắm chặt tay ý nghĩ muốn nắm lấy cánh tay ngọc thon dài của nữ nhân kia, nhưng vẫn là chăm chú đẻ nén ý nghĩ nội tâm, Mang theo trận khí tức yêu thương gần như tuyệt vọng, tùy ý để thân ảnh càng ngày càng xa. Ngải Lâm bác dịch trong nháy mắt xoay người, sâu rừng ở bóng lưng tiêu hồn của nữ nhân trước mặt, cuối cùng tình không khỏi kêu lên. Trang Ngải Lâm đang kéo cánh tay bạn trai quốc tịch Pháp, nghe thấy thanh âm kêu to này, mặt vẫn biểu tình trầm lãnh như cũ, dường như không nghe thấy thanh âm kêu to như vậy, nhưng vẫn là dừng bước lại, chậm rãi xoay người, lạnh lùng ngưng nhìn người trước mặt bác dịch nhìn sâu về phía nữ nhân trước mặt, không hề bảo lưu thả ra yêu thương sâu đậm cùng lưu luyến của mình đối với cô, mặc dù tuyệt vọng, nhưng vẫn là hiện ra mấy phần chờ mong cùng khẩn trương, yếu ớt nói, đêm nay có thì giờ rảnh không? Chúng ta có thể hay không cùng trò chuyện một chút, ngay tại phòng tổng thống mà em đã từng chờ đợi anh, anh sẽ tự mình nấu nướng bữa tối cho em ăn. Trang Ngải Lâm nghe nói đến đây, ngưng nhìn bộ dáng khẩn trương chờ mong của nam nhân trước mặt, cô vẫn tiếp tục duy trì biểu tình nhàn nhạt, nhạt kia, lại nặng nề lạnh lùng mở miệng nói, "Không cần, anh không cần chờ tôi." "Càng không cần chờ đến trời sáng, tôi hiện tại liền cho anh đáp án, tôi sẽ không giống như quá khứ." Bác Dịch nghe lời này, tâm bỗng nhiên tê dần, nhìn sâu về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm là một nữ nhân luôn thẳng tính, sâu rừng ở bộ dáng tịch mịch này của bác Dịch, lại trực tiếp xoay người, tiếp tục kéo bạn trai quốc tịch Pháp của cô đi về phía trước hai tròng mắt bác dịch tức khắc tràn đầy lệ rừng ở thân ảnh việt mỹ của Trang Ngải Lâm, từ từ rời khỏi tầm mắt của mình, bộ dáng càng lúc càng. Tim của anh chợt vỡ vụn, tuyệt vọng gần như vô lực đứng ở một bên, mặt không kịp bộc lộ hối tiếc, biểu tình cười chế nhạo đau đớn. Một cánh cửa khác lặng lẽ mở ra. Tô Lạc Hoành mặc dù bị xé mở mấy cúc áo sơ mi trắng cùng dây lưng quần tây đen dài, y phục bất chỉnh như vậy, giống như đạo tặc yêu đương vụng trộm lặng lẽ thò đầu đẩy ra cánh cửa kia bỏ ra, trái nhìn bác dịch thần tình thất lạc tiểu tụy rời đi, phải nhìn trang ngải lâm tuyệt tình kéo nam nhân quốc tịch Pháp rời đi như vậy, mặt anh bộc lộ biểu tình khoa trương, chật chập nói, chơi ạ. À? Chị Trang thật là lãnh khốc tàn bạo Thân thể lâm sở nhai cũng thần thần bí bí lộ ra, vừa mặc âu phục đen, vừa nhìn hướng đối phân tả hữu người yêu kia, cũng không khỏi cảm thán nói, đúng vậy. Thật con mẹ nó lãnh khốc tàn bạo, thế nhưng tôi rõ ràng cảm giác được chị Trang còn thích bác dịch tiên sinh, Tương lai còn có thể hấp dẫn hay không a? À? Tôi cảm thấy không thể nào. Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm luyến tiếc, chậm rãi lắc lắc đầu. Hai người liền trốn thật sâu ở trong sảnh khách quý thở dài lắc đầu như vậy, hoàn toàn không có chú ý phía trước ba thân ảnh nhẹ nhàng đang đi tới. Tiêu Đồng mặc váy ngắn cúp ngược màu vàng nhạt lại lần nữa lộ ra dáng người gợi cảm của cô, tóc buộc lên đuôi ngựa cao cao, trái phải nâng nhã tuệ cùng trương thục giao vừa nói vừa cười đi về phía trước đến. Còn đang nói yến hội đêm nay nhất định rất nóng và náo nhiệt, ai biết lại nhìn thấy Lâm Sở nhai cùng Tô Lạc Hoành ở nơi đó lén lút, lén lút vội vội vàng vàng mặc y phục, Tô Lạc Hoành còn một bộ biểu tình phát điên, mặc vào dây lưng. Trương Thục giao thở dốc vì kinh ngạc, cả kinh mở to mắt, tay nhanh chóng che miệng lại, kêu lên trời ạ. Đây cũng quá, quá mở ra đi. Tiêu Đồng cùng Nhã Tuệ lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đi về phía hai người bọn họ kìm lòng không được khiếp sợ tuyệt vọng kêu lên này các người đang làm gì lâm sở nhai cùng tô lạc hoành vừa rồi còn ở vội vội vàng vàng mặc quần áo trong nháy mắt ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy nhã tuệ cùng tiêu đồng mặt hai người bộc lộ biểu tình khiếp sợ ngưng nhìn chính mình bọn họ tức khắc cũng sợ đến cấp hỏa hỏa đứng lên vừa cài cúc áo âu phục vừa lo lắng xua tay kêu lên không phải như các người nghĩ đâu chúng tôi không có làm gì đúng 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 Tô Lạc Hoành vội vàng nhìn tiêu đồng cấp hỏa hỏa nói, chuyện không liên quan đến tôi. Là sở nhai thoát hy phục của tôi, anh ta bắt nạt tôi. Nhã tuệ nghe lời này, khuynh khắc mở to mắt, trái tim phanh một trận hàn, như vậy kích động run rẩy nhìn về phía lâm sở nhai, tức giận kêu lên, anh. Không có gì, chỉ là đùa giỡn thôi. Lâm sở nhai thoáng cái cũng khẩn trương giải thích. Chật 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 chật, trương thục giao vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu, tràn đầy ghét bỏ nhìn hai nam nhân này, bất đắc dĩ nói các người thật là thật là ác tâm. Tại nơi công cộng cởi áo tháo thắt lưng, muốn thực sự hầu cấp như vậy, trước nên về nhà thôi. Đi đi, cô chính là cái người chỉ sợ không loạn, lâm sở nhai thoáng cái đem nhã tuệ ôm vào trong ngực, nhã tuệ lại ngại rất đáng ghét đẩy anh ra, tức giận thương tâm nói anh thực sự quá làm cho em thương tâm. Em vì anh chụp ảnh cưới, đều ăn hơn 10 ngày cả rốt. Anh và nam nhân cư nhiên ở đây làm loạn, em không để ý tới anh, Cô nói cho hết lời, người cũng đã tức giận xoay người đi về phía trước. "Ai ai ai, Nhã Tuệ chờ một chút." Lâm Sở Nhai vội vàng sốt ruột đuổi theo, thoáng cái nghĩ kìm chặt bả vai của cô nói, "Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân còn ở đây. Đừng phát giận ha. Anh còn biết ba mẹ em, anh tốt ý." Nhã Tuệ sinh khí một phen đẩy anh ra. "Thật là đùa giỡn thôi, anh vừa bồi nhạc phụ đại nhân chơi bài, chúng ta không cần làm loạn được không?" lâm sở nhai vội vàng đi an ủi lão bà tương lai tô lạc hoành một bên vừa đứng cài cúc áo âu phục một bên chật 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 lắc đầu nhìn về phía dáng vẻ khẩn trương kia của lâm sở nhai khinh bỉ nói trông người này hèn mọn như thế nhã tuệ đúng là không nên tha thứ cho anh ta tiêu đồng nghe lời này lập tức mở to mắt giống như nhìn cầm thú nhìn về phía nam nhân trước mặt không khỏi cười tô lạc hoành nghe thấy trận cười này tức khắc quay mặt sang Nhìn về phía ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ kia của Tiêu Đồng, chính mình cũng tức khắc khẩn trương kêu lên, "Ai, cô không nên dùng cái loại ánh mắt đó đến nhìn tôi." Tôi là một nam nhân bình thường, một nam nhân 100% bình thường. Tiêu Đồng vẻ mặt yên lặng nhìn về phía Tô Lạc Hoành, lại khinh bỉ cười nói, "Anh không thể nói như vậy." Mặc kệ nam nhân thích nữ nhân, còn là nam nhân thích nam nhân, đều rất bình thường. Anh một hồi thích nữ nhân, một hồi thích nam nhân, kia càng lợi hại, càng nguy hiểm ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tô lạc hoành á khẩu không trả lời được nhìn về phía tiêu đồng trương thục giao biết hai người này muốn cãi nhau cô đã đói bụng người đã đi nhanh lên phía trước muốn đi tìm lãnh mặc hàn cùng ăn tiêu đồng cũng không nhàn rỗi để ý tới tô lạc hoành cô tức khắc ngẩng mặt lên mềm mại mà yêu nhã đi về phía trước ai biết cô vừa mới đi được vài bước cánh tay trong nháy mắt bị người nắm chặt thân thể của mình liền khó lòng phòng bị bị nện ở cửa phòng nghỉ ngơi như vậy. Cô A à một tiếng, khẩn trương nhìn về phía nam nhân trước mặt, kêu lên, làm gì? Tìm đường chết phải không? Thân thể Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo tới gần tiêu đồng như vậy, giống như lưu sở hương nhìn về phía tiêu đồng, bộ dáng cơ hồ gần như uy hiếp, lượng mắt to nói ai, tiêu đồng. Nghe cô vừa nói chuyện như vậy, tôi xác thực hiếu kỳ một việc. Tiêu đồng bị Tô Lạc Hoành bước cho đến khung cửa, cô mở to mắt nghe những lời này, Tức Khắc ha một tiếng cười rộ lên nói, "Ôi, đây đúng là sự kiện mới mẻ nhất, tôi cho rằng trong đời Tô phó tổng anh chỉ hiếu thân thể kỳ nữ nhân, nguyên lai chuyện hoàn hảo là kỳ a." À. Tô Lạc Hoành nghe lời tràn đầy châm trọng này, mặt anh nguyên bản thật sâu nặng nề, đảo mắt giảo hoạt tiểu ý, tình không khỏi nói, "Còn là cô dạy tôi a. À. Tôi hiếu kỳ, chính là cô nói." Anh nói cho hết lời, người cũng đã bá đạo vô lại vươn tay, ôm chặt bên hông Tiêu Đồng bước được thân thể đầy đặn gợi cảm của cô kề sát thân thể của mình. Ngay lúc tiêu đồng mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, lúc này anh mới ái muội cúi đầu, nhìn cặp mắt to khẩn trương mê loạn của cô, mang theo điểm phấn khởi cùng cảm giác xấu xa nói, tôi và Lâm sở nhai mới đánh đố, nói gần đây cô gầy, tối đa chỉ có tam thập lục C, không có đến D. Anh, tiêu đồng vừa nghe lời này, mặt chợt biến đổi, tức khắc tức giận đến cắn chặt môi dưới, vung giày cao gót lên trọng trọng đạp vào chân tô lạc hành một chút, kêu to một tiếng nhìn bộ dáng buồn nôn của anh mấy người các anh đều là cầm thú ô kìa tô lạc hoành thoáng cái đau đến thẳng dậm chân vẻ mặt anh biểu tình vô tội nhìn tiêu đồng tức giận đi xa không khỏi oan uổng kêu lên cô lại nói tôi thích nam nhân tôi chỉ là muốn chứng minh cho cô xem thôi tôi chỉ có hứng thú đối với nữ nhân hơn nữa tôi đối với cô càng có hứng thú cô hẳn là không có đến tam thập lục đê đúng hay không đồ đáng chết tiêu đồng vừa tức giận đi về phía trước vừa tàn bạo quay đầu lại, kêu to lên, ở bên ngoài thật muốn đảo một cái hố đem anh chôn xuống. Không biết xấu hổ, cô nói cho hết lời, cũng đã nhanh chóng biến mất ở cuối hội trường. Tô Lạc Hoành giống như là người vô tội đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng tiêu đồng đi xa, anh phù một tiếng hảo có thâm ý không khỏi cười rộ lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 1266 tìm được Bữa tiệc sắp bắt đầu, Lãnh mặc hàn bình tĩnh ngồi trên bàn ăn ở trong phòng yến tiệc, nhìn mấy người lâm sở nhai, tô lạc hoành vẫn còn chưa thấy đến, chỉ có khách khứa lần lượt chậm rãi mỉm cười bước tới, chuẩn bị ngồi xuống. Mà hôm nay tâm tình trương thục giao tựa như hưng phấn dị thường, khuôn mặt cô lộ ra nụ cười dịu dàng bí ẩn, cứ thế vui vẻ bưng đến cả đĩa bánh mây trắng như tuyết, rất thùy mị rất có lễ phép bày ở trước mặt anh. Anh hạ thấp tầm mắt, nhìn đĩa bánh ngọt ngào như mây răng xuống, gọn gàng dứt khoát mờ mịt nói, tôi không thích ăn đồ ngọt nhất là bánh ngọt. Em biết, Trương Thục Giao mỉm cười, cứ thế sâu nặng, cứ thế yêu thương nhìn về phía lãnh mặc hàn. Khuôn mặt lãnh mặc hàn lạnh lùng lộ ra một chút kỳ dị, nhìn Trương Thục Giao, vậy cô bưng đến để làm gì? Khuôn mặt Trương Thục Giao lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra nhấc lên từ trong đĩa một miếng bánh mây, cứ thế dịu dàng đưa nó tới bên miệng lãnh mặc hàn, cặp mắt nhanh chóng nhấp nháy liên tục, rất vui vẻ tự hào nói, để anh đút cho em đó. Phụt, lãnh mặc hàn nghe xong những lời này con người lạnh lùng như tảng băng cũng không thể kìm nén được hơi bật cười bất đắc dĩ nhìn về cô gái này cô không có tay sao tại sao lại muốn tôi đút cho cô ngay lập tức trương thục giao cầm miếng bánh mây kia biểu cảm khoa trương nói anh không cảm thấy rằng đàn ông đút đàn bà ăn cái gì đó thì rất là hấp dẫn sao vẻ mặt lãnh mặc hàn lạng yên thật sâu cặp mắt hơi đảo suy nghĩ một chút về cái vấn đề này rồi nhìn trương thục giao nói bất kể chuyện này có phải hay không là một sự hấp dẫn, nhưng tại sao tôi phải đút cô ăn cái gì đó? Như vậy thì chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, có phải không? Trương Thục Giao phải thừa dịp lúc Tiểu Nhu đi pháp liều chết đào góc tường. Rốt cuộc vẻ mặt của lãnh mặc hàn đầy sự bất đắc dĩ, sau đó hơi bật cười nhìn về phía Trương Thục Giao, theo bản năng cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở cô gái này, Thục Giao. Trí nhớ của cô so với nhiều người thực sự là tốt nhất cô chắc hẳn không quên sự thật rằng tôi đã có bạn gái chứ em dĩ nhiên không có quên trương thục giao trực tiếp thu về miếng bánh mây kia nhất thời cực kỳ nghiêm túc nghiêm trọng nhìn lãnh mặc hàn khẩn trương nhanh chóng nói anh hãy suy nghĩ một chút đi chỉ là một miếng bánh ngọt mây như vậy anh liền không chịu nổi anh hiểu rằng người bạn gái đi học ở pháp chính là món tráng miệng anh có thể chịu được mỗi ngày ở nhà bày một đống bánh ngọt cùng món tráng miệng ngọt đến mức phát ngấy sao những thứ mùi vị kia rất có thể anh sẽ bị mùi hương đó làm cho chết ngạt mặc hàn giữa hai người thật sự không hợp nhau anh có biết không lãnh mặc hàn nhàn nhạt yên lặng lắng nghe những lời nói này tựa như cũng thật sự suy nghĩ một lúc lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía trương thục giao nói cô tài sản của hạo nhiên không có trăm triệu thì cũng có mấy tỷ đi anh ấy có nhiều tiền như vậy làm sao không đi bày ở nhà hả Trương Thục Giao nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía lãnh mặc Hàn, lãnh mặc Hàn không nhịn được bật cười đứng lên, đưa tay ra vỗ nhẹ bả vai Thục Giao một cái rồi nói: Nếu như tương lai cô ấy thật sự có thể trở thành bậc thầy về món tráng miệng thì nhiều lắm là tôi lại thay đổi khẩu vị là được. Thế nhưng bây giờ tôi còn chưa muốn đột một thay đổi khẩu vị, nhất là cô không thích hợp với tôi, hãy tìm người đàn ông thật tốt để kết hôn. Ngoan, nghe lời. Anh nói xong thì đã nhàn nhạt đi ra ngoài. Trương Thục Giao cầm miếng bánh mây, nhất thời tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng lãnh mặc hàn, gọi to, này. Anh đi đâu vậy? Tùy tiện đi ra ngoài một chút, lấy hơi, lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt, nhạt đi ra ngoài phòng yến tiệc, lộ ra vẻ mặt xa sầm đè nén thần bí. Anh nhớ tới hơn 10 ngày trước lúc điều tra vụ án của Hạo Nhiên, quả thật thật phải cảm ơn Tiểu Nhu đã cung cấp bức ảnh, để linh cảm khám phá vụ án của anh khẽ chuyển động, từ đó truy xét triệt để cặp mắt kia, trong thực tế có thể nếu không phải đường Khải Văn quá sốt ruột mà lộ diện, tự anh ta cùng em gái coi như phát hiện cặp mắt kia, cũng chưa chắc nhất định sẽ điều tra được trên người của anh ta. Có lẽ thật sự là lưới trời tuy thưa, tất cả đều là định mệnh, thượng đế an bài, để cho chân tướng trước thời hạn phơi bày ở trước mặt mọi người. Đến nỗi tương lai của đường Khải Văn, Trang hạo nhiên vì bảo vệ một nhà đường Trí Long và Khả Hinh, sau khi mở phiên tòa vụ án đường Khải Văn, anh ấy đã ra lệnh tất cả mọi người xung quanh nhất loạt không được nhắc tới chuyện này khát vọng đối mặt với khó khăn này để đi đến thời điểm một cuộc sống bình yên cho cha và con gái, mặc dù biết có một số việc định trước không có cách nào quá yên bình. Lãnh Mặc Hàn lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ hình vòng cung tao nhã của đình nghỉ chân hình rồng bay lượn, đôi mắt thâm thúy xa xôi ngắm nhìn vườn hoa trong mưa bụi tí tách rơi. Khắp nơi đình đài lầu gác, bạch hạc bay lượn trên đỉnh nóc, vô số sư tử ngọc thạch phun ra nước suối róc rách giống như vàng vậy ở đằng kia những chiếc đèn lồng cung đình ẩn núp trong mưa giữa các khoảng trống của hành lang ánh lên tia sáng chập trần hân hoan thực ra trong khoảng thời gian lúc hạo nhiên ở tù họ nghênh đón cơn mưa bất tận có thể khi đó trong lòng tất cả mọi người giống như nước mưa vậy ướt thường thượt gần như đến tuyệt vọng hôm nay gặp lại cơn mưa bụi này nó lại có thể làm tâm hồn con người cảm thấy dễ chịu tâm tình lãnh mặc hàn dần dần khoan khoái khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiếm hoi cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã qua anh đang chuẩn bị bước đi hướng về con rồng bay lượn phía trước đi đến để thưởng thức cảnh sắc lúc cuối thu này nhưng anh không khỏi phát hiện ra ở cửa hang trong rừng trúc vây quanh phía trước có một bóng người hơi di động lộ ra một chút bí ẩn cùng kỳ dị đôi mắt anh lóe sáng ngay lập tức hơi thở bình tĩnh vừa dõi theo bóng người hơi di động kia vừa hướng tới hành lang dài trống trải thông ra ngoài đi tới những bậc thang mưa vẫn như cũ rơi giả rích xuống mặt đất lãnh mặc hàn căn dặn người phục vụ đem cho mình một chiếc ô màu đen, nhàn nhạt dương ô lên, rồi chậm rãi bước dọc theo con đường đá cội hướng rừng trúc đi tới. Bóng dáng ở dưới bóng cây kia, tiếp tục từ từ nhàn nhạt chuyển động. Lãnh mặc hàn đón những cơn gió thổi càng ngày càng lớn, vẻ mặt tiếp tục xa sầm lạnh lùng, một mình chống chọi với chiếc ô. Cuối cùng anh đi tới cuối con đường lát đá cội, đến trước cây đại thụ trăm năm tuổi, nhàn nhạt và đau lòng cúi đầu xuống, nhìn về phía bóng dáng ướt nhèm nhẹp ở trong hang động tối tăm. Điệp y mặc váy dài màu tím, đang nặng nề yên lặng ngồi xổm ở trong hang động, tóc tai mặt mũi toàn bộ ướt nhèm nhẹp, bộ váy dài màu tím khô giáo kia cũng thường thượt rũ sợi trên mặt đất. Nhưng cô ấy dường như không có buồn phiền, mặc cho tóc mái trên trán rủ xuống nhỏ giọt, bản thân vẫn giống như thường ngày vậy, thật yên lặng cầm lên chai nước khử trùng, nhẹ nhàng đổ lên vết thương chưa lành trên bả vai bị thương, trực tiếp không sợ đau cứ như vậy đổ xuống. Lúc đó, khi đường Khải Văn đẩy Lưu Trí Đức xuống đường cao tốc, là Điệp Y đã tung người bay nhảy vọt ra, đỡ được thân thể của ông. Nhưng mà cơ thể cô cuối cùng như đèn cháy hết dầu vậy, trong giây phút mất mạng ở trên đường cao tốc kia, bả vai bị cột sắt dỉ xét bên trong đâm vào, rốt cuộc đau đến mức hứng trọn nước mưa răng đầy trời, ngửa mặt lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi đó, cuối cùng nhìn cô ấy lạnh lùng băng giá như vậy dường như hướng về thế giới con người, lặng lẽ rơi xuống một viên nước mắt. Trong thế giới của cô chỉ tồn tại một loại nhận thức, đó là bảo vệ hoàn toàn thật tốt trang Hạo Nhiên, bao gồm cả việc bảo vệ canh giữ chặt chẽ chân tướng sự thật của anh. Trong lòng Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên đau đớn, tay giữ chiếc ô màu đen, chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống, nhìn thật sâu về phía cô gái ướt thường thượt ở trong hang động sâu thẳm, giọng nói khàn khàn nặng nề cùng đau lòng gọi, "Điệp Y." Tay Điệp Y cầm chai nước khử trùng, mặc cho vết thương kia truyền đến âm thanh tiêu viêm lách tách, Cô hiếm khi lộ ra ngoài dáng vẻ lãnh đạm quỷ quái, cặp mắt mang theo một chút cảm giác nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chống giữ chiếc ô, sâu sắc nhìn về phía cô gái này, có lẽ rất nhiều rất nhiều người ở xung quanh cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của cô ấy. Cũng chính bản thân cô ấy cũng dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của mình, anh thở dài một hơi, lúc này mới mờ mịt hỏi, cô đang làm cái gì ở chỗ này? Điệp Y nhàn nhạt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, ngừng lại một chút rồi chậm chạp và trầm mặc thu hồi chai nước khử trùng nói, chủ nhân chốc nữa muốn đến tham dự yến tiệc. Lãnh mặc hàn lại tiếp tục đau lòng nhìn về phía điệp y, nhớ tới thời điểm lúc đầu thu nhận cô, cô đang ở trên sa mạc không một bóng người biên giới nước Mỹ, dùng hai tay ra sức đào bới những hạt cát khô khốc, rốt cuộc phát hiện ra chỗ cát ẩm ướt, ngay lập tức cô cúi mặt xuống hút lấy một chút ướt át. Cho tới bây giờ không có ai biết cô từ đâu tới, cũng cho tới bây giờ không có ai biết cô là người nước nào, chỉ biết rằng cha mẹ của cô bị bắn chết, nhưng bởi vì hai tròng mắt của cô màu tím nên bị mọi người vung gậy gộc đánh đập, rời bỏ rồi trôi giạt đến nước Mỹ. Cô gặp được lãnh mặc hàn, ngay cả lời không nói được, là anh đã dạy cho cô ngôn ngữ đầu tiên, là anh đã huấn luyện cô thành một cao thủ hàng đầu. Cô vĩnh viễn nhớ tới lãnh mặc hàn đã tự tay mua cho cô chiếc váy dài màu tím, cho nên cô vẫn liên tục mặc loại váy này. Mặc dù cô lạnh lùng băng giá không biết thế nào gọi là cảm xúc con người, thế nào gọi là yêu khi còn sống cô chỉ có một việc duy nhất đó chính là tiếp nhận mệnh lệnh phục tùng mệnh lệnh thế nhưng cho đến khi gặp được trang hạo nhiên điệp y tựa như đã biết mình bị lãnh mặc hàn nhìn thấu cô nhàn nhạt cúi đầu xuống từ túi trong váy rút ra vải gạc trắng như tuyết mặc cho tóc mái rủ xuống những giọt nước mưa nhưng cô vẫn trầm mặc băng bó kỹ vết thương trên lòng bàn tay đầy máu của mình đôi mắt lãnh mặc hàn không khỏi ánh lên nước mắt không người nào có thể hiểu được vì sao cô ấy lại cứ thế đi theo trang hạo nhiên cũng không có ai có thể hiểu được cô ấy cùng chủ nhân của mình vượt ra ngoài ranh giới của nhân loại về sự ăn ý cùng nghĩa tình. Tuy vậy nhưng thật sự không phóng đại rằng bạn có thể cảm giác được, cô ấy vì anh ta mà sống, vì anh ta mà chết, giây phút mất mạng ở đường cao tốc kia, đó là giọt nước mắt đầu tiên trong đời của cô ấy. Thật ra, quá khứ, thời điểm lãnh mặc hàn đã từng là thủ lĩnh sát thủ, trung quy chẳng qua đem cô trở thành một quân cờ. Lãnh mặc hàn nghĩ tới đây, không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, cố nén hai tròng mắt trào ra nước mắt nhớ lại ban đầu mình tàn nhẫn cùng vô tình giờ phút này hận không được bị dao cắt bị quất soi thật ra khi biết cô xác thực đi tới bên cạnh trang hạo nhiên mới có thể cảm nhận được một chút vượt ra ngoài sự ấm áp của cuộc sống vượt ra ngoài sự hiểu biết của tâm hồn anh chân chính cảm giác được bản thân mình trong quá khứ đúng là quá sức lạnh lùng mà không hiểu cảm nhận của mọi người điệp y tựa như cảm giác được người trước mặt đang bi thương chậm chạp dừng động tác trong tay lại hứng nước mưa giả dích chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn nặng nề chớp đôi mắt tràn đầy nước mắt thương tiếc, theo bản năng kiềm nén nội tâm chính mình đang áy náy cùng đau đớn. Anh chậm rãi đưa tay ra, rất dịu dàng cầm lên bàn tay bị thương của cô, vì tấm lòng của cô vừa cẩn thận từng ly từng tí quấn kỹ vải gạc, vừa mờ mịt nghĩ nên nói cái gì đó, nhưng vẫn là ẩn nhẫn ở cổ họng. Đối mặt với người con gái mà chính mình đã từng coi là một quân cờ, biết rằng cô ấy một mực đang đợi một câu nói của Trang Hạo Nhiên mặt anh co rúm biểu hiện sự thống khổ cùng áy náy đôi mắt không khỏi rơi xuống nước mắt đau lòng vừa quấn chặt vải gạc trên bàn tay cô vừa u uất mà nghẹn ngào nói điệp y thật xin lỗi điệp y nhàn nhạt nhìn về phía anh linh hồn tựa như chưa từng trải qua sự đời có thể hay là bởi vì những giọt nước mắt kia thế giới của cô có chút không thể giải thích được tuyến lệ dư thừa đôi mắt cô bắt trước dường như tràn ra nước mắt lãnh mặc hàn cũng không rõ đây là vì cái gì nhưng anh chỉ yên lặng ngồi xuống trước mặt ở cô gái này cúi đầu xuống cơ thể chợt co quắp rơi nước mắt có lẽ trang hạo nhiên đã từng nói với cô ấy câu nói kia chính mình chắc cũng phải nói với cô ấy có lẽ đây là bản thân mình một mực luôn muốn thực hiện lời hứa hẹn tất cả lời nói của anh toàn bộ tắc nghẹn ở nơi cổ họng chẳng qua là mặc cho nước mắt đau lòng từng viên từng viên trượt xuống có quá nhiều quá nhiều viên đạn đã xuyên qua cơ thể yếu đuối của cô gái này có quá nhiều quá nhiều đau đớn từng để cho cô sống không bằng chết, nhưng cô vẫn một mực đang chờ đợi lời hứa hẹn đó. Anh tiếp tục co quắp đau đớn rơi lệ như vậy. Điệp y cũng giống như trở lại ngày đầu tiên cùng anh học nói vậy, học hỏi anh. Cũng chậm chạp có rút rơi nước mắt. Đó là một đêm mông lung, cô ngủ rất không yên giấc, rất, rất không thoải mái. Nhưng trong nháy mắt khi cô mở mắt, cô tựa như thấy trước mặt một bầu trời xanh thẳm, còn có vô số con voi đang giống lên âm thanh vui vẻ, có thật là nhiều thật nhiều chim chóc bay qua rừng cây xanh tươi rậm rạp dòng sông chảy róc rách chảy tới dưới đáy của một gia đình không biết tên nơi đó có một cô bé bị nhốt chặt trong lồng sắt còn có một con chó sói tuyết làm bạn với cô bé cô bé muốn kêu gào đến lạc giọng nhưng lại nói không ra lời không bao lâu một người đàn ông cả người diện áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen rất dịu dàng ngồi xổm ở bên cạnh giường của cô bé trên mặt anh ta hiện lên nụ cười sáng lạng còn hơn cả ánh mặt trời nhất là cặp mắt như sao sáng kia có thể thiêu đốt sinh mạng con người. Anh ta thật sâu đưa mắt nhìn cô bé trên giường, thật ấm áp nói, điệp y. Cuối cùng có một ngày, anh sẽ mang em trở về nhà. Chúng ta cùng nhau hòa thuận thật tốt để tìm được đầu của chó sói tuyết. chương 1267, Đại kết cục 7 hiểu. Mưa bụi, tiếp tục phiêu phiêu quấn vòng quanh rừng trúc, Thúy Trúc Hiên giống như tiên cảnh, ở giữa ánh đèn mỹ lệ, lại truyền đến bầu không khí vui nhộn, kèm theo tiếng nhạc khí kiểu Trung Quốc cũng thập phần hoan hỉ khoái trá vang lên. Hơn 10 thiếu nữ mặc sườn xám màu đỏ, kéo cao búi tóc yêu nhã xinh đẹp, tay cầm khay vàng ròng, từng bước dọc theo rừng trúc xanh biếc, đi về phía hội trường Du Long, nơi cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy các bóng hình xinh đẹp mỹ lệ động lòng người. Phòng yến hội cung đình, các vệ sĩ và đặc công nghiêm túc mà long trọng trấn thủ khắp nơi, máy bay trực thăng vẫn xoay quanh trên bầu trời mưa bụi, thỉnh thoảng có thể thấy vân ảnh thường, song xa, lộ ra thân ảnh cao quý của Diệp Mạn Nghi, ân nguyệt dung tự mình ôm ấp tuyết nhi ngồi ở phòng yến hội chính. Mười mấy thiếu nữ mặc sườn xám, tay cầm khay vàng ròng, bắt đầu đi theo một đường, đến cuối cùng giống như cánh hoa nghênh hướng các cấp phòng yến hội khác, mà Trần Mạn Hồng cuối cùng dẫn theo ba nhân viên phục vụ nam, mặt bộc lộ nghiêm túc, tự mình đưa đến trước cửa phòng yến hội chính. Phương Di, Tịnh Kỳ, bao gồm quân khuyển dẫn đường giống như tướng quân uy vũ, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thức ăn, Trần Mạn Hồng cẩn thận đứng ở một bên chờ đợi, mà Hoác Minh Đờ An ở trong phòng yến hội bận trong bận ngoài, tưởng thiên lỗi tối nay lấy thân phận là chủ nhà, ở lúc yến hội mới bắt đầu lại rời đi trước, nhanh chóng trở lại tầng trệt khách sạn Á Châu, chuẩn bị thay y phục ra bữa tiệc yến hội. Đông Anh theo ở phía sau, nhanh chóng nói với tưởng thiên lỗi, tối hôm nay yến hội cung đình, cùng sở hữu 32 ghế VIP, mà các quốc gia vương tử cùng bạn tốt của Tổng Giám Đốc Trang, bởi vì muốn một ít kỵ tránh, cho nên ngồi vào vị trí, lưu hoa huyển. Khách sạn chúng ta nghiêm mật bảo toàn cùng cách âm thi thố. Tưởng thiên lỗi vừa bước nhanh đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa gật gật đầu, ngừng suy nghĩ một hồi, mới hỏi tổng giám đốc trang đâu. Lúc này, chắc hẳn là ngồi vào vị trí. Đông Anh vừa cùng tiêu đồng tính toán một chút thời gian, mới cẩn thận nói. Tưởng thiên lỗi gật gật đầu, liền muốn cất bước đi vào thang máy. Tổng giám đốc tưởng, một trận tiếng kêu ngọt ngào thanh thúy, tức khắc truyền đến. Tưởng thiên lỗi dừng bước lại, mặt bộc lộ biểu tình nghi hoặc, chậm rãi xoay người, cùng đông anh cùng nhau tò mò nhìn về phía giữa đại sảnh huy hoàng xa hoa, nhanh chóng đi tới một cô gái nhỏ nhắn tóc dài mặc váy ngắn vàng nhạt kết hợp cùng áo sơ mi trắng, chân đi giày cao gót màu trắng, mặt cô bộc lộ biểu tình nặng nề thở một hơi, tay cầm camera dơ lên rất khoái trá tươi cười, nhanh chóng đi tới tựa như nhìn thấy lão bằng hiếu. Tưởng thiên lỗi mắt một mị, ngưng nhìn cô gái trước mặt, dường như cảm thấy đã thấy qua ở đâu. Đông Anh đối với cô gái đó có ấn tượng, trực tiếp mềm giọng nói chính là cô gái ngày đó. Thời gian chúng ta tổ chức yên hội cung đình, giúp anh ngăn chặn ký giả. Cô gái không để cho Đông Anh nói hết lời, người đã nhanh chóng đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi, nhìn về phía anh hết sức kích động vui cười nói, tổng giám đốc tưởng. Ngài không còn nhớ tôi sao? Tôi là ký giả của nhật báo XX. Ngày trước tôi đã nghĩ muốn qua thăm hỏi ngài, nhưng ngài vẫn không có rảnh tôi ở chỗ này chờ ngài cực kỳ lâu tưởng thiên lỗi sắc mặt căng cứng hai tròng mắt lóe ra tia sáng lợi hại khẩu khí rõ ràng mang theo vài phần chất vấn nói vẫn chờ tôi đúng vẫn chờ ngài tôi đã thủ tại chỗ này hơn nửa tháng cô gái nhìn về phía tưởng thiên lỗi kích động cười rộ lên nói trời xanh a à. tối hôm nay rốt cuộc cũng để tôi đợi đến ngài tưởng thiên lỗi nghe lời này mặt lại hiển lộ mấy phần kinh ngạc cùng không thể tin tưởng Trực tiếp nhìn về phía cô gái nghiêm túc không vui nói, cô thân phận là một ký giả xa lạ, ở nơi này của tôi ngây người hơn nửa tháng, mà nhân viên cùng bảo vệ khách sạn tôi cư nhiên đối với cô nhìn như không thấy. Cô gái bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ đến tưởng Thiên Lỗi sẽ nói như vậy, cô tức khắc khẩn trương lắc đầu, giải thích nói, không phải như những gì ngài nghĩ. Tôi mặc dù mỗi ngày đều đến, nhưng tôi không có ngồi vô ích, tôi cũng có gọi ly cà phê, ăn, ăn điểm tâm. Đông Anh nghe lời này, trên mặt cô cũng không khỏi bộc lộ biểu tình nghi hoặc, hơi thấp hạ mắt liếm, nhìn về phía cô bé này trước người treo chứng minh công tác ký giả của tòa soạn báo. Đây tuy là không biết tên tòa soạn báo, nhưng khách sạn Á Châu tùy tiện một ly cà phê cùng điểm tâm, bao gồm phí phục vụ sang quý, đều hơn một nghìn. Cô ấy mỗi ngày đến ăn. Tưởng thiên lỗi có đồng dạng nghi hoặc, mặc dù không tin lời của cô, nhưng vẫn là nhanh chóng nói, tôi mặc kệ cô là ký giả tòa soạn báo, thế nhưng tôi luôn luôn không tiếp nhận phỏng vấn nếu như không có việc gì, mời cô trở về đi. Không nên tùy tiện đi lại ở khách sạn của tôi, buồn chán có thể viết một chút tin tình cảm lung tung. Anh nói cho hết lời, liền trong nháy mắt xoay người muốn rời đi. Cô gái nhìn tưởng thiên lối quyết tuyệt xoay người như vậy, cô tức khắc nắm máy ảnh, thật khẩn trương vòng qua thân thể anh, xông thẳng đến trước mặt của anh, mở to mắt, rất kích động cường liệt nói tổng giám đốc tưởng. Tôi không phải cái loại ký giả đó vì chụp tin tình cảm mà tùy ý không quan tâm tới tâm tình của người khác. Tôi là một ký giả có lý tưởng có hoài báo, tôi chỉ nghĩ viết một ít báo tin tức xã hội chính diện. Nhất là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như ngài vậy, tư tưởng hành vi trên người mỗi đều là tri thức kho báu tài phú, một chút chỉ điểm nhẹ nhàng của ngài là có thể kinh ngạc rất nhiều người, dẫn dắt rất nhiều người. Ngài là một trong số các mẫu người và điển phạm a. Cho nên tôi mới mỗi ngày thủ ở đây, chờ ngài đông anh nghe lời này tình không khỏi ngẩng đầu bộc lộ trêu chọc tươi cười nhìn về phía cô gái trước mặt không nghĩ đến cô còn rất có thể nói tưởng thiên lỗi lại bộc lộ biểu tình không kiên nhẫn nhìn về phía cô gái trước mặt nói cảm ơn cô đã thưởng thức thế nhưng trên cái thế giới này còn có vô số mẫu người và điển phạm cô chậm rãi đi điều tra và phát hiện đi tôi không có thời gian hao tổn với cô tránh ra tổng giám đốc tưởng liền trò chuyện mấy câu thôi cô gái cố chấp nhìn về phía tưởng thiên lỗi mặt cô không khỏi bộc lộ biểu tình sốt ruột vươn tay nắm một góc ống tay áo của anh cơ hồ muốn kéo lấy nhân ra khẩn trương nói chúng ta hoàn toàn không cần mở một gian phòng ăn một bữa cơm uống một tách trà ngài chỉ cần chỉ cần đứng trò chuyện mấy phút với tôi tôi nhất định có thể đào móc lời để có ý nghĩa nhân sinh nhất với ngài tin tôi tưởng thiên lỗi trong nháy mắt không thể tưởng tượng cúi đầu hai mắt lộ ra tia sắc bén nhìn về phía ỏ bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm chắc ống tay của mình, mặt trực tiếp bộc lộ biểu tình không vui, bực tức nói cô còn muốn mở một gian phòng, ăn một bữa cơm, uống một tách trà. Nếu như tôi cự tuyệt cô, cô có phải hay không tựa như mỗi phim truyền hình, vì có thể phỏng vấn được người nào đó, đem mình biến thành con rơi, có lẽ chuột túi, phi tường đi vách tường xuất hiện ở trước mặt người kia. Tôi cảnh cáo cô, bỏ tay ra, tôi nhắc lại một lần, tôi không tiếp nhận bất luận phỏng vấn gì. Hôm nay sẽ không, ngày mai sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Anh nói cho hết lời, liền lạnh lùng giận ngã bàn tay nhỏ bé ra. Đông Anh nhìn cô bé này xác thực lỗ máng, liền tức khắc gọi bảo vệ tới, vừa đối diện trước mặt cô gái, hơi nặng thanh nói: "Tiểu thư, mời cô trở về đi, không nên tùy tiện ở dưới tình huống không có hẹn trước, vô lễ đưa ra yêu cầu phỏng vấn như vậy. Nếu như lần sau cô còn như vậy, tôi sẽ đích thân gọi điện cho chủ biên tập và soạn báo của cô." mấy bảo vệ mặc đồng phục màu đen, nghe thấy chỉ thị, tức khắc nhanh chóng cất bước tiến lên, tả tả hữu hữu giáp công trước mặt cô gái, đem cô cường ngạnh lôi đi ra ngoài. Cô gái cứ bị người cường ngạnh lôi ra như vậy, cô nhưng vẫn là không buông tha không cam lòng, hướng về phía trước hơi cao giọng khẩn trương gọi tổng giám đốc tưởng. Ngài cho tôi một cơ hội thôi, nói chính xác có khi hai chúng ta thật có duyên phận đấy. Một tiếng ồn ào lớn như thế, dẫn tới toàn bộ nhân viên tiếp tân trước đại sảnh sân khấu, đại sảnh phó lý, và cùng nhân viên, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, rất tò mò nhìn về phía bên này. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nặng nề thở một cái, nhíu mày tức giận nhìn nữ ký giả liền bị mấy bảo vệ vô tình ném vào trong mưa như vậy, tay cô còn nắm máy ảnh giá trị xa xỉ, liền thuận tiện nhìn đông anh tỉnh bơ nói, đem cho cô ấy cây dù đi, đáng tiếc máy ảnh kia. Phốc, một trận thật ôn nhu rất tiếu ý trêu chọc, theo trên bậc thang chuyển đến. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng cười kia, Kim Long không được ngẩng đầu, nhìn về phía giai nhân trên thang lầu xoay tròn, anh không khỏi sửng sốt. Đường khả Hinh mặc váy dài cúp ngực, phiêu giật động lòng người hệt như tiên tử, tay ôn nhu nhẹ nâng làn váy, từng bước một yêu nhã dọc theo thang lầu xoay tròn đi xuống, một trận gió biển thổi thẳng tới, quấy nhiễu nổi lên tầng lụa tuyết mỏng, lộ ra đôi chân dài gợi cảm trắng nõn tiêu hồn. Khuôn mặt cô lộ ra ôn nhu tươi cười, đôi mắt mộng ảo động lòng người, thời khắc chiết xạ ra tia sáng hiểu biết ý người môi nhẹ mím, hệt như thu nguyệt. Tưởng thiên lỗi liền như vậy lẳng lặng đứng ở dưới cầu thang, hai tròng mắt ôn nhu thật sâu đuổi theo cô gái trước mặt, trên mặt trầm mặc không khỏi bộ ộ dáng lộ bê động tình. Đường khả hình từng bước xuống lầu, mặt bộc lộ tươi cười ngọt ngào trêu chọc, cuối cùng cất bước đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi, đầu tiên là có chút bất đắc dĩ nhìn về người phía trước mặt, học ngữ khí người nào đó, cô ý nhíu chặt mi tâm nói, nếu như tôi cự tuyệt cô, cô có phải hay không tình tiết mỗi bộ phim trong truyền hình liền giống như nhau, vì có thể phỏng vấn được tôi, đem mình biến thành con rơi, có lẽ chuột túi, phi tường đi vách tường xuất hiện ở trước mặt của tôi, lại không ngớt dùng các loại phương thức cầu tôi. Tôi cảnh cáo cô, tất cả những điều này cũng đừng có dùng. Tưởng thiên lỗi nghe lời này đẹp đẽ này, lại thật sâu nhìn về phía bộ dáng khả ái của cô gái trước mặt, anh tình không khỏi cúi đầu cười. Đường khả hình chính mình cũng nhịn không được nữa không khỏi cười rộ lên, Nhìn nói với Tưởng Thiên Lỗi, em nói: "Tổng giám đốc Tưởng, ngài có thể hay không quá vô tình, đem người ta như vậy tâm ngoan vang ra, bảo người khác đem cho cây dù, chỉ là đau lòng máy ảnh của người ta. Cô ấy nếu biết, sẽ rất thương tâm a." Tưởng Thiên Lỗi nhất thời ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói: "Anh thủ quá kinh nghiệm giáo huấn, không thể tùy tiện đối với bất kỳ người nào mềm lòng, bởi vì lăn qua lăn lại đến phía sau, người ta liền báo cảnh sát bắt anh a." anh ý chỉ chuyện 3 năm trước đây. Đường Khả Hinh lập tức nói không nên lời, mặt bộc lộ biểu tình xấu hổ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, Đông Anh đã đứng ở một bên nhịn không được cúi đầu cười, chính cô cũng chỉ hảo bật cười nói, đều đã là chuyện năm xưa, còn nhớ a. À. Cô thế nào càng lúc càng giống Trang Hạo Nhiên, quả nhiên là huyết mạch tương liên a. À. Tưởng Thiên Lỗi nhắc tới Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển một chút, mới nhịn không được cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, làm bộ mấy phần kinh ngạc tự hỏi nói, đúng rồi, nhắc tới hạo nhiên, anh thật là có chuyện muốn thỉnh giáo em, em và nó rõ ràng đã ước định chung thân, còn đang trước mặt mọi người, nhảy chi vũ thế kỷ, thế nào hôm nay ở ngày vui nó trở hoàn cầu, anh lại thấy em ôm gối, vẻ mặt xám xịt biểu tình thất lạc, đi ra phòng tổng thống. Đường khả hình sắc mặt đột nhiên biến, thật khẩn trương sâu ngưng nhìn tưởng thiên lỗi, nói, này, anh làm sao biết chuyện này? Tưởng thiên lỗi cố ý một bộ biểu tình ngạc nhiên hỏi, trêu chọc nhìn nói với đường khả hinh, anh thế nào không biết. Người địa cầu đều biết. Đường khả hinh mặt trong nháy mắt đỏ lên, hóa đá tại chỗ. chương 1268, Đại kết cục 8. Người địa cầu đều biết. Đường khả hinh nhắc đuôi váy dài lên, lúc thi ngữ thật cẩn thận bung dù cho mình đi về phía Thúy Trúc Hiên, cô chỉ nhớ tới câu nói kia của tưởng thiên lỗi người địa cầu đều biết. Cô liền một trận nghiến răng nghiến lợi, mắc cỡ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời trái tim đập loạn dừng bước lại, đón mưa rơi tí tách, nhìn về phía thi ngữ, lạp lạp còn có tiên nhi bên cạnh, nhanh chóng hỏi các cô nói. Tôi, tôi, tôi ôm cái gối đi ra khỏi nhà trang hạo nhiên, là thật sự. Có thể mất mặt như vậy sao? Ba người thi ngữ cùng lạp lạp tiên nhi, nhìn về phía vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cô, mấy người dường như đã đồng loạt nhất trí thương lượng từ trước, nhanh chóng lắc lắc đầu, nói, không có a à. Cô tại sao có thể nghĩ như vậy? Đường Khả hình nheo mắt, nhìn các vẻ mặt khẩn trương của bọn họ, liếc nhìn ra đang an ủi, cô xoay người, hai tay nhấc đuôi váy dài kia, vừa vô lực đi về phía trước, vừa nhìn Thúy Trúc Hiên đang ở trước mắt, cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, vươn tay gõ đầu mình, như muốn khóc nói, thật là mất thể diện chết mất. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Trang là được rồi. Sao lại còn nghĩ về cái gối kia a? À? Bên trong có sổ tiết kiệm sao? Có kim cương sao? Thật là đồ vô dụng ghê tởm chính mình. Phốc, mấy người thi ngữ nghe lời này, cảm thấy vừa khẩn trương vừa buồn cười. Đường khả hình dường như nghe thấy tiếng cười đó, mới vừa đến lối vào Thúy Trúc Hiên, lại xoay người nhìn vẻ mặt này của bọn họ, thực sự muốn đào cái hố đem mình tròn vào. Cô thở dốc, mặc dù muốn chạy trốn, nhưng cũng biết tiệc đêm nay quan trọng, liền đành phải xấu hổ, cứng đầu từ từ đi về phía Thúy Trúc Hiên. Thúy Trúc Hiên tối nay tập trung vô số nhân vật danh tiếng hiển hách, bao gồm các nguyên thủ cao cấp nhất của đất nước, thủ tướng tiền nhiệm, mặc dù lúc này đêm mưa ẩm ướt, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong chút không khí khẩn trương cùng long trọng, vô số đặc công, cùng vệ sĩ bí mật, đương nhiên còn có cặp song sinh, mấy người Khương Vĩ cùng Đỗ Uy đã trong đội ngũ bảo hộ, cho nên lúc đường khả hình dẫn mấy người thi ngữ vừa muốn tiến vào Thúy Trúc Hiên, cảnh sát trường thức khác dẫn vài đặc công đón cô vào. Đường tiểu thư, chúng tôi đang mong cô tới. Tịnh kỳ trong nháy mắt cùng phương di từ trong mưa ra đón, đầu tiên là hơi dương tay, dùng tư thái của cảnh sát trưởng, dẫn hơn 10 vệ sĩ thân cận của ủy viên trương cùng thủ tướng, mỉm cười, thập phần tôn kính cùng vui sướng bước trên con đường đá cội ẩm ướt, đi về phía đường khả hình, nhìn cô tối nay mặc váy dài vô giá, bóng hình xinh đẹp ôn nhu động lòng người như vậy, mặc kệ mưa bụi trắng xóa, cũng khó che lấp được khí chất tiên tử của cô. Chỉ là bên cạnh đơn giản có ba người thi ngữ theo hầu hạ, Tịnh kỳ tức khắc đau lòng đi qua, tiếp nhận lấy cây dù trong tay thi ngữ, tự mình đỡ cô đi về phía hành lang dài, mới nói, đường tiểu thư. Trời mưa lạnh như thế, cô muốn đi qua, có thể trực tiếp từ khách sạn cử xe đến hộ tống cô qua đây a. À? Lỡ như không cẩn thận thân thể bị lạnh thai làm sao? Đường khả hình vừa vén đuôi váy thật dài, vừa ôn nhu tươi cười, lúc đi về phía trước, mới nói, không có việc gì. Lúc tôi ở trong nhà đi ra, cũng đã mặc áo khoác, tới khách sạn trái lại cảm thấy không lạnh, chỉ là không nghĩ đến, cơn mưa này lại dai dẳng đến như vậy. Tịnh kỳ che dù, ngăn nước mưa cho cô, mới cười rộ lên nói, cô khoan hãy nói, đúng như thủ tướng vừa nói, Thúy Trúc Hiên buổi tối động long người, không phải tiếng lạc biển kia, mà là nghe tiếng mưa tí ta tí tách, Tô Linh Tiểu Thư nghe lời này, tức khắc cười rộ lên nói ông nội lại nhớ bụi chuối tây trong nhà. Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi một trận bật cười. Hành lang rồng bay dài, qua lại không ít vị khách quý trong ngoài nước cùng thiên kim danh Việt, đều nhao nhao thưởng thức bức bích họa lưu ly Trung Quốc hiếm thấy cùng tác phẩm điêu khắc một hoàng hậu danh xưng là Hoa Cúc Lê, mà đang giữa bầu không khí vui sướng cùng vui mừng này người hầu thân cận hai nhà diệp mạn nghi cùng ân Nguyệt Dung, nghe nói đường khả hình tới, nhao nhao nghe theo lời dặn của phu nhân, nhanh chóng từ phòng yến hội đi ra. Đường khả hình cũng vào thời khắc này, được tịnh kỳ cùng phương di đỡ đi vào hành lang rồng bay, khi cô mang giày cao gót nhẹ đi trên con đường đá xanh, đèn lồng đỏ kiều cung đình tại hành lang rồng bay, dường như đã được ước định, từng chiếc từng chiếc theo bước đi của cô mà dần sáng lên, đôi mắt cô lóe lên, cảm giác được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong nháy mắt cũng bị nhiễm chút phiếm hồng của ánh đèn vô cùng e thẹn, cô lập tức trở nên có chút khẩn trương. Đi thôi, tịnh kỳ ý thức được đường khả hình khẩn trương, liền mỉm cười đỡ cô đi về phía trước. Đường khả hình liền cũng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, đón mưa rơi tí tách. Còn có ánh sáng màu hồng của từng chiếc đèn lồng đỏ, di chuyển dài cao gót, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp thập phần mê người đi về phía trước. bên ngoài phòng tiệc, canh giữ vô số đặc công cùng vệ sĩ cao cấp, bầu không khí vốn dĩ có chút khẩn trương, mọi người lại bị vật nhỏ hình vòm ngoài cửa được điêu khắc từ gỗ lim hấp dẫn. chỉ thấy hình vòm trên cửa treo một cái giỏ được bện thập phần tinh xảo, bên trong giỏ lam kia là một chú vẹt siêu đáng yêu, lông chim thập phần rực rỡ, nó chính là tiểu hinh hinh trong nhà thủ tướng. chỉ thấy chú vẹt nhỏ này vốn dĩ mỏ đỏ xinh đẹp, không biết vì sao bị ai đó dùng vải xô quấn chặt, nó trừ việc có thể quay đầu, xoay xoay đuôi, cái gì cũng không làm được, một dáng vẻ rất không cam lòng. Tiểu hình hình, đường khả hình nhìn thấy chú vẹt nhỏ kia, lập tức tâm tình thật tốt kêu lên. Chú vẹt nhỏ nghe thấy tiếng kêu của đường khả hình, tức khắc muốn vỗ cánh bay tới trước gót chân cô, lại bất đắc dĩ cánh cùng hai chân nhỏ đều bị tô thủy kỳ trói lại, nó tức khắc muốn dùng ánh mắt hướng cô cầu cứu. Đường tiểu thư, vào đi thôi, tô thiếu ra nói, nó đêm nay làm sai chuyện, ai cũng không được cầu xin giúp nó. Tịnh kỳ mỉm cười nói xong, liền bỗng chốc đỡ đường khả hình, cất bước đi vào phòng tiệc huy hoàng kia, hơi cao giọng kêu lên, đường tiểu thư tới. Toàn bộ phòng yến hội kiều cung đình, trói mắt nhất đó là bàn ăn chín rồng kiểu Trung Quốc được chế tác từ gỗ tử đàn và đá cẩm thạch, trị giá 300 vạn, hoa văn trên đá cẩm thạch kia thiên về thiên nhiên, lại là tùm nghênh khách điêu khắc trên đá vàng. Đây chính là kỳ cảnh hiếm thấy, năm đó tưởng thiên lỗi vì mua món bảo vật này, không tiếc số tiền lớn cắt cử hoác minh cùng nhân viên cấp cao khách sạn đấu thầu đoạt được, sau đó lại cùng với gỗ tử đàn điêu khắc hai năm mà thành, mà giờ khắc này, ủy viên trương mặc âu phục màu đen. Thân ảnh hiền hách ấy đờ nát ngồi tại ghế chủ vị, mặc dù theo thói quen mà mang theo chiếc đồng hồ cũ, thế nhưng khí phách thông thiên kia, như ngọa long gọi trời đất. Ông đầu tiên nghe lời tịnh kỳ, mặt tức theo thói quen cứng lại, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía trước thủ tướng cũng ngồi giữa yến hội, mặt mỉm cười cùng mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mà đường Chí long ngay lúc đang cùng ủy viên trương nói chuyện, nghe con gái tới, liền cũng vui sướng tươi cười, đi phía trước nhìn sang. Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ, còn có Trang Ngải Lâm, Tuyết Nhi cùng Thiên Kim danh viện, đã ở một phòng tiệc khác. Nhao nhao mỉm cười ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phòng yến hội. Đường khả hình lúc này rốt cuộc dưới ánh nhìn dò xét của mọi người, mặt hơi bộc lộ vài phần ngượng ngùng tươi cười, đầu tiên là nhẹ nhấc váy lên, thập phần lễ phép đúng mực đi tới trước mặt ủy viên trương cùng thủ tướng, hướng về phía các vị chủ tịch cùng các trưởng bối và quan chức cấp cao, thập phần tôn kính khẽ gật đầu nói, ủy viên trương, thủ tướng, các vị chủ tịch. Rất xin lỗi, cháu đã tới trễ. Toàn bộ người trong phòng yến hội, nhìn về phía cô nhao nhao cười rộ lên, đường trí long nhìn về phía con gái ôn nhu động long người như vậy, cũng không khỏi kiêu ngạo tự hào tươi cười. Mặc dù hôm nay hẳn là thời khắc quan trọng đối với con gái như vậy, nhưng thiên lỗi nhất định nhiệt tình thiết hiến, lại khó có được sự hiện diện của ủy viên Trương, liền đành phải tạm thời kiềm chế thời khắc cùng con gái gặp nhau, nhìn hoàn cảnh làm việc của con gái, nhìn hoàn cầu hôm nay hiền hách huy hoàng như vậy, trong lòng ông thực sự thập phần an ủi. Ủy viên Trương vốn dĩ theo thói quen mặt trầm lạnh, nhìn về phía Đường Khả Hinh ôn nhu khôn ngoan hiểu chuyện đứng ở bên cạnh mình, hai mắt ông cũng không khỏi theo nụ cười của cô mà trở nên nhu hòa, hơi quay mặt sang nhìn về phía đường trí long không quên tán thưởng nói trí long đều nói một người cho dù sự nghiệp có lớn hơn nữa đều không thể bù đắp được sơ sẩy trong việc dạy dỗ một đứa bé tôi đêm nay thực sự muốn nói một câu ông có một cô con gái rất tuyệt nó xác thực đáng giá để ông kiêu ngạo và tự hào đường trí long nghe lời này của ủy viên trương kìm lòng không được lại bộc lộ vài phần tiêu ý đau lòng mà tự hào nhìn về phía con gái của mình đường khả hinh vốn là người thập phần khiêm tốn nghe lời tán thưởng của ủy viên trương cô cũng có chút ngượng ngùng mắc cỡ mặt có chút đỏ bừng lên vội vàng khẩn trương khách khí nói ủy viên trương ngài quá khách khí rồi khó có được ngài tán thưởng khả hình như vậy thế nhưng cháu trung quy không thể chân chính làm được chút gì so với các vị chủ tịch cùng cha từng huy hoàng hiến dâng cháu tương lai còn có thật nhiều đường phải đi đúng xác thực phải duy trì thái độ như vậy đường trí long mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía con gái nói ủy viên trương khen con là bởi vì muốn cho con một chút cổ vũ con tương lai nhất định không thể kiêu ngạo liền hao phí lời tán thưởng của ủy viên trương đối với con con biết đường khả hình thức khắc gật đầu đáp lời cha thủ tướng nếm đậu nành bảy màu đang tâm tình vui mừng liền hơi ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói cháu không cần đứng ngồi xuống nói chuyện vâng đường khả hình vội vã mỉm cười gật đầu trước hướng các vị trong bàn chào hỏi muốn đi về phía bàn ăn của mấy người tô linh Đi đâu vậy? Ủy viên Trương trực tiếp ngưng mặt nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, phân phó nói, ngồi bên cạnh ta và thủ tướng. A, à, Đường Khả Hinh hai mắt lóe lên, lập tức khẩn trương đến mức biểu hiện có chút ngạc nhiên. Tô Linh cho tới bây giờ cũng không có hâm mộ bất cứ ai, thế nhưng cô nghe ủy viên Trương nói những lời này, cũng không khỏi bật cười hâm mộ, không muốn nói mình, liền ngay cả Trang Ngải Lâm cùng em trai mình như vậy, ngay cả tư cách chủ bàn cũng không có. Ách này Đường khả hình lập tức trở nên có chút khẩn trương, vội ý thức nắm chặt đuôi váy, nhìn về phía cha mình. Đường trí Long có lẽ hiểu được ý tứ của ủy viên trương, vội vã tôn kính khách khí cười nói, ủy viên trương. Khả hình vẫn là một vãn bối còn trẻ tuổi, vậy có thể ngồi ở vị trí trên bàn chủ vị. Đây không phải là quá phô trương sao, để cô ấy cùng người trẻ tuổi cùng nhau ngồi đi. Không có quy củ nhiều như vậy, ngồi đi, ủy viên trương tự có đạo lý, ra lệnh cho Phương Di cùng Hoác Minh lấy ghế cho Đường Khả Hinh, ngồi giữa mình và thủ tướng. Thủ tướng cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của hành động này, lập tức mỉm cười. Chương 1269, đại kết cục 9. Phòng yến hội cung đình. 12 chiếc đèn lồng lưu ly li phượng hoàng, trông rất sống động rừng trên bầu trời, bắt đầu chiết xạ ra ánh sáng như lửa khói, xoay tròn thập phần kích động nhân tâm, ánh lên ánh sáng xanh vàng rực rỡ lấp lánh cả điện sảnh xa hoa nhà tấu nhạc cung đình đang ngồi bên trong tấm bình phong hoa văn, hướng về tiên cảnh mưa bụi nhạt nhòa bên ngoài tấm mảnh lụa mỏng cửa sổ sát đất, phân ảnh thường tấu lên khúc nhạc phi ưng kích động lòng người, khách quý trong sảnh yến hội thứ ba, mỗi người thân phận hiển hách. Đều đứng giữa bầu không khí vui vẻ này cười cười nói nói, Hoắc Minh thì nhanh chóng sai người đưa đến ghế dựa hoa lê mộc khảm nạm và điền bạch ngọc, thật cẩn thận đặt bên cạnh ủy viên Trương, Trần Mạn Hồng cẩn thận đứng sau ghế, vươn tay thon ngọc, bưng qua một tấm nệm thêu mẫu đơn, đặt vào giữa. Hai quản gia của hai nhà tưởng trang dì Lý cùng dì Chu đồng thời thật cẩn thận đỡ đường Khả Hinh, cho cô An vị trên ghế. Đường Khả Hinh vẫn hết sức khó xử cùng khẩn trương đứng bên cạnh ủy viên trương, nhìn quanh toàn bộ điện sảnh bữa tiệc, An vị tất cả đều là nhân vật hiển hách, trước không nói Tô Linh cùng Trang Ngải Lâm thân phận thiên kim danh viện cao quý, chỉ có tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên là chưa xuất hiện, ghế đều đặt ở bàn ăn thứ hai, cùng vị trí với ghế của mấy người Tô Thủy Kỳ, bản thân một nhân vật nhỏ bé, thực sự không dám lỗ mãng ngồi bên cạnh vị trí nguyên thủ tối cao, lòng cô dần thắt lại, đôi mắt ôn nhu lại lóe lên vài phần kiềm chế. Có chút không có cách nào. Ủy viên trương thấy đường khả hình vẫn chậm chạp chưa chịu an vị, liền trực tiếp nhân mặt, hai chồng mắt lợi hại ngưng nhìn về phía cô thâm trầm mà gần như ra lệnh nói cháu còn đứng làm cái gì. Ta cũng đã nói, cho cháu ngồi xuống. Thế nào, ngại vị trí bên cạnh ủy viên trương không đủ tầm nhìn chống trải, lóng lánh trong sáng sao. Nếu không, ta và cháu đổi chỗ. Vị trí của ta vẫn rất thoải mái. Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc sợ đến hoa hồn thất sắc, vội vàng hướng Ủy viên Trương giải thích nói, "Ủy viên Trương, lời này của ngài thực sự là đùa cợt Khả Hinh rồi." Ha ha ha, thủ tướng ngồi trên ghế, bộc lộ nụ cười vui vẻ hiếm thấy, theo mọi người thập phần thú vị ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, "Nếu không?" Khả Hinh đến ngồi một chút ghế thủ tướng thủ tướng hiện tại không phải quan chức một thân nhẹ nhõm, ngồi rất thoải mái. Lời này vừa ra, toàn bộ người trên bàn tiệc đều nhao nhao cười rộ lên. Tô Linh theo lời của ông nội, cũng một trận bật cười, vui vẻ ngẩng đầu, nhìn về phía ông nội nói, ông nội, người thiên vị, hình như khả hình sinh ra chính là cháu dâu của người vậy. Bình thường ghế bành của người, cháu cùng với Thụy Kỳ chạm vào cũng không được chạm, thế nhưng tiểu Hinh Hinh kia lại ở trên đó ngủ không biết bao nhiêu là thoải mái. Cháu thấy đều hâm mộ, chẳng lẽ đây là số mệnh đã định trước?" Tô Thủy Kỳ nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía chị gái, xấu hổ đến mức đỏ mặt, thực sự không có cách nào nói chị. "Người có thể đừng cứ không có việc gì, liền nhắc tới con vẹt của em. Em đã đem miệng của nó bịt kín còn chưa đủ sao?" Ôi, Tô Linh khó có được vui vẻ tươi cười nhìn về phía em trai, nhịn không được vui đùa nói, "Em đừng có làm bộ làm tịch. Em hôm nay có trời biết muốn tham dự yến hội?" có thể nhìn thấy chủ tịch đường, Tây Trang đều thay đổi đến ba bộ, khẩn trương thành như vậy, chỉ còn tưởng rằng em hôm nay có nhiều dũng khí, ai ngờ em đem miệng tiểu hinh hinh kia quấn chặt đến vậy. Đây là tội gì a? À? Toàn bộ người trong yến hội, nghe lời này, tất cả đều cười vang. Đường khả hình đứng ở một bên, mắc cỡ mặt nóng hổi đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Thủy Kỳ nhất thời khóc cũng không được, cười cũng không xong, ngồi yên ở tại chỗ bất đắc dĩ nhìn về phía chị gái phốc tô linh nhất thời lại nhịn không được cúi đầu cười lúc này mới lại ngẩng đầu theo bầu không khí nhiệt liệt này nhìn về phía em trai nói chị nói em trai à chị đây muốn biết ông nội thì ra là một người cùi trỏ lại hương ra bên ngoài như thế ngay cả chỗ ngồi của ông cũng muốn để cho khả hinh ngồi chị vừa kéo lúc em tiến vào nên không sợ mất thể diện bon chen hướng bên cạnh chủ tịch đường không chừng em có thể hướng về lão nhân ra kính chén rượu quên đi tâm nguyện của em. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, lập tức một trận bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía chị gái khẩn trương kêu lên, chị. Chị còn không ngăn miệng mình lại, lưu chút mặt mũi cho em có được không? Chị đây là tìm cơ hội giúp cho em. Tô Linh lại bật cười nhìn về phía em trai nói, may mắn lúc này Tổng Giám Đốc Trang không có ở đây, nếu anh ấy mà ở đây, em một chút cơ hội cũng không có. Nhà người ta 32, tiểu hảo hảo, bây giờ còn nuôi ở trong nhà chúng ta, do đích thân ông nội, cùi trỏ hướng ra ngoài, kiếm mỗi ngày đút cho ăn, không biết có bao nhiêu thoải mái. Chỉ có hai chúng ta một ghế A, nhanh lên một chút qua đó mời rượu chủ tịch đường, thực hiện tâm nguyện của em, chúng ta liền tản đi. Lời này vừa ra, mọi người lại một trận cười rộ lên. Ủy viên chưa nghe lời trêu chọc này của Tô Linh, trên mặt cũng không khỏi bộc lộ tiếu ý, sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn về phía nhà đầu này, trầm giọng nói, ta thế nào nghe nha đầu tiểu linh này nói chuyện lại chua đến vậy. Cháu nếu như cảm thấy chỗ ngồi của ủy viên trương thoải mái, bây giờ cũng có thể qua đây ngồi. Cháu mới không cần, ngồi ở bên cạnh ngài, ngay cả cơm cũng ăn không thơm. Tô Linh lại một trận bật cười nói. Mọi người lại một trận cười vang. Tô Thủy Kỳ thật là thập phần thập phần bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Linh ngồi tại chỗ, nhìn về phía dáng vẻ đáng thương của em trai, lại bật cười nói còn ngồi ở đây làm cái gì. Còn không mau qua đó mời rượu, một lát tổng giám đốc trang sẽ tới. Mau, lời này vừa nói ra, mọi người lại cười rộ lên, đường trí long bởi vì hơn 10 năm ở trong ngục, không rõ lắm chuyện tình cảm của con gái. Nghe thấy Tô Linh nói như vậy, có lẽ có thể đoán được vài phần, liền mặt bộc lộ vẻ khó hiểu, chậm rãi xoay người, nhìn về phía ghế ngồi bên cạnh Tô Linh, một cậu thanh niên tướng mạo thập phần nhã nhặn lễ phép, nhìn gò má của anh, Liền cảm giác được đôi mắt thiện lương, bộc lộ ánh nhìn xấu hổ mà tình cảm. Thủ tướng lúc này cũng mỉm cười ngừng đầu, nhìn về phía trao nội nói Thụy Kỳ. Bác đường đúng là một nhân vật hiền hách, là bạn của ông nội trước đây, chén rượu này là phải kính. Qua đây, đừng nhăn nhó. Đường khả hình vẫn như cũng ngây ngốc đứng bên cạnh ủy viên trương. Vào thời khắc này, cô cũng xấu hổ khẩn trương muốn nói đỡ cho Tô Thụy Kỳ, lại bởi vì lời khéo léo kia của Tô Linh, một câu nói cũng không nên lời lúc này hai chồng mắt cô lóe ra mấy phần ôn nhu đau lòng, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Thủy Kỳ lại đang nghe ông nội phân phó, mặt lại bộc lộ vẻ xấu hổ, mặc dù cùng đường khả hình không thể hữu duyên thành quyến lữ, nhưng anh vẫn kính trọng từng người bên căn cô, nhất là người cha vô cùng quan trọng của cô. Hôm nay lúc tới tham gia yến hội, xác thực căng thẳng, mặc dù cảm giác này thập phần không thích hợp, nhưng vẫn là khát vọng chính mình có thể giành được cái nhìn tốt đẹp của người này. Nghĩ tới đây, anh thở dài một cái, lúc này mới vươn tay, nhẹ nâng lên một chén rượu trắng, mặt xấu hổ mà khẩn trương, chậm rãi đứng lên, ở trước mắt bao người, từ từ cất bước, thập phần tôn kính lễ phép đi tới trước mặt đường Trí Long. Đường Trí Long nhìn Tô Thủy Kỳ cư nhiên thực sự cầm chén rượu trắng đi tới, ông đầu tiên là khó hiểu liếc mắt nhìn con gái một cái, mới chậm rãi muốn đứng dậy. Trí Long, Thủ tướng mỉm cười nhìn đường Trí Long nói, ngài là trưởng bối, lúc có vãn bối hướng ngài mời rượu, ngài cần đứng lên là đạo lý gì? Ngài cứ ngồi nhận lấy chén rượu này của nó. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Trí Long nhất thời mặt bộc lộ mấy phần xấu hổ tươi cười, nhìn về phía thủ tướng nói, vậy sao có thể? Tô Thủy Kỳ lại vào lúc này, hai tay đã bưng một chén rượu trắng, hướng về phía đường Trí Long lấy thân phận vãn bối, khẽ gật đầu, hết sức kính trọng lễ phép kêu, chủ tịch đường. Thủy Kỳ hôm nay kính ngài một chén, cảm tạ ngài giáo dục khả hình thành một cô gái tốt như thế, trở thành hồng nhan chi kỹ của cháu. Cháu cùng với cô ấy đã từng cùng nhau vượt qua khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng vui vẻ. Mặc dù tiếc nuối không thể cùng cô ấy đi đến cuối cùng, thế nhưng bất luận như thế nào, cháu đều chúc phúc cô ấy hôm nay rốt cuộc có thể cùng cha mình tận hưởng thiên luân chi lạc. Tương lai có cái gì cần Thủy Kỳ chiếu cố, Thủy Kỳ nhất định cúi đầu tận tụy. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức cảm động nhìn về phía tô thủy kỳ đường trí long nghe lời nói vô cùng thành ý này đôi mắt ông không khỏi lại lóe lên mặt bộc lộ vẻ quái dị nhìn về phía cậu thanh niên khiêm nhường lễ phép trước mặt chủ tịch đường mời ngài tô thủy kỳ hai tay bưng rượu lại hướng đường trí long tôn kính nói đường trí long thật sâu nhìn về phía tô thủy kỳ một lúc lâu mới chậm rãi nâng lên chén rượu trước bàn mỉm cười nhìn tô thủy kỳ nói khó có được tô thiếu ra thiên chi kiêu tử lại có thể quý trọng khả hình như vậy. Đây là phúc phận của khả hình, đây cũng là phúc phận của đường ra chúng ta. Cảm ơn cháu qua nhiều năm như vậy, chiếu cố mọi thứ của nó. Hôm nay, ta cũng kính tô thiếu ra một chén, hướng ngài cảm ơn. Ông nói xong, liền cũng mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nâng lên chén rượu hướng về tô thủy kỳ tỏ vẻ tán thưởng mỉm cười như chi kỹ cạn chén. Tô Thủy Kỳ cũng mặt bộc lộ mỉm cười nâng chén rượu, tôn kính cùng chén rượu trong tay đường Trí Long, Cuối cùng hai người đàn ông hào khí uống một hơi cạn sạch. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cảm động nhìn một màn này, nhất là nhìn Tô Thủy Kỳ lúc uống chén rượu này, bộc lộ khí khái trách nhiệm của đàn ông, cô lại càng kích động. Tô Linh lại vào lúc này, nhìn Tô Thủy Kỳ cùng Đường Chí Long sau khi uống cạn chén rượu, cô tức khắc ngẩng đầu, tươi cười phân phó người trong khách sạn, nói, "Đến đây, đem cửa phòng tiệc này chặn lại cho ta." "Vì sao?" Mọi người nghe lời này cũng không khỏi kỳ quái nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh kìm lòng không đậu cười rộ lên nói, nhạc phụ tương lai cùng con rể đều đang uống rượu, còn cần tổng giám đốc trang làm cái gì? Đem cửa này chặn lại, để cho anh ta không vào trong được. Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ đều cười ha ha. Hoác Minh cùng Trần Mạn Hồng một đám người, đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chặn lại, Tô Linh ngẩng đầu, tươi cười lại phân phó nói ta cũng không tin tổng giám đốc trang có ba đầu sáu tay cửa đóng lại anh ta còn có thể tiến vào nếu như anh ta thật có thể nghĩ cách vào được ta liền phục nếu em trai tôi thực sự có thể tiến vào thì sao trang ngải lâm lúc này nhiều chuyện chen vào một câu mỉm cười nhìn về phía tô linh tô linh tức khắc thập phần hào khí nhanh nhẹn nhìn về phía trang ngải lâm cười nói nếu như tổng giám đốc trang thật có thể tiến vào tô linh tôi sẽ cho khả hinh một áo cưới độc nhất vô nhị do 120 người ở 12 phường danh tiếng tự tay may. Cộng thêm 300 bàn tiệc cùng 12 bộ phỉ thúy kim cương châu báu. chương 1270, đại kết cục 10. A. À, trang Ngải Lâm tiếp tục toát lên tư thái của một nữ vương, gần như cười chế nhạo không hề cảm kích nhìn về phía Tô Tinh, kiêu ngạo cười lạnh nói Tô Tiểu Thư. Mặc dù trang gia của chúng tôi không hiển hách được như Tô Gia, thế nhưng cũng giàu có sung túc có thể làm con dâu của trang gia chúng tôi, cũng là một người vô cùng được sủng ái. Trước khỏi phải nói trong tay tôi là một thương hiệu thời trang cao cấp Paris, riêng tập đoàn đá quý của mẹ tôi, muốn chân châu có chân châu, muốn kim cương có kim cương, phỉ thủy loại gì cũng có. Bây giờ chỉ bằng một bộ áo cưới, cùng 12 bộ trang sức phỉ thúy, là có thể làm em trai tôi buồn phiền. Giống như trang gia chúng tôi không tổ chức nổi một hôn lễ giống như vậy cho con dâu. Lời này vừa ra, toàn bộ khách khứ trong phòng yến hội liền ồn lên. Tô Linh nghe Trang Ngải Lâm nói lời này, thân là một thiên kim tiểu thư, vẻ mặt cô lập tức lộ ra vẻ mặt ngọt ngào cười như không cười, hai tròng mắt lóe ra tinh quang, cơ trí tinh nhuệ, nhìn thật sâu về phía Trang Ngải Lâm nói thẳng, chị Trang quả nhiên là thương khanh hoa hồng, lời nói ra đều là những câu được lòng người. Nghĩ đến bây giờ những người giàu có sung túc, cái gì cần có đều có, tô ra chúng tôi tự nhiên không dám cùng bất luận người nào so bì nhưng thụy kỳ và gia đình chúng tôi cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ châu báu đó thế nhưng vừa rồi cùng chị trang đánh cược tôi lại nhắc đến những điều đó thực sự khiếm nhã nhưng tôi có chuyện muốn thỉnh giáo một chút chị trang sống nhiều năm ở nước ngoài có biết nghi thức kết hôn trung quốc hình thức thiên thiên vạn vạn không chỉ trọng lễ còn nặng nghi thức cưới vợ nói bất quá chính là hai chữ thành ý trang ngải lâm trực tiếp nhíu mày thái độ kiêu ngạo nhìn về phía tô linh nói cái gì gọi là lễ cái gì gọi là nghi thức cái gì gọi là thành ý tô linh nhìn mấy vị quản lý quả nhiên cẩn thận từng ly từng tí chặn cửa lại lúc này vẻ mặt cô mới mỉm cười đứng lên từ từ cất bước đi qua bàn tiệc của mọi người nói nghi thức kết hôn truyền thống của người trung quốc chúng ta chia làm ba thư sáu lễ ba thư là xính thư lễ thư nghinh than thư xính thư là thư dùng khi đính hôn lễ thư là thư dùng khi nạp trinh qua đại lễ nghinh thư tức là thư dùng khi nghinh đón tân nương Mỗi chi tiết đều tiết lộ thành ý của gia đình nhà trai muốn cưới con dâu về. Thời cổ ba thư lại chia làm ba loại hình thức, bình thường là văn bản, cao hơn một cấp bậc là mặt ngọc, cấp bậc cao nhất là vàng. Bên trái là phượng bên phải là rồng cần 100 cân vàng, trải qua 100 ngày đêm nung trong lò tạo thành, bức họa điêu khắc rồng phượng cùng chữ Khải, tất nhiên phải do thợ điêu khắc kép cấp nhất cùng thư pháp gia đình cùng nhau tạo thành. Sao chữ Khải, một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau: Triệt, Khải Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt, Trung Đỉnh Văn. Mọi người nghe xong, không khỏi một trận há mồm phát ngốc, vậy mà không biết truyền thống kết hôn có nhiều lễ nghi lễ tiết như vậy. Ngay cả đường khả hình đứng ngốc phía sau ủy viên chưa nghe nói Tô Linh nói lời này, cũng không khỏi mở to mắt, vẻ mặt trá dị. Đường Trí Long lại ngồi trên ghế trong phòng yến hội, vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đã từng là người đọc hàng vạn quyển sách, đi qua hàng nghìn dặm đường, đương nhiên ông cũng biết rõ những chi tiết này. Tô Linh tiếp tục mỉm cười từ từ đi về phía bàn của ủy viên trương, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển nhìn toàn bộ khách quý xung quanh, nói tiếp tiếp đó, đó là sáu lễ. Từ cầu hôn đến đón dâu, chia ra làm nạp thái. Vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, chúng ta trước không nói, chị Trang tỷ tỷ nếu muốn cho khả hình muôn vàn sủng ái, nhất định phải là 300 cân vàng điêu khắc thành ba thư. Còn riêng về sáu lễ còn phải vô cùng chú ý, thậm chí còn có chút đau đầu, đây quả thật là không phải là tiêu chuẩn người bình thường có thể làm được." Cô nói xong, vẻ mặt còn bộc lộ ý cười nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm trực tiếp trước mắt bao người, vô cùng ngạo mạn cười nói, "Mọi người đều biết Trang Ngải Lâm tôi tự cao tự đại, 300 cân vàng tôi còn chưa có để vào mắt." Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim như bị búa nện vào, tức khắc trừng lớn hai tròng mắt, kích động khẩn trương nhìn về phía Trang Ngải Lâm. "Tốt, tôi liền thích" chị Trang nói hùng hồn như vậy, cần gì phải ngại ngùng. Tô Linh trực tiếp nhìn về phía Trang Ngải Lâm tiếp tục nhanh chóng nói, nếu như Tổng Giám Đốc Trang có thể đi vào phòng yến hội này, chị Trang bỏ ra 300 cân vàng, Tô Linh tôi sẽ mời điêu khắc ra nổi tiếng nhấy chế tạo ra ba thư thật chân thành. Ách, đường Khả Hinh đứng ngốc ở một bên, nghe hai chị nói chuyện truyền thống kết hôn của người Trung Quốc, cô nghe mà trái tim nhảy bang bang, thư dịp Tô Linh vừa dứt lời, cô sợ hãi nhất là người khác trò chuyện về hôn lễ của mình vội vội vàng vàng nói hai chị em 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 có thể nói một câu hay không ủy viên trương lập tức hơi quay mặt sang nghiêm túc cường thế nhìn đường khả hinh nói chuyện này con có thể nói gì vẻ mặt đường khả hinh đỏ lên nhìn về phía ủy viên trương mọi người một trận cười rộ lên hai đôi vợ chồng tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ bao gồm tất cả mọi người cũng không khỏi giống như vậy chỉ có đường trí long vẻ mặt không lộ ra tươi cười nhưng cũng hiểu rõ nhìn về phía con gái Tô Linh nhìn đường Khả Hinh thực sự xấu hổ, cô liền tức khắc cười đỡ cô gái đang xấu hổ đến ngây ngốc này ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ủy viên trương, kiên định để cho cô tựa vào lòng cha mình, lúc này mới tươi cười quay sang mọi tiếp tục giảng giải nói. Tiếp đến, chúng ta liền bàn tiếp sáu lễ. Đầu tiên là nạp thái, hay còn gọi là làm mối. Chúng ta mọi người đều biết, Khả Hinh là tâm can bảo bối của chủ tịch đường, thân phận tự nhiên cao quý phi phàm, hơn nữa còn là người con gái thiện lương, xinh đẹp động lòng người muốn hướng đến một thiên kim quý thể như vậy cầu hôn, trải qua sáu lễ nhất định phải giống như quy củ cầu hôn của hoàng hậu. Người cầu hôn tuyệt đối không thể là người bình thường, huống chi, cô ấy không chỉ là con gái cưng của chủ tịch đường, mà còn là con gái nuôi của ủy viên trương, là cháu gái của ông nội tôi nhận định. Chị Trang, chị nghĩ xem người cầu hôn rốt cuộc là ai để có thể đảm đương trọng trách này. Trang ngải lâm nghe lời này, hai chồng mắt cô lóe lên, giống như đang ngẫm nghĩ. Tô Linh từ trước đến nay mỏ nhọn răng sắc, chỉ là chưa bao giờ lộ ra trí tuệ của mình, nhìn về phía dáng vẻ trang ngải lâm như vậy, cô kìm lòng không được mỉm cười, trong lúc mọi người đều trầm mặc tự ngấm, cô lại tiếp tục nói, đương nhiên. Tổ chức một hôn lễ truyền thống của người Trung Quốc tuyệt đối không thể qua loa, cũng nhất định không thể tức khắc quyết định tất cả. Bởi vì chuyện này phải suy tính, bàn bạc thật kỹ rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Lúc này mới thể hiện sự chân thành của chuyện kết hôn. Ở trong quan niệm kết hôn truyền thống của chúng ta, hôn nhân không chỉ là loại chế độ, nó càng thể hiện sinh mệnh cùng tình cảm cả đời. Đây mới là ý nghĩa cao nhất. Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh liếc mắt nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, mới tiếp tục ôn nhu mỉm cười nhìn về phía mọi người nói, tiếp đến đó là vấn danh, đó là nhờ bà Mai hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi xem coi có hợp hay không. Chúng ta tạm thời không nói đến những mê tín này. Thế nhưng xin ngày sinh tháng đẻ của một thiên kim quý thể, bình thường là một văn bản, này ở giữa có huyền ảo mê tín thuyết pháp, thế nhưng thỉnh một thiên kim quý thể ngày sinh tháng đẻ, bình thường hình thức là văn bản, nhưng theo quy cách của những bậc đến vương là một chiếc hộp trạm khắc phương hoàng. Người làm mối đem ngày sinh tháng đẻ để vào bên trong hộp phượng hoàng, tự đưa đến nhà trai xem bói, nếu hợp thì sau đó là nạp cát. Nhà trai chuẩn bị chin vàng chin bạc chin ngọc đến thông báo với nhà gái bắt tự hợp nhau nhà gái nhận xính lễ, đó là qua đại lễ. Trang Ngải Lâm nghe lời này, trong nháy mắt ngẩng đầu, hai chồng mắt lợi hại nhìn về phía Tô Linh. Những người có mặt trong bữa tiệc, toàn bộ đều là những người than quen, bao gồm Diệp Mạn Nhi cùng Ân Nguyệt Dung cũng từng là một thiên kim quý thể, cũng còn là lần đầu nghe thấy hình thức hôn lễ phức tạp như vậy. Ngay cả Hóc Minh cùng Trần Mạn Hồng cùng các nhân viên phục vụ nghe được đều phát ngốc, mấy thức này nghe thì đơn giản nhưng khi làm, đây là một việc vô cùng quan trọng. Tô Linh tiếp tục nhìn về phía mọi người cười nói, tôi không nghe theo. Chuyện này rõ ràng chính là tôi cùng chị Trang đánh cược, nhưng thế nào trò chuyện một chút, mọi người dường như đều muốn thêm một chân, thế nhưng một chân này hình như lại không có thành ý. Nếu như chuyện này cùng mọi người không có quan hệ, vậy mọi người liền tự nhiên đi thôi, tôi và chị Trang nói chuyện với nhau là được rồi. Mọi người nghe lời này, toàn bộ cũng không khỏi cười rộ lên. Đường khả hình càng xấu hổ mặt đỏ bừng, chăm chú tựa trong lòng cha mình nói không nên lời lúc này ủy viên trương ngẩng đầu nét mặt căng thẳng thường nhiên nhìn về phía tô linh mở miệng nói chúng tôi lúc nào nói đây là việc ngoài vốn hôm nay tôi qua đây chính là muốn nói chuyện hôn lễ này nên làm gì bây giờ nhưng hiện tại trò chuyện chính là đại lễ cũng không phải là đồ cưới lời này vừa ra người hai nhà tưởng trang đồng thời chính thức ngẩng đầu nhìn về phía ủy viên trương cùng đường trí long vô cùng chân thành nói đại lễ này chúng tôi nhất định sẽ tổ chức long trọng và chính thức, tuyệt đối không thể có nửa điểm ủy khuất khả hình. Lúc này chúng ta sẽ không trò chuyện việc ủy khuất, Tô Linh mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm vai đường khả hình, cảm giác được vai cô có chút lạnh, trước tiên cầm lên chiếc áo khoác da cỏ trên tay bà Lý, cẩn thận ôn nhu giống như chị gái khoác lên người cô bé này. Mới mỉm cười nói, khả hình của chúng ta vốn dĩ chính là một cô gái ngây thơ đạm bạc mà thiện lương, tự nhiên sẽ không hướng mọi người đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng đại lễ này, tượng trưng chính là mọi người đối với cô ấy coi trọng. Trước không nói cả sảnh đường vàng ngọc, có biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, chính là những chiếc bánh, lá trà, chân châu, cây dừa cũng đều phải đặc biệt chú ý. Liền nói lá trà đi, mọi người đều biết cây trà là không thể di động, cho nên lúc hành lễ, dân trà, tượng trưng cho việc không rời khỏi người ấy, thông qua bóng tối trước khi tiến vào hôn nhân, là người phụ nữ đáng tin cậy, đến chết cũng không đổi ý đây chính là phần tình ý biết bao chân quý của gia đình nhà gái. Cho nên lá trà này, nếu muốn xem trọng, nhất định phải là hạt giống trà của ngũ đại thiên đàn của đất nước ta phải hái lấy những ngọn trà tốt nhất. Hơn nữa còn là do chín đôi vợ chồng hạnh phúc cùng nhau hái, ngụ ý là thật dài và thật lâu. Ân Nguyệt Dung là một người tinh tế, nghe thấy Tô Linh giải thích như vậy, bà cũng một trận đầu choáng váng, tâm tình khẩn trương, rất sợ nghe thiếu một chữ, người con dâu này liền cưới về không được. Đường Trí Long lúc này đang ôm con gái, nghe thấy Tô Linh nghiêm túc giảng giải như vậy, rốt cuộc ông mới bộc lộ nụ cười khiêm tốn, nhìn về phía hai nhà tưởng trang nói, kỳ thực. Hôn nhân là chuyện của hai đứa nhỏ, tất cả lấy chân thành và vui mừng là được, thực sự không cần. Không được, ủy viên trương lúc này lên tiếng, ông lấy thân phận là nhân vật cấp cao của buổi tiệc, thái độ cường ngạnh từng chữ từng chữ chậm rãi nói, Tô Linh nói đúng. Khả hình của chúng ta đúng là thiên tri kiều nữ, vàng ngọc cả sảnh đường tôi không coi trọng. Thế nhưng hôn lễ này, không chỉ muốn thật đúng mức, càng muốn chân thành hơn. Đúng, Thủ tướng cũng nở nụ cười, là người nhiều tuổi nhất buổi tiệc, nhìn về phía người hai nhà tưởng Trang nói, Khả Hinh là đứa nhỏ của Trí Long và chúng tôi. Các người sơ sót con bé, chính là sơ sót chúng tôi. Bất kể là người nhà, hay là lá trà trên núi cao, vừng đậu xanh, đều phải chuẩn bị thỏa đáng, tất cả đều ấn theo truyền thống lễ tiết của người Trung Quốc chúng ta không cần quá nhiều nhưng cũng không thể thiếu được hai nhà tưởng trang vội vã mỉm cười tôn kính gật đầu thủ tướng đường trí long vẫn cảm thấy hôn lễ này tổ chức như vậy quá xa hoa ai thủ tướng nở nụ cười một bên cầm lên cái thìa ngọc nhẹ xúc một đậu phụ một bên bỏ vào miương ăn nói ông trước hết đừng có bận tâm chuyện người ta chính ông đồ cưới còn chưa có chuẩn bị tốt đâu về phần đồ cưới tô linh mỉm cười lại muốn nói tiếp nói chuyện gì về đồ cưới? Ủy viên trương trực tiếp ngẩng đầu, nhìn Tô Linh nói, chỉ cần trang gia có thể đem chuyện kết hôn này tất cả mọi chuyên lớn nhỏ đều xử lý hoàn thành. Đợi lát nữa Tổng Giám Đốc Trang qua được cửa ái các trưởng bối, chúng ta tiếp tục bàn về đồ cưới. Đồ cưới rất dễ chuẩn bị. Đúng, đồ cưới dễ chuẩn bị, Thủ tướng cũng mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lập tức lại xấu hổ mặt đỏ bừng, kích động và cảm động nhìn về phía ủy viên trương cùng Thủ tướng, nhất thời không được chú ý lại quay mặt sang nhìn về phía cha của mình. Đường Trí Long thật sâu nhìn về phía con gái mình, biết con gái nhiều năm qua xác thực rất gian khổ trong mỗi bước đi, cho nên mới được nhiều trưởng bối thương yêu như vậy. Tại thời khắc này ông đành phải kéo nhẹ vai con gái, hướng cô mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh nhìn thấy thái độ đa áp ứng của cha mình, cô đành phải hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc đèn lồng màu đỏ treo bên ngoài hành lang, nghĩ đến trang hạo nhiên ở bên kia, chặn cửa lại cho tôi. Ủy viên Trương trực tiếp ngồi ở vị trí của mình lại lần nữa dặn dò nói, nếu như tối nay Tổng Giám Đốc Trang có thể đi qua cánh cửa này, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện hôn lễ. Nếu như không vào được, vậy để Khả Hinh đi cùng Thủy Kỳ. Phốc, mọi người một trận bật cười. Trang Ngải Lâm nghe lời này, cô lại không nghe theo, trực tiếp tràn đầy khí thế đứng lên, đi tới trước mặt Tô Linh, vẻ mặt bộc lộ kiêu ngạo tươi cười nói, Tô Tiểu Thư. Hôm nay cô bác học đa tài, từng chữ đều là châu ngọc, ngải lâm xin được lĩnh giáo. Có ủy viên trương cùng thủ tướng làm chủ, trang gia chúng tôi cũng nghe được rõ ràng rồi. Tất cả chi tiết, chúng tôi đều như cô nói, sẽ xử lý mọi chuyện thật hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ làm cho khả Hinh trở thành một người muôn vàn sủng ái. Hơn nữa, hôn lễ này, tất nhiên nhất định là chưa từng có cử tuyệt. Nhưng cô phải nhớ, thân là một người chị, nếu như một lúc nữa em trai tôi đi vào, cô cần phải thực hiện cam kết của mình. Tô Linh mỉm cười nhìn về phía Trang Ngải Lâm, hai tròng mắt trong nháy mắt tinh nhuệ sáng chói nói: Nếu như tổng giám đốc Trang có thể đi vào được cánh cửa này, tôi cũng đã biết không phải chuyện tầm thường. Khả Hinh cùng Thủy Kỳ không có duyên làm vợ chồng, như vậy Khả Hinh liền là em gái của tôi. Đồ cưới của con bé, tôi sẽ chuẩn bị, tôi nhất định sẽ làm cho con bé thuận lợi vui vẻ xuất giá. Riêng tất cả những đôi tay khéo léo của Tô Hàng, nhất định sẽ vì con bé làm nên một bức họa độc nhất vô nhị. Hy vọng Tô Tiểu Thư không phụ sự mong đợi của mọi người, tương lai khả hình có người chị gái này, ngọt bùi khổ cay đều có tư có vị. Trang Ngải Lâm trực tiếp tràn đầy lòng tin cười nói. Tổng Giám Đốc Trang bước qua cánh cửa này, chúng ta liền trở thành thân thích. Hai trong mắt Tô Linh lợi hại chợt lóe, cũng mỉm cười nói. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1270